Một lát sau, nàng lần nữa cưỡng ép nhắc tới linh khí mở miệng nói, tỷ tỷ. Ngươi muốn cho ta chết, ta hiện tại liền có thể buông tha chống cự, thậm chí là tự vận, mời ngươi không muốn đem Diệp Thần vậy dính líu vào, hắn. Thật cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Thủy Kính Hoa đối với Thủy Thiên Thiên cừu hận, tột đỉnh, nguyên bản, cho dù là chết vậy tuyệt sẽ không cúi đầu, có thể hiện tại, vì Diệp Thần, nàng giọng bên trong nhưng là mang theo một phần cầu khẩn mùi vị. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, Thủy Kính Hoa càng như vậy, càng quan tâm Diệp Thần, nàng thì càng phải đem Diệp Thần chỉnh vào chỗ chết. Nàng lạnh giọng nói, muội muội, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chết, ngươi nếu như chết, ta bảo đảm sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn hành hạ thằng nhóc này. Trung Lãng thần sắc, cũng là âm trầm xuống, hắn ghen tị. Dựa vào cái gì, một cái càn khôn cảnh phế vật có thể làm cho Thủy Kính Hoa làm được tình cảnh này. Mà hắn lại bị Thủy Kính Hoa cự tuyệt. Chẳng lẽ, mình ngay cả một càn khôn cảnh phế vật cũng không bằng. Hắn trong mắt tức giận cuồng trào, hắn thể muốn cho cái tên này kêu Diệp Thần tiểu tử chết rất thảm. Thủy Kính Hoa thân thể mềm mại run lên, tuyệt vọng. Diệp Thần, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Ngay tại lúc này, một tên nam tử ngay tức thì xuất hiện ở Thủy Thiên Thiên xương phòng bên trong, nhìn truyền ảnh tinh trên, Thủy Kính Hoa khắp người máu tươi, mặt mũi tái nhợt một màn, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra một đạo sát ý. Hắn lạnh lùng nhìn Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng nói, chuyện gì xảy ra? Thủy Thiên Thiên trên dưới quan sát một hồi Diệp Thần, tùy ý cười một tiếng nói, muội muội nàng muốn phải thừa kế chức gia chủ, khiêu chiến bí cảnh, có thể thực lực chưa đủ, không cẩn thận bị thương, cái vị công tử này, người thật giống như rất tức giận. Là đau lòng em gái sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng một phần, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, Thủy Kính Hoa đây là trúng độc. Bất quá, dưới mắt không phải là cùng Thủy Thiên Thiên so đo thời điểm. Hắn lúc này mở miệng nói, để cho ta tiến vào bí cảnh. Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng nhìn nhau một cái, có chút bất ngờ, nhưng, trên mặt nụ cười nhưng hơn nữa đậm đà. Ừ, bọn họ nguyên bản liền dự định để cho Diệp Thần tiến vào bí cảnh. Có cái gì là so ngay trước Thủy Kính Hoa mặt, đem Diệp Thần tàn sát, tốt hơn trò chơi đâu. Như vậy mới có thể làm cho Thủy Kính Hoa hơn nữa thống khổ, tan nát cõi lòng, không phải sao? Bởi vì tổ huấn. Các nàng không thể trực tiếp hành hạ Thủy Kính Hoa, nhưng lại có thể hành hạ nàng người thương, để cho nàng tan nát cõi lòng à. Diệp Thần tới được quá kịp thời. Lúc này Thủy Thiên Thiên liền gật đầu nói, phải, chúng ta cái này thì lên đường đi. Rất nhanh, ba người liền lần nữa đi tới vậy cổ thụ trước, Thủy Thiên Thiên lấy ra lệnh bài, đánh ra một đạo pháp quyết, một khắc sau, ba đạo thân ảnh liền biến mất ở vậy cổ thụ bên trong. Tiến vào bí cảnh sau đó. Diệp Thần thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Thủy Kính Hoa bên người, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng đều là hơi sững sờ, Diệp Thần tốc độ có chút ra ý liệu, nhưng, bọn họ vậy không quá mức để ý, rất nhanh, cũng là đi tới Thủy Kính Hoa chỗ chỗ. Thủy Kính Hoa thấy Diệp Thần đến, đã đỏ bừng một mảnh hai tròng mắt bên trong, ngay tức thì xông ra nước mắt, nàng vô cùng là miễn cưỡng mở miệng nói, ngươi, tới nơi này làm gì, đi, đi mau à, ta không muốn gặp lại ngươi. Có thể, bỗng nhiên, Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng bưng kín Thủy Kính Hoa môi anh đào, hắn ngưng mắt nhìn Thủy Kính Hoa hai tròng mắt nói, ngươi trúng độc, đừng nói chuyện. Vừa nói, đầu ngón tay hắn nhiều hơn một quả máu đỏ đan dược, đưa đến Thủy Kính Hoa mép nói, ăn vào nó, ta vì ngươi giải độc. Đan dược này lấy Diệp Thần máu tươi chế thành, dốc sức vô cùng là mạnh mẽ, có thể tạm thời áp chế độc tính, cho Diệp Thần tranh thủ giải độc thời gian. Trung Lãng nghe vậy. Tựa hồ muốn phải nhẫn nại, nhưng lại là không nhịn được, lúc này vô cùng mỉa mai phá lên cười nói, ếch ngồi đáy giếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giải độc. Ngươi biết, Thủy Kính Hoa ở giữa là độc gì không? Bằng ngươi cũng muốn giải độc, nằm mơ. Còn đút nàng ăn cái gì rác dưới đan dược, liền đan văn cũng không có chứ. Ngươi có thể biết, Thủy Kính Hoa mới vừa uống một quả năm đạo đan văn thánh dược. Dù vậy, cũng là vô dụng, người đan dược này có thể làm à? Hắn không sắp xếp, bại lộ bản tính. Thủy Kính Hoa cũng là chưa thấy được Diệp Thần thật có thể giúp mình giải độc, nhưng, vẫn là thuận theo đem máu kia đỏ đan dược, chứa vào trong miệng nuốt vào. Nhưng, Diệp Thần nhưng không để ý chút nào, tựa như đã sớm biết rồi vậy. Giờ phút này, hắn nắm được Thủy Kính Hoa cổ tay, điều động trong cơ thể độc bia lực, rồi sau đó,
một món linh khí thấm vào nàng thân thể mềm mại bên trong, ở hắn hư hại thân thể bên trong lưu chuyển, rất nhanh, Diệp Thần sắc mặt chính là hoàn toàn âm trầm xuống. Thật là ác độc thủ đoạn. Giờ phút này, thủy kính hoa kinh mạch cùng đan điền đều đã bị độc tính tàn phá được trước mắt tan hoang, thông thường mà nói, cho dù có thể là thủy kính hoa giải độc, từ bây giờ về sau, nàng cũng không cách nào tu võ, võ đạo căn cơ hoàn toàn phá hủy, thậm chí, sẽ ở đây võ đạo thế giới lâm vào là một người bình thường, vậy nói không chừng. Vậy đơn giản so chết còn làm người ta thống khổ. Trung Lãng gặp Diệp Thần không có để ý mình, trong mắt tức giận, càng thêm mãnh liệt, hắn cười lạnh nói, thằng nhóc, ta nói thật nói cho ngươi đi, nữ nhân này ở giữa chính là thực máu bắn tung cùng thiên thanh linh thủy hỗn hợp mà thành kịch độc, muốn giải khai loại phim này độc, ừ, quả thật có phương pháp, nhưng, những phương pháp này, đừng nói là ngươi, coi như là những cái kia chân chính cao cấp cường giả cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Ngươi có thể luyện thành bảy đạo đan văn trở lên thuốc giải độc sao? Ngươi có truyền thuyết bên trong y đạo thánh thể, thần nông thể sao? Ngươi nắm trong tay có chư thiên dị hỏa đế vương danh xưng là, đạo linh. Có thể, hắn lời còn chưa dứt, Thủy Thiên Thiên chính là khó có thể tin kinh hô một tiếng nói chung. Trung công tử, Thủy Kính Hoa thương thế, thật giống như. Giờ phút này, Thủy Kính Hoa cũng là mặt đầy vẻ vui mừng, nàng uống vậy cái nhìn như tầm thường đỏ thẫm đan dược sau đó, trong cơ thể lại là xuất hiện một cổ dâng trào được khó tin sức sống. Vậy cuồn cuộn sức sống, trong chốc lát lại là đem thực máu tung tóe độc tính chân ép xuống. Trung Lãng con người có giúp một cái, sắc mặt khó coi, điều này sao có thể? Một quả liền đan văn cũng không có đan dược, lại có thể áp chế thực máu tung tóe độc. Thật là không thể tưởng tượng nổi à. Bất quá, rất nhanh, Trung Lãng chính là khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, không sao, cuối cùng cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, không cách nào giải độc, chính là vô dụng. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là mặt không thay đổi liếc Trung Lãng một cái nói, người mới vừa rồi là điều không phải muốn nói, đạo linh chi hỏa. Trung Lãng sửng sốt một chút, hắn cau mày nói, đúng thì thế nào? Tiểu tử, người liền cái này đạo linh chi hỏa là cái gì cũng không biết rõ, chỉ biết là một cái tên chứ. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng biết tại sao, thời khắc này Diệp Thần cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta quả thật không thế nào hiểu. Vừa nói, hắn đột nhiên nắm Thủy Kính Hoa cổ tay, nhìn Trung Lãng, lộ ra một tia cười lạnh nói, chỉ bất quá, ta vừa vặn có cái này đạo linh chi hỏa. Lời vừa nói ra, Trung Lãng cùng Thủy Thiên Thiên đều là sắc mặt biến đổi, một khắc sau, một đạo kim ngọn lửa màu bạc ngay tức thì từ Thủy Kính Hoa cổ tay bên trên, đốt đốt, một loại trình độ cao nhất kinh khủng hỏa đạo ý vận ngay tức thì bao phủ đúng phiến bí cảnh. Vậy vàng bạc ngọn lửa cũng là đốt Thủy Kính Hoa toàn thân, trong chốc lát, Thủy Kính Hoa nhìn qua giống như một cái người lửa vậy. Cảm thụ kinh khủng kia hỏa đạo hơi thở, Trung Lãng khuôn mặt ngay tức thì vặn vẹo, con người đều phải nổ tung, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy không giữ lại chút nào tách thả ra hơi thở vàng bạc ngọn lửa, cả người bắp thịt cũng cứng lên. Hắn vô cùng khó khăn mở miệng nói, đạo linh chi hỏa. Lại là đạo linh chi hỏa, người như vậy con kiến hôi làm sao có thể có đạo linh chi hỏa à? Thủy Kính Hoa bị ngọn lửa đốt, trong lòng cả kinh, nhưng, rất nhanh, nàng liền phát hiện mình chẳng những không có bị thương, hơn nữa, thân thể mềm mại bên trong còn truyền đến từng cơn nóng an ủi, sảng khoái cực kỳ. Đồng thời từng luồng khói đen, từ trong cơ thể bị ngọn lửa bức ra, Thủy Kính Hoa trong thân thể độc tố lại là nhanh chóng tiêu cỡi. Thực máu bắn tung cùng thiên thanh linh thủy hỗn hợp mà thành độc, chính là một loại nước độc, âm độc, mà nước lửa không tương thích. Nước có thể là lửa khắc tinh, lửa, giống vậy cũng có thể là nước khắc tinh. Muốn phá giải cái loại này mãnh liệt nước độc, trong lửa cực hạn đạo linh chi hỏa, là tốt nhất lựa chọn. Không cần thiết chốc lát, Thủy Kính Hoa trong cơ thể độc tố cũng đã bị đạo linh chi hỏa, thiêu hủy hầu như không còn. Mà giờ khắc này, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng thì hoàn toàn một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình hao tổn tâm cơ chuẩn bị kịch độc. Cứ như vậy bị Diệp Thần tiện tay phá giải. Đặc biệt là Trung Lãng, thật là bị Diệp Thần điên cuồng đánh mặt à. Tự nói mỗi một câu nói, bây giờ nhìn lại đều giống như nói dóc vậy. Loại cảm giác này, để cho Trung Lãng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nhất thời, hắn hai mắt đỏ như máu một phiến, ý định giết người cuồng bạo, lửa giận hừng hực, cũng muốn nổi điên. Mắt thấy thì phải bực tức nhất kích,
trực tiếp đem Diệp Thần nghiền thành cặn bã. Có thể đây là, Thủy Thiên Thiên nhưng là Dực Mạnh liền Trung Lãng nói, Trung công tử, bình tĩnh, thằng nhóc này cho dù phá giải thực máu bắn tung độc, hôm nay, thì có ích lợi gì đâu. Cứ như vậy giết hắn, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Trung Lãng nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Diệp Thần nói, ha ha, không tệ, thằng nhóc, hiện tại, Thủy Kính Hoa đã là một phế nhân, không thể nào thông qua thực tập, cuộc đời còn lại, sợ rằng so chết còn thống khổ hơn chứ. Mà ngươi đâu? Bổn công tử bảo đảm, ngươi lại là không thể nào còn sống rời đi nơi này, ngươi coi như biết cái này độc thì có ích lợi gì. Sắp chết vùng vẫy thôi. Thủy Kính Hoa nghe vậy, nguyên bản trong mắt hiện lên vui mừng, lần nữa bể tan tành, hai tròng mắt lâm vào không rõ ràng bên trong. Đúng vậy, cho dù Diệp Thần thay mình biết độc thì có ích lợi gì đâu. Ngay tại lúc này, một tiếng vô cùng là chói tai, thê lương thú hống, bỗng nhiên từ mấy người trước người cái ao bên trong vang lên, một cái bóng đen, chợt từ trong ao phóng người lên, hướng khoảng cách hắn gần đây Diệp Thần hung hăng nhào tới. Đám người thấy vậy, đều là ánh mắt chớp mắt, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bất ngờ là một cái tướng mạo cực kỳ dữ tợn, giống như cả người dài lông đen khô lâu giống vậy quái vật. Nhưng, quái vật này thực lực nhưng là không thể khinh thường, có thể so với còn thật bảy tầng thiên tồn tại. Trung Lãng cau mày nói, đây là cái gì đồ chơi? Thủy Thiên Thiên khóe miệng hiện lên lau một cái âm ngoan nụ cười nói, vật này tên là lông đen thủy quỷ, coi như là cái này thực tập bên trong một phần chia. Hắn đặc điểm là thích miễn cưỡng móc ra vật còn sống nội tạng nuốt, hơn nữa, bị lông đen thủy quỷ công kích người, cũng sẽ cảm nhận được khó mà hình dung thống khổ. Trung Lãng đôi mắt sáng lên, mỉm cười nói, à, cái này lông đen thủy quỷ ngược lại không tệ, sẽ để cho nó trước thật tốt chiêu đãi thằng nhóc này đi. Bọn họ mặt hiện vẻ tàn nhẫn, trước mắt cơ hồ đã hiện lên Diệp Thần bị lông đen thủy quỷ mổ bụng một màn, dẫu sao, Diệp Thần mặc dù quỷ dị, mặc dù có đạo linh chi hỏa, nhưng, hắn càn khôn cảnh tu vi cũng không khả năng là lông đen thủy quỷ đối thủ chứ. Lửa tu, mặc dù có thể có vượt qua tu vi khủng bố lực tàn phá, nhưng cũng là cần linh lực tới chống đỡ à. Không có linh lực, mạnh mẽ đi nữa ngọn lửa vậy không phát huy ra uy lực. Quả nhiên, Diệp Thần đối mặt cái này lông đen thủy quỷ, tựa hồ hoàn toàn không có dùng ngọn lửa dự định, mà là một quyền hướng vậy lông đen thủy quỷ đánh tới. Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng thấy một màn này, cười được càng vui vẻ. Ở bọn họ xem ra, đây bất quá là Diệp Thần sau cùng vùng vẫy thôi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần quyền cùng lông đen thủy quỷ vậy bén nhọn quỷ chảo, ngay tức thì va chạm. Ầm một tiếng vang thật lớn, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng nụ cười nhưng là ngay tức thì đỉnh cách, tựa như bắp thịt cũng bị đông cứng vậy. Bọn họ hai tròng mắt đều có chút thất thần, ngơ ngác nhìn Diệp Thần thu hồi quả đấm lại. Dự đoán bên trong, máu tươi phun trào, Diệp Thần bị mổ bụng một màn cũng không có xuất hiện. Ngược lại là vậy lông đen thủy quỷ, ở Diệp Thần cái này một quyền xuống ngay tức thì hóa thành hư không à. Liền cặn bã cũng không có còn lại, trực tiếp bị nghiền thành bột tiêu tán. Diệp Thần lãnh đạm nhìn Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng nói, bảo đảm không để cho ta sống rời đi nơi này. Ngươi, xứng sao? Tĩnh mịch. Toàn bộ bí cảnh cũng lâm vào tĩnh mịch. Liền tiếng gió tựa hồ đều biến mất. Thủy Kính Hoa cũng là không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần lại liền Trung Lãng cũng dám khiêu khích. Bỗng nhiên, một tiếng cười ở trong bí cảnh, vang vọng liền mở. Trung Lãng tiếng cười, hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn Diệp Thần, khẽ cười nói, thằng nhóc, ngươi quả thật ra ta dự liệu, nhưng, ngươi lấy là ngươi ở ta trước mặt coi là cái gì không? Coi như một con chó có thể cắn chết hổ, thì thế nào? Chó, lại hung mãnh, vẫn là chó, cái gì cũng không thay đổi được. Đây chính là người ta tới giữa khác biệt, hiểu không? Trong tay hắn ánh sáng chớp mắt, một chuôi lượn lờ quy luật ánh sáng đỏ tươi súng trường xuất hiện ở trong tay hắn, trong mắt ý định giết người mãnh liệt nói, bổn công tử, mới vừa bất quá là muốn dùng ngươi đến tìm chút vui thôi, ngươi thật lấy vì mình được rồi. Hiện tại, bổn công tử, không có hứng thú, ngươi cũng có thể chết đi. Nháy mắt tức thì, cuồng bạo uy áp, cuồng trào ra. Chỉ là cái này uy áp liền mơ hồ làm đúng phiến bí cảnh có chút không yên đứng lên. Trung Lãng trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ quát một tiếng nói, xuyên biển giết rồng súng. Vô biên linh khí, ngay tức thì chút xuống đến chuôi này đỏ tươi súng trường bên trong, một loại giống như phải đem thương khung thọt phá, đem đại lục xuyên thủng, mất đi rồng thần ma vương thế,
từ vậy súng trường bên trên bộc phát ra, xích mang bạo tránh bên trong, một đạo giống như màu đỏ thất luyện giống vậy thương mang, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Chỗ đi qua, không gian bể tan tành, vạn vật vỡ vụn, đồng thời một đạo quy luật ý vận lượn lờ trên đó, thương mang vốn phải là tập trung, nội liếm, nhưng trung lãng thương mang nhưng lại như là sóng lớn vậy mãnh liệt, dâng trào, bá đạo, càn quét một phiến. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này càn quét tứ phương thương mang, nhưng lại có như vậy nội liếm thương mang có 102 xuyên thủng mùi vị. Nguyên nhân, nằm ở chỗ cái này quy luật ý vận bên trên. Trung lãng lĩnh ngộ nửa bước quy luật, chính là xuyên thủng quy luật. Hắn thương mang bao phủ một mảng lớn phạm vi, đem Diệp Thần tất cả né tránh vị trí vững vàng phong tỏa, có thể lại không mất ác liệt cùng xuyên thủng lực. Cái này một thương, có thể nói vô cùng là khủng bố. Trung lãng không chút nào nương tay ý à. Trong chốc lát, Thủy Thiên Thiên mặt hiện không thú vị vẻ, nàng biết, Diệp Thần chết chắc. Mà Thủy Kính Hoa chính là mặt đẹp trắng bệch một phiến, vùng vẫy muốn đứng dậy, ngăn ở Diệp Thần trước mặt, chỉ là, nàng trong cơ thể độc mặc dù khu trừ, nhưng tổn thương lại không có khôi phục, căn bản không cách nào đứng dậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy to lớn thương mang, trong mắt bên trong đột nhiên hiện lên hai quả phù văn, thiên sư máu tươi ở trong cơ thể điên cuồng đốt đốt. Một loại sư vương vậy uy thế từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, tóc vậy biến thành vàng óng vẻ. Mà đây thiên sư huyết mạch lực lượng thành công kích thích luân hồi huyết mạch. Nháy mắt tức thì huyết mạch hồi phục. Giống như ngủ say luân hồi chi chủ từ Diệp Thần trong cơ thể chậm rãi tỉnh lại vậy, một cổ làm quy luật cũng làm vặn vẹo khủng bố uy thế, ngay tức thì gào thét ra. Sát kiếm rơi vào Diệp Thần trong lòng bàn tay, hắn nhìn vậy cuốn tới thương mang, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, một khắc sau, một kiếm đánh ra. Như ánh trăng vậy kiếm quang, chiếu nghiêng xuống, nhưng... Cái này nhìn như hoa lệ kiếm quang bên trong nhưng là hàm chứa hủy diệt đạo vận cùng tan biến quy luật. Âm một tiếng, hai đạo ánh sáng mang đụng đụng vào một nơi, hai loại khủng bố quy luật lẫn nhau đánh thẳng vào, toàn bộ bí cảnh không gian kịch liệt rung động, mãnh liệt dư âm đem bốn phía núi đá cây cối vân. Vân cũng trực tiếp bốc hơi, vậy bí cảnh lối vào bia đá ngay tức thì kim quang lớn thả, che ở cả tòa bí cảnh. Nếu không, sợ rằng cái này bí cảnh đều phải ở hai bên giao thủ dư âm bên trong. Trực tiếp tan vỡ. Ngắn ngủn một cái hô hấp sau đó, vậy đỏ thấm thương mang chính là ở Diệp Thần kiếm quang dưới điên cuồng bị bại đứng lên. Thấy một màn này, Trung Lãng cùng Thủy Thiên Thiên rốt cuộc thần sắc đại biến lên. Mặt của hai người trên cũng là một bộ tựa như thấy được 100% huyết mạch nồng độ hồng hoang thần long nhất vậy, hù được tim đều phải từ trong miệng đụng tới liền à. Càn khôn cảnh có đến gần thái chân cảnh chiến lực. Cho dù là những cái kia hồng hoang truyền thuyết cũng không có khoa trương như vậy chứ. Còn nữa, Diệp Thần giờ phút này quanh thân dũng động hơi thở là chuyện gì xảy ra? Ở hơi thở này trước mặt, hai người lại đều có một loại muốn màng bái, không dám cùng chống lại cảm giác à. Trung Lãng chặt chẽ cắn răng, quát lên một tiếng lớn, trên mặt hiện lên lau một cái quỷ dị hắc khí, từng cơn ma uy từ trong cơ thể bùng nổ, lần nữa hướng Diệp Thần kiếm quang, một thương đánh ra. Diệp Thần thấy vậy, có chút bất ngờ nói, ma tu. Lần này thương mang, đỏ thẫm bên trong ẩn chứa bôi đen quang, vậy ám màu đỏ thẫm thương mang cùng Diệp Thần kiếm quang đụng vào một nơi, rốt cuộc đem triệt tiêu. Trung Lãng thô trọng thở hào hển, cái loại này ma tu thủ đoạn là hắn một trong những lá bài tẩy, có thể tạm thời tăng lên hắn thực lực, nhưng tác dụng phụ giống vậy không nhỏ. Hắn hung hãn trừng mắt một cái như cũ ở vào đờ đẫn bên trong Thủy Thiên Thiên nói, ngớ ra làm gì. Hiện tại đem Thủy ra tất cả trưởng lão triệu tập đến cái này trong bí cảnh. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đã tay cầm trường kiếm lần nữa nhào tới, sau lưng hỏa rực động một cái, tốc độ tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng bước, một cái thuấn di liền xuất hiện ở Trung Lãng trước mặt, trường kiếm trong tay chém một cái xuống. Cho dù Trung Lãng giờ phút này thực lực tăng lên, cũng là vô cùng là miễn cưỡng mới phản ứng được, miễn cưỡng cổ động trong cơ thể linh khí cùng ma khí. Bơm vào tới trong tay súng trường bên trong, hướng Diệp Thần chém tới trường kiếm chặn lại. Lại là ầm một tiếng vang thật lớn, Trung Lãng hai tay ngay tức thì tung tóe ra máu tươi, xương cốt rạn nứt, dưới chân mặt đất cũng là sụp đổ, cả người đều bị một kiếm này oanh xuống đất. Mà cùng lúc đó, Thủy Thiên Thiên đã hù được cả người run rẩy, ngay tức thì đối với tất cả Thủy gia trưởng lão phát ra mệnh lệnh, đồng thời thúc giục lệnh bài đem bí cảnh vào miệng mở ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ba tên Thủy gia trưởng lão liền xuất hiện ở cái này trong bí cảnh.
Mà giờ khắc này, Trung Lãng bị đánh vào dưới đất, cả người tràn đầy máu tươi, nhưng dựa vào vậy ma khí lực lượng, sinh mạng lực lớn lớn tăng lên, thương thế dần dần khôi phục. Vậy mấy tên trưởng lão vừa tiến vào trong bí cảnh, chính là hơi sững sờ, bọn họ đầu tiên là nhìn một cái Thủy Kính Hoa, gặp hắn người bị thương nặng, kinh mạch bể tan tành, võ đạo căn cơ bị hủy, không khỏi sắc mặt cuồng biến, người cầm đầu kinh hô, nhị tiểu thư, người đây là thế nào? Thủy Kính Hoa ngưng tiếng nói, các vị trưởng lão, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng thiết kế ám hại ta, mời ra tay thanh lý môn hộ. Mà Thủy Thiên Thiên chính là cuồng loạn thét to, mấy người các ngươi mau đem vậy quái vật như vậy tiểu tử giết cho ta. Vậy ba tên trưởng lão nghe vậy sửng sốt một chút, sau chốc lát do dự, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đột nhiên băng hàn liền đứng lên. Thủy Kính Hoa thấy vậy, mặt hiện vẻ khó tin nói, mấy vị trưởng lão, các ngươi đây là muốn làm gì? Đến hiện tại, còn phải nghe theo Thủy Thiên Thiên mệnh lệnh sao? Cầm đầu người trưởng lão kia, mặt mũi có chút khổ sở nói, xin lỗi, nhị tiểu thư. Thủy Kính Hoa còn muốn nói gì, có thể, Diệp Thần nhưng là cười lạnh một tiếng nói, Kính Hoa, không cần trắng phí miệng lưỡi, những người này, gặp ngươi võ đạo căn cơ bị hủy đã hoàn toàn buông tha ngươi, dẫu sao, ngươi đã không thể nào trở thành gia chủ, không phải sao? Cho nên, bọn họ chỉ có thể ủng hộ Thủy Thiên Thiên. Ha ha, và loại người này lại có cái gì tốt nói đâu. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, đôi mắt sáng lên, cười to nói, không sai, hôm nay chức gia chủ chỉ có thể là ta. Dựa theo tổ huấn, các trưởng lão cũng phải nghe theo ta ra lệnh, Diệp Thần, bỏ mặc ngươi biết bao yêu nghiệt, ngày hôm nay đều phải chết. Thủy Kính Hoa chính là thần sắc ảm đạm, đối với Thủy gia đã hoàn toàn thất vọng. Đây là, Trung Lãng vậy từ lòng đất bò ra. Hắn trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn nụ cười nói, thằng nhóc, ngươi quả thật rất đáng sợ, nhưng, ngươi có thể đồng thời đối mặt bốn tên thái chân cảnh tồn tại sao? Cái này xuất hiện ba tên trưởng lão, đều là thái chân cảnh cường giả, cố nhiên đều là thái chân cảnh nhất tầng thiên, nhưng liên hiệp, Diệp Thần tuyệt đối không địch lại. Diệp Thần cặp mắt híp lại, con người bên trong thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Hắn kích hoạt luân hồi huyết mạch thời gian có hạn, lần này kích hoạt hiệu quả mặc dù không mạnh, nhưng hẳn có thể miễn cưỡng đối phó. Một khắc sau, Trung Lãng nghiêm túc quát một tiếng nói, giết. Cái này bốn tên cường giả đồng thời động một cái, đem Diệp Thần bao vây ở trung tâm, thương mang, kiếm mang, rối rít bùng nổ, hướng Diệp Thần, cuồng trào tới. Đủ loại quy luật lực lượn lờ trên đó. Bốn tên cường giả như vậy liên thủ nhất kích, biết bao khủng bố. Chỉ là vậy uy thế, thật là thì phải đem Thủy Thiên Thiên cùng Thủy Kính Hoa tâm thần nghiền nát. Thủy Kính Hoa mặt đẹp đã một phiến trắng bệch, kinh hô, Diệp Thần. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, đối mặt cái này bốn người liên thủ nhất kích, thái nhất linh khí trình độ cao nhất vận chuyển, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, thái thượng thiên sư vân. Vân, rối rít thi triển đến trình độ cao nhất, trong tay sát kiếm cuồng chém ra. Âm một tiếng, một kiếm này lại là đồng thời đem Trung Lãng thương mang. Cùng với một vị trong đó Thủy gia trưởng lão công kích đồng thời mất đi. Bốn người thấy vậy, sắc mặt đều là biến đổi, Diệp Thần thời gian ngắn bùng nổ thực lực quá khủng bố. Nếu như bọn họ bên trong bất kỳ một người cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu mà nói, trong vòng ba chiêu, liền sẽ gặp nguy hiểm tánh mạng chứ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, cùng lúc đó vậy còn lại hai người trưởng lão công kích hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân hình. Nháy mắt tức thì, huyết quang tung tóe. Thấy một màn này, Thủy Thiên Thiên cùng với vậy động thủ bốn người, đều là mặt hiện đại hỉ vẻ. Chỉ gặp, Diệp Thần bụng cùng với đầu vai cũng xuất hiện một đạo vô cùng là dữ tợn vết thương. Trung Lãng châm chọc nói, ha ha, thằng nhóc, bây giờ là không phải cảm thấy tuyệt vọng. Có thể, một khắc sau, mấy người nụ cười nhưng là ngay tức thì đóng băng. Chỉ gặp, Diệp Thần thương thế trên người lại là lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Đám người óc đều phải bể nát, tên này thật sự là quái vật chuyển thế sao? Đây chính là thái chân cảnh cường giả, ẩn chứa quy luật lực nhất kích à? Cũng có thể khôi phục. Thật là không đem thái chân cảnh cường giả làm người à? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, người mới vừa nói cái gì? Tuyệt vọng, cho tới bây giờ sẽ không phải là ta. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần liền hướng Trung Lãng cuồng xông lên đi. Đối mặt vây công. Diệp Thần từ trước đến giờ đều là trước nắm một cái đánh. Đánh chết mới ngưng. Trung Lãng sắc mặt biến đổi, nhưng, người là cường giả, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên vô cùng là phong phú,
lúc này quát to, chớ bị thằng nhóc này hù dọa ở, tiếp tục công kích, cho dù sinh mệnh lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là vô cùng vô tận. Bốn người xuất thủ lần nữa, lần này, Diệp Thần lại là liền trưởng lão kia công kích cũng không nhìn thẳng, hắn trên mặt hiện lên vô cùng là dữ tợn thần sắc, hướng về phía Trung Lãng, một kiếm chém tới. Trung Lãng sắc mặt cuồng biến, bị Diệp Thần để mắt tới cảm giác thật không tốt, thật là giống như bị một đầu đói bụng thái cổ cự long theo dõi vậy à. Hắn chặt chẽ cắn răng, chèn ép trong cơ thể mỗi một phân lực lượng, ma khí trình độ cao nhất vận chuyển, căn bản không cách nào cố kỵ cái gì tác dụng phụ, đem vậy ma tu thủ đoạn hoàn toàn thi triển ra. Cuồn cuộn ma khí bên trong, Trung Lãng cả người nổi gân xanh, lực lượng mơ hồ có một cái leo lên, gào thét một tiếng, hướng về phía Diệp Thần chém tới kiếm mang, một thương đánh ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này một thương cũng không có hoàn toàn triệt tiêu Diệp Thần kiếm quang, vậy lạnh thấu xương kiếm mang hướng Trung Lãng vặn cổ đi, Trung Lãng sắc mặt cuồng biến, trước ngực một quả xương thú dây chuyền ngay tức thì ánh sáng lớn thả, một đầu cốt long hư ảnh hiện lên ở trước người của nó, hướng một kiếm này chặn lại. Một hồi chói tai vỡ vụn tiếng vang lên, sợi dây chuyền kia ngay tức thì bể tan tành, bất quá, một kiếm này cũng ở đây đánh nát cái này cốt long hư ảnh sau đó, gần như tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại kiếm quang chém vào Trung Lãng trên mình, một kiếm huyết quang hiện lên, ở nơi ngực để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm tổn thương. Bất quá, dựa vào Trung Lãng ma công, vết thương này lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng, dù vậy vậy đủ rung động. Còn sót lại một món kiếm quang thì có uy năng như vậy. Trong chốc lát, đám người đối mặt Diệp Thần, ánh mắt bộc phát kiêng kỵ đứng lên, Trung Lãng lại là miệng to thở hào hển, sắc mặt khó khăn xem, hắn hộ thân pháp bảo cũng không có nhiều như vậy à. Cùng lúc đó, vậy ba tên trưởng lão công kích cũng là rơi vào Diệp Thần trên thân hình, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần ngực, bụng, eo ếch, đồng thời nhiều hơn một cái lỗ máu. Trung Lãng thấy vậy cũng là phát khởi tàn nhẫn tới. Gào thét nói, công kích thằng nhóc này, nếu theo dõi ta, hắn công kích liền do ta chống được, mấy người các ngươi toàn lực ra tay. Một khắc sau, bốn người công kích lần nữa đánh tới, Diệp Thần khẽ cau mày, lại là một kiếm hướng Trung Lãng chém tới, một tiếng vang thật lớn sau này, Trung Lãng pháp khí hộ thân lần nữa bể tan tành, một kiếm này, ở hắn đầu vai để lại sâu đậm vết thương. Mà Diệp Thần chính là lại một lần nữa ngạnh kháng ba tên quá thật tồn tại nhất kích. Ngay tại bốn người chuẩn bị lần nữa lúc động thủ, Diệp Thần đột nhiên thân hình vừa chuyển, chợt hướng về phía bốn người bên trong, thực lực yếu nhất một tên trưởng lão, một kiếm đánh xuống, trưởng lão kia sắc mặt ngay tức thì một trắng, trong mắt hiện lên vô cùng là sợ hãi thần sắc, một kiếm này Trung Lãng ngăn cản được, hắn có thể kháng cự không dưới à? Có thể, bỗng nhiên, trưởng lão này trước người bóng người chớp mắt, Trung Lãng bỗng nhiên xuất hiện ở kiếm quang kia trước mặt, thay trưởng lão này đỡ được một kiếm này. Nối liền Diệp Thần ba chiêu, Trung Lãng sắc mặt đã trắng bệch, nhưng, hắn trên mặt nhưng là mang tàn bạo nụ cười nói, thằng nhóc, ngươi không phải để mắt tới ta sao? Vì sao, thay đổi mục tiêu? Xem ra, thái chân cảnh cường giả công kích, đối với ngươi cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả à? Vẫn là nói. Trung Lãng ánh mắt hơi chớp mắt nói, ngươi hôm nay thực lực, chỉ là bí pháp mang tới, không thể trường kỳ kháng chiến, muốn tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần khẽ cau mày. Sự thật quả thật là như thế, một giọt thiên sư máu tươi, cũng không như huyền yêu tinh máu, không cách nào chống đỡ hắn chiến đấu bao lâu. Không thể không nói, Trung Lãng thiên phú chiến đấu vẫn là rất tốt. Cái khác ba tên thủy gia trưởng lão nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên. Trung Lãng cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi xong rồi. Tất cả người tới bên người ta, chúng ta liên thủ phòng ngự. Chỉ cần chống đỡ đến tiểu tử này lực lượng biến mất, hắn liền đánh bại. Cái này bốn tên cường giả buông tha đối với Diệp Thần bao vây, ngay tức thì tụ tập ở một nơi. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, hướng về phía bốn người kia chém liên tục mấy kiếm. Nhưng, ở bốn người dưới sự liên thủ, nhưng là bị rối rít hóa giải, cho dù tạo thành một ít tổn thương, cũng bị đứng ở phía trước nhất Trung Lãng cho khiêng xuống. Trước mắt hình thức, tựa hồ đối với Diệp Thần vô cùng là bất lợi. Nếu như Diệp Thần có thể thời gian dài chiến đấu, bốn người cái loại này một mặt phòng ngự phương thức chiến đấu tuyệt đối sẽ đem mình kéo chết, dây dưa chết, có thể, nếu như Diệp Thần không cách nào kéo dài chiến, như vậy, bọn họ ắt sẽ thắng lợi. Mà căn cứ mọi người kinh nghiệm chiến đấu, lấy được đều là phán đoán giống nhau, đó chính là, Diệp Thần thực lực chỉ có thể tạm thời bùng nổ thôi.
Mấu chốt nhất là, hiện tại bọn họ thân ở cái này trong bí cảnh, vào miệng đã đóng cửa, Diệp Thần muốn chạy khỏi đành phải cưỡng ép phá vỡ không gian, vậy bia đá chí bảo tự nhiên sẽ dồn hết sức ngăn cản Diệp Thần đối với phương này không gian phá hoại. Cho dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, cũng cần hoa một ít thời gian, mới có thể làm được chuyện này. Mà bốn người tự nhiên sẽ không cho Diệp Thần cái này cơ hội. Trong chốc lát, bốn tên cường giả đều là lộ ra nắm chắc phần thắng thần sắc. Giờ phút này, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi phán đoán không có sai, ta đúng là không cách nào giữ hôm nay thực lực quá lâu. Mấy người kia nghe vậy, rối rít mặt hiện vui mừng, Diệp Thần đây là chuẩn bị cầu xin tha thứ sao. Mà Thủy Kính Hoa giờ phút này sắc mặt nhưng là bình tĩnh lại, nàng đã làm xong cùng Diệp Thần cùng chết chuẩn bị. Có thể, bỗng nhiên, Diệp Thần trên gương mặt nhưng là hiện lên nụ cười quỷ dị nói, đáng tiếc, các ngươi phán lầm liền một chuyện. Đó chính là, bây giờ ta, còn không có đạt đến mức tận cùng. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần trong mắt bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một món tinh mang, Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng ngay tức thì sáp nhập vào trong cơ thể hắn cùng sát kiếm bên trong, nháy mắt, Diệp Thần hơi thở lần nữa bạo tăng. Hắn lạnh lùng ngưng mắt nhìn mặt mũi lần nữa động lại mấy người, khẽ quát một tiếng, cả người lực lượng không giữ lại chút nào bùng nổ, liền huyền linh lực đều đem ra hết. Hướng về phía vậy bốn tên cường giả, chém ra chí cường một kiếm. Ban đầu, sở dĩ không có toàn lực bùng nổ, một, là muốn vì sau không hồi đảo chuyến đi, giữ lại thực lực, hai, chính là vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, làm quen một chút cùng thái chân cảnh tích trữ tại chiến đấu phương thức. Hiện tại, đến nên lúc kết thúc. Một đạo sáng vô cùng kiếm quang, ở trong mắt mọi người phun trào ra, chỗ đi qua, không gian đều bị chém một cái là hai. Vô tận không gian phong bạo ở nơi này trong bí cảnh cuộn sạch, tấm bia đá kia chí bảo ánh sáng sáng tắt không ngừng, tựa hồ cũng không cách nào áp chế một kiếm này đối với bí cảnh phá hư. Vậy bốn tên cường giả, ở một kiếm này trước mặt, lạnh cả người mồ hôi, ngay tức thì đem áo khoác đều ướt đẫm. Một loại chết bóng mờ đã bao phủ lên trong lòng bọn họ. Cái này bốn người rối rít toàn lực ra tay, hướng một kiếm này đánh đi. Một khắc sau, hai bên công kích phát sinh va chạm. Tuyệt mạnh dư âm, hướng bốn phía kích động đi, đem đúng phiến bí cảnh cũng gần như biến thành phế tích. Cùng lúc đó, huyết quang bạo tránh, bốn đạo thân ảnh bị hung hăng đánh vào mặt đất bên trên, đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Trong cái hố sâu bên trong, máu tươi văng khắp nơi, cái này bốn tên chí cường, giờ phút này, nằm ở đáy động thoi thóp. Thủy Thiên Thiên nhìn cái này gần như ảo giác một màn, đã hoàn toàn không cách nào suy tư. Diệp Thần lại là một kiếm quét ngang bốn tên thái chân cảnh cường giả à. Diệp Thần đối với một màn trước mắt, nhưng là không ngạc nhiên chút nào, hôm nay, hắn dùng thiên sư máu tươi ngắn ngủi kích hoạt luân hồi huyết mạch. Mặc dù không có mấy lần trước đối mặt Đông Hoàng Thiên Điện những người đó bùng nổ lực lượng như thế mạnh, nhưng dưới mắt vậy đủ để đối phó tình huống. Chỉ là, loại thủ đoạn này chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng, bởi vì cũng không thuộc về hắn lực lượng, hơn nữa giá phải trả cũng là khá là to lớn. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái liền đi tới cái hầm kia động bên trong, mắt nhìn xuống Trung Lãng nói, hiện tại, người tuyệt vọng sao? Trung Lãng nghe vậy, trong mắt run rẩy, trên mặt rốt cuộc chỉ còn lại có vẻ sợ hãi nói, thả qua. Nhưng, hắn lời còn chưa dứt, Diệp Thần cũng đã chém xuống một kiếm, trọng thương Trung Lãng giờ phút này căn bản không có bất kỳ sức chống cự, đầu lâu cùng thân thể ngay tức thì chia lìa, Diệp Thần thần niệm động một cái, phệ hồn thông thiên thi triển. Liền Trung Lãng thần hồn vậy ngay tức thì chiếm đoạt. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn về phía còn lại mấy tên thủy gia trưởng lão, vậy mấy tên trưởng lão giờ phút này cũng giống như là thấy mèo con chuột vậy, cả người run rẩy dữ dội trước. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, từ bây giờ về sau, Kính Hoa chính là thủy gia gia chủ, ngươi cùng đối hắn không được có chút nào cãi lại, nếu không, ta tất lấy ngươi cùng tánh mạng nghe hiểu sao. Vậy mấy tên trưởng lão bận bịu gật đầu không ngừng nói, cần tuân công tử mệnh lệnh, đa tạ công tử, ân không giết. Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác nói, bây giờ muốn đi, chưa thấy được đã quá muộn sao. Đang chuẩn bị chạy trốn Thủy Thiên Thiên, thân thể mềm mại run lên, dừng ở tại chỗ. Một khắc sau, Thủy Thiên Thiên ngay tức thì nhào tới Thủy Kính Hoa trước mặt, lệ rơi đầy mặt kêu khóc nói, Kính Hoa, ta sai rồi. Hết thảy các thứ này đều là Trung Lãng vì trả thù ngươi ép ta làm, từ bây giờ về sau, tỷ tỷ cho ngươi làm nô tỳ, bồi thường ngươi, chúng ta dẫu sao là cùng một phụ thân tỷ muội,
huyết mạch tương liên à. Kính Hoa, cầu ngươi tha thứ tỷ tỷ một lần đi. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên một cái thê mỹ nụ cười nói, tha ngươi. Ha ha, ta bỏ qua ngươi, ta võ đạo căn cơ có thể khôi phục sao? Thủy Kính Hoa là một người vô cùng hắn trọng tình cảm, thân tình người, nếu như Thủy Thiên Thiên lần này không có bày như vậy tàn nhẫn vòng bộ, nàng có lẽ thật sẽ bỏ qua cho Thủy Thiên Thiên, nhưng, hôm nay đã lại cũng không có khả năng này, nàng cùng Thủy Thiên Thiên vĩnh viễn không thể nào là người thân, các nàng tới giữa chỉ có cừu hận. Thủy Thiên Thiên sắc mặt biến đổi, mặt mũi bỗng nhiên dữ tợn nói, tiện nhân, phải chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Vừa nói, tay nàng bên trong ngay tức thì nắm một cây dao găm hướng Thủy Kính Hoa cổ vung đi. Một kiếm này rất nhanh, Thủy Thiên Thiên cũng là còn thật cảnh trung kỳ tồn tại, thực lực không kém. Hơn nữa, hai người cơ hồ không khoảng cách, một kiếm này có thể nói nháy mắt tức thì liền có thể chặt đứt Thủy Kính Hoa ngọc cảnh. Nhưng, mau hơn nữa mới có thể có Diệp Thần mau sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, phệ hồn thông thiên. Một khắc sau, hồn lực mãnh liệt, Thủy Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên, thất khiếu bên trong máu tươi cuồng trào, kêu thảm một tiếng, liền ngã trên đất. Cái này thần niệm nhất kích liền để cho Thủy Thiên Thiên cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Diệp Thần nhìn về phía Thủy Kính Hoa nói, làm thế nào? Thủy Kính Hoa trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, giết đi. Thủy Thiên Thiên vùng vẫy, leo đến Diệp Thần bên chân, cố nén đau nhức, liếm Diệp Thần dày nói, Diệp công tử không nên giết ta, ta nhất định sẽ thật tốt hầu hạ ngài, để cho ngài thoải mái. Diệp Thần mặt không cảm giác, trở tay chính là một kiếm vung đi, mênh mông lực lượng cuồng trào trực tiếp đem Thủy Thiên Thiên đập thành xương máu. Đối với loại đàn bà này, Diệp Thần một chút hứng thú cũng không có. Vậy ba tên trưởng lão thấy vậy ánh mắt run lên, nhưng, cũng không dám nói gì. Giờ phút này, Thủy Kính Hoa mặt đẹp bên trên tràn đầy tịch mịch vẻ nói, Diệp Thần, thật xin lỗi, đem ngươi trên lưng ta bản đồ cắt đi đi, lấy ta bây giờ thực lực đã không có tư cách đi theo ngươi đi không hồi đảo. Mới vừa, nếu là không có vậy bia đá chấn áp, chỉ là Diệp Thần cùng mọi người giao thủ dư âm cũng đủ để đem nàng tiêu diệt. Hôm nay nàng thậm chí liền trên biển sóng gió cũng không chịu nổi, lại như thế nào có thể đi không hồi đảo. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đem Thủy Kính Hoa từ dưới đất bế lên nói, yên tâm, người biết không có chuyện gì. Thủy Kính Hoa cười khổ nói, không muốn an ủi ta, hôm nay ta kinh mạch phần lớn đều đã vết nứt, đan điền vậy bể nát, như vậy thương thế, cơ hồ không thể nào khôi phục. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ngươi cảm thấy, ta là người bình thường sao? Thủy Kính Hoa nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Diệp Thần ánh mắt nhu hòa nói, còn nhớ ước định của chúng ta sao? Ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi, nên hướng ngươi nói xin lỗi là ta, bất quá, ta nếu đáp ứng ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện, tin tưởng ta, được không? Mới vừa, Thủy Kính Hoa ý muốn là hắn ngăn cản công kích Vân. Vân, Diệp Thần cũng xem ở trong mắt, nói không có kích động đó là giả. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mặt đẹp ửng đỏ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ừ. Một khắc sau, Diệp Thần từ Thủy Thiên Thiên trong túi đựng đồ, lấy ra vậy cái lệnh bài thoáng một cái, mở ra bí cảnh vào miệng, thân hình chớp mắt liền tiến vào một gian buồng bên trong. Diệp Thần đem Thủy Kính Hoa đặt lên giường, hắn ánh mắt nhỏ tránh nói, Kính Hoa, ta phương pháp trị liệu có chút kỳ quái, nhưng, ta bảo đảm tuyệt đối hữu hiệu, một hồi ngươi phải hoàn toàn nghe theo ta phân phó, có thể không? Thủy Kính Hoa nghe lời nói này, đầu óc bên trong đột nhiên xông ra một ít suy nghĩ bậy bạ, nàng mặt đẹp đỏ bừng, đối với Diệp Thần nói ta. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Thủy Kính Hoa thủy nhuận đôi môi dụ người nói, há miệng. À, Thủy Kính Hoa hơi sững sờ, có chút nghi ngờ, đột nhiên tựa hồ vang lên cái gì, hô hấp của nàng ngay tức thì dồn dập. Trước kia nghe Thủy Gia Nha Hoàn tựa hồ nói qua, người đàn ông thích để cho cô gái dùng miệng. Nghĩ tới đây, Thủy Kính Hoa tim đều phải từ ngực nhảy ra ngoài, nàng sanh ra vui khiết, vốn là tuyệt sẽ không tiếp nhận loại chuyện như vậy. Cũng không biết vì sao. Nếu như là Diệp Thần mà nói, Thủy Kính Hoa lại là cảm giác, mình thật giống như không hề mâu thuẫn. Thậm chí, có chút khát vọng. Nàng nhắm hai mắt lại, à một tiếng, cố gắng trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Thần hơi sững sờ, không biết Thủy Kính Hoa miệng trương lớn như vậy làm gì. Hắn đưa ra một ngón tay, dò vào Thủy Kính Hoa trong miệng. Thủy Kính Hoa cảm thụ đầu lưỡi xúc cảm, nàng thật dài lông mi mao run rẩy một tí, có chút khẩn trương. Lại có chút khác thường hưng phấn,
nàng âm thầm nghĩ tới, ừ. Thật giống như không có nghĩ xem bên trong lớn như vậy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm đột nhiên ở nàng bên tai vang lên nói cắn. À, đang nhắm mắt Thủy Kính Hoa, hoàn toàn bối rối, cắn. Như vậy sẽ không bị thương sao? Coi như Diệp Thần là võ giả, sinh mệnh lực cực mạnh, khá vậy sẽ đau chứ? Chẳng lẽ, Diệp Thần thích loại phương thức này? Ngay tại Thủy Kính Hoa, có chút thời điểm do dự, Diệp Thần lần nữa mở miệng nói cắn, dùng sức cắn. Thủy Kính Hoa nghe vậy, hạ định quyết tâm, ngang một tiếng, cắn một cái. Diệp Thần hiển nhiên đánh giá thấp cô gái răng trình độ sắc bén, Thủy Kính Hoa răng nhỏ thật là có thể so với quy luật thần khí, lại là lập tức phá vỡ ra hắn, từng cơn máu tươi tràn vào Thủy Kính Hoa trong miệng. Thủy Kính Hoa anh ninh một tiếng, đem Diệp Thần ấm huyết dịch nóng nuốt vào trong miệng, nàng có chút bối rối địa đạo, Diệp Thần, ngươi chảy máu. Là ta dùng quá sức liền sao? Diệp Thần cười nói, không có sao, hiện tại hút máu. Máu ta có thể để cho ngươi thân thể khôi phục. Hút máu. Lúc này, Thủy Kính Hoa rốt cuộc ý thức được không đúng, nàng chậm rãi mở mắt vừa thấy, ngậm Diệp Thần ngón tay, có chút ngẩn ra địa đạo, nguyên lai là ngón tay à. Diệp Thần cũng là ngẩn ngơ, sắc mặt cổ quái nói, không phải ngón tay, ngươi cho là cái gì? Trong chốc lát, giữa hai người bầu không khí không khỏi có chút lúng túng, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cũng là nhớ ra cái gì đó, lần này liền hắn cũng không khỏi có chút đỏ mặt, hắn ho nhẹ một tiếng nói, mau hút máu đi. Huyết dịch hắn sinh mệnh lực khủng bố, thậm chí còn có cổ độc thần mạch và độc bia, cũng có thể giải quyết hết thảy. Thủy Kính Hoa cúi đầu, giống như là con thỏ nhỏ vậy, ngoan ngoãn hút Diệp Thần máu tươi, nàng đã đáp ứng Diệp Thần muốn nghe hắn nói. Rất nhanh, Thủy Kính Hoa mắt đẹp bên trong chính là hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Nàng xòe ra hai tròng mắt, kích động. Giờ phút này, mình vậy bể tan tành kinh mạch, đan điền, ở Diệp Thần máu tươi làm dịu, lại là thật bắt đầu chậm rãi khôi phục à. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần thu ngón tay về, thời khắc này Thủy Kính Hoa, thương thế trên căn bản đã khôi phục, gãy lìa kinh mạch ở mạnh mẽ sinh cơ bồi bổ hạ lần nữa nối liền, đan điền bể tan tành cũng là khôi phục nguyên trạng. Thậm chí, so bị thương trước căn cơ ngược lại càng vững chắc liền một phần. Hơn nữa, thực máu tung tóe độc tố bị thanh trừ sau đó, thiên thanh linh thủy nhưng vẫn lưu ở trong người. Thủy Kính Hoa hôm nay thực lực thậm chí đã có tăng lên không nhỏ, chỉ là mặt đẹp còn có chút trắng bệch mà thôi. Thủy Kính Hoa vô cùng cảm kích nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Đối với võ giả mà nói, không cách nào tu võ, là so chết còn thống khổ hơn ác mộng, mà đây cái ác mộng. Diệp Thần nhưng thay nàng giải quyết. Nàng hiện tại thậm chí có loại cảm giác không thật. Diệp Thần cười nói, ta đã đáp ứng ngươi, không phải sao? Đây là, Thủy Kính Hoa vùng vẫy chuẩn bị đứng dậy, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, ngươi làm gì? Thủy Kính Hoa nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta hẳn lập tức đi không hồi đảo. Diệp Thần nghe vậy, đem Thủy Kính Hoa đè ở trên giường nói, ta ở Sư Vương đảo lấy được một chiếc mau thuyền. Một ngày bên trong liền có thể chạy tới không hồi đảo, thời gian coi như dư giả, ngày hôm nay, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Thủy Kính Hoa nghe vậy còn muốn nói gì, lại bị Diệp Thần một cái ánh mắt chặn lại, nói, nghe lời, ta cũng không hy vọng ngươi lưu lại hậu di chứng gì. Thủy Kính Hoa khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nằm ở trên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Kính Hoa cùng Diệp Thần xuất hiện ở Thủy gia phòng tiếp khách bên trong, giờ phút này. Vậy ba tên trưởng lão nhìn hoàn toàn khôi phục Thủy Kính Hoa, cầm đều phải rớt xuống đất. Bọn họ dụi mắt một cái, giản, cũng không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy, còn có thể khôi phục. Hơn nữa chỉ tốn một ngày thời gian. Đây là thần tích sao? Trong chốc lát, cái này mấy tên trưởng lão đối với Diệp Thần bộc phát kính sợ đứng lên. Thủy Kính Hoa nhàn nhạt nói, mấy vị trưởng lão. Hôm nay ta đem lần nữa khiêu chiến bí cảnh, sau khi thành công, thừa kế cái này trước gia chủ, cũng coi là danh chánh ngôn thuận. Vậy mấy tên trưởng lão cười nói, như vậy, tự nhiên tốt nhất. Thủy Kính Hoa mắt đẹp nhỏ tránh nói, đối với ta trở thành gia chủ sau đó, cần vận dụng thủy gia một kiện bảo bối, xin mấy vị trưởng lão, có thể đồng ý. Vậy mấy tên trưởng lão lập tức gật đầu nói, nhị tiểu thư xin cứ tự nhiên. Nói thật, có Diệp Thần ở chỗ này. Chính là muốn mạnh cướp, bọn họ vậy không có biện pháp à. Dù là bọn họ biết Diệp Thần thực lực thật ra thì kém hơn bọn hắn,
hôm qua bất quá là mượn bí thuật mà thôi, cái này bí thuật hôm nay tất nhiên không thể thi triển, nhưng Diệp Thần cái quái vật này dù là không cách nào thi triển bí thuật, bọn họ cũng sợ. Thủy Kính Hoa khẽ mỉm cười, lúc này, liền đi trước vậy thực tập bí cảnh, lần này, Thủy Kính Hoa dĩ nhiên là vô cùng là dễ dàng thông qua thực tập, chính thức trở thành Thủy gia đảm nhiệm mới gia chủ. Vậy mấy tên trưởng lão rối rít cười nói, chúc mừng nhị tiểu thư. Thủy Kính Hoa nói, các vị trưởng lão, còn nhớ ta trước nói qua muốn vận dụng một món bảo vật sao? Vậy quá thật, tầng hai thiên trưởng lão, tên là Thủy Minh, hắn gật đầu nói, nhị tiểu thư cần gì bảo bối? Thủy Kính Hoa nhàn nhạt nói, Trấn Hải Thạch. Lời vừa nói ra, vậy ba tên ông già rối rít mặt hiện vẻ kinh sợ. Thủy Minh có chút lo lắng nói, cái này Trấn Hải Thạch chính là Thủy gia mạch máu à, tiểu thư cũng không thể tùy ý lấy dùng. Thủy Kính Hoa liếc Thủy Minh một cái nói, Thủy Minh trưởng lão, không muốn hiểu lầm, ta chỉ là thông báo các ngươi một tiếng, cũng không phải là cần phải đạt được các ngươi đồng ý. Thủy Minh nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, lại nữa lời nói, có Diệp Thần ngọn núi lớn này cản trở, Thủy Kính Hoa làm gì hắn cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Không lâu lắm, Thủy Kính Hoa liền từ bảo khố bên trong lấy ra một quả toàn thân xanh nhạt, có sóng gợn trạng văn lộ hòn đá nhỏ, nhỏ trên đá lượn lờ ánh sáng nhàn nhạt trần, một loại ba động kỳ dị tản ra, tựa như không khí chung quanh ở nơi này hòn đá nhỏ dưới ảnh hưởng, cũng bình tĩnh lại vậy. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, đây chính là Trấn Hải Thạch. Thủy Kính Hoa gật đầu nói, không sai. Lúc này, hai người liền hướng nước Minh Đảo bến đỏ đi, rất nhanh liền leo lên Hoàng Kim bay sư số. Giờ phút này, Hồng Thuấn Thiên cũng là xuất hiện ở trên bong, ánh mắt có chút mập mờ nhìn Diệp Thần hai người. Diệp Thần hỏi, Thuấn Thiên, biển vô cùng la bàn thế nào? Hồng Thuấn Thiên khẽ mỉm cười, giương tay một cái, đem một quả nạm bảy màu bảo toàn tinh xảo la bàn, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần trong mắt sáng lên nói, được, hôm nay vạn sự đã sẵn sàng, hiện tại liền hướng không hồi đảo tiến về trước đi. Rất nhanh, vậy thuyền lớn liền hóa thành một đạo kim quang, hướng vùng biển bên trong bắn nhanh đi. Giờ phút này, Quá Minh trên đảo, hai đạo thân ảnh đang ngồi ở một đống lửa trước, đống lửa bên trên, đỡ một cây gỗ, trên gỗ chuỗi trước một cái yêu thú thi thể, cái này hai người, giờ phút này đang ăn được nồng nhiệt đây. Nếu như có người nhìn thấy màn này nhất định sẽ bị hù được hồn phi phách tán. Ngồi trước đống lửa hai tên thanh niên, một người môi đỏ răng trắng, dung mạo có chút âm nhu, đáy mắt lộ ra một vẻ tà tính, một người khác, mặt mũi anh tuấn, vóc người thon dài, mày kiếm mắt sáng sủa, tựa như trời xanh chính là thiên chi kiêu tử vậy. Cái này hai người lớn lên cũng không đáng sợ, dọa người cũng không phải bọn họ, mà là bọn họ đang ăn yêu thú. Yêu thú này, tên là rắn biển long. Rắn biển long thân thể trừng mực, trưởng thành rắn biển long cũng chỉ có 1 đến 2 mét dài, nhưng, rắn biển long, nhưng là táng thiên hải bên trong kinh khủng nhất yêu thú một trong. Trưởng thành rắn biển long, thực lực có thể so với còn thật tầng 8 thiên tồn tại, mạnh mẽ cực kỳ, có thể, hiện tại nhưng thành hai tên thanh niên trong miệng thức ăn. Tên kia thiên chi kiêu tử vậy thanh niên, vừa ăn phương mùi thơm khắp nơi rắn biển thịt rồng, một bên cau mày nói, Ngô Tử Khanh. Trên lưng ngươi bức kia bản đồ bảo tàng, ký hiệu bảo tàng thật như vậy trọng yếu, đáng ngươi để cho ta cũng chạy đến cái này bên ngoài biển tới. Tên kia là Ngô Tử Khanh âm nhu thanh niên cười nói, Quan Hải Lâu, ta bảo đảm, bảo tàng bên trong có thứ tốt, sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Quan Hải Lâu có chút mỉa mai nói, Ngô Tử Khanh, ngươi cũng là càng lúc càng nhát gan à, đối phó mấy cái bên ngoài biển người, mình cũng không dám, còn kêu thêm ta. Ngô Tử Khanh đối mặt Quan Hải Lâu giễu cợt, ngược lại là không có phản bác, nhàn nhạt nói, bảo hiểm một ít cho thỏa đáng, ngươi đừng xem nhẹ những thứ này bên ngoài biển, chết ở ta trên tay hai người người thừa kế, mặc dù bại bởi ta, nhưng nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh. Quan Hải Lâu nghe vậy, mặt hiện vẻ khinh thường, nhưng, không có nói gì nhiều, mà là hỏi, trước không nói những thứ này, người nói thế nào bảo tàng ở không hồi đảo bên trong. Không có biển vô cùng la bàn và Trấn Hải Thạch. Chúng ta làm sao tiến vào không hồi đảo? Ngô Tử Khanh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, bởi vì huyết mạch bên trong trói buộc, bản đồ người thừa kế cửa, trong sâu thẳm là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Bữa trước ta giết vậy hai người người thừa kế sau đó, đột nhiên toát ra muốn đi Quá Minh đảo ý tưởng, ta cũng biết, nhất định là có người thừa kế, sẽ đi qua cái này Quá Minh đảo đi không hồi đảo. Chắc hẳn, bọn họ đã làm xong tiến vào không hồi đảo chuẩn bị chứ?
chúng ta ở chỗ này há miệng chờ xung dụng là được. Ngay tại lúc này, trước mặt hai người vùng biển bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc bóng dáng, đang hướng Quá Minh đảo phương hướng, cực nhanh tiếp theo. Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh nhìn nhau một cái, trên mặt đều là hiện lên một nụ cười. Một khắc sau, Ngô Tử Khanh thổi một tiếng huýt sáo, trong biển chính là có một đầu đồ vật khổng lồ ló đầu ra ngoài. Cái này đồ vật khổng lồ, bất ngờ là một đầu giáp đen cá sấu. Cá sấu vốn là không cách nào ở trong biển sinh hoạt, cái này giáp đen cá sấu, hiển nhiên không giống tầm thường. Hơn nữa, cái này cá sấu thực lực cũng là 10 phần khủng bố, bất ngờ là một đầu còn thật tầng 8 thiên yêu thú. Một khắc sau, hai người thân hình động một cái liền bước lên cái này cá sấu trên lưng, cái này cá sấu thân hình động một cái, lại là lấy không kém chút nào cùng màu vàng kia bóng dáng tốc độ, hướng phía trước di động đi. Giờ phút này, động lực bên trong phòng Diệp Thần đột nhiên nhướng mày một cái, hướng một cái hướng khác nhìn, thần sắc mơ hồ có chút trầm ngưng liền đứng lên, Hồng Tuấn Thiên thấy vậy, không khỏi phải hỏi nói, Diệp huynh, thế nào? Diệp Thần nói, thật giống như có phiền toái tới. Ngay tại lúc này, Hồng Tuấn Thiên cũng là ánh mắt chớp mắt, cảm ứng được một cái bóng đen đang cực nhanh hướng bọn họ, đến gần tới. Một khắc sau, hàng thuyền dừng lại, hai người thân hình động một cái, liền xuất hiện ở trên bong, chỉ gặp, một đầu hơi thở cuồng bạo giáp đen cá sấu, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hai người đến gần tới. Diệp Thần đôi mắt híp một cái, ngưng mắt nhìn cá sấu trên lưng hai tên thanh niên, cái này hai người tuổi tác chưa đủ 200 tuổi. Thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Mấu chốt nhất là, ở Diệp Thần trong cảm giác, hai người này hơi thở đều là vô cùng là quỷ dị, rất có thể, và mình có thể giống vậy vượt cấp giết địch. Hồng Tuấn Thiên sắc mặt cũng là có chút khó coi, giờ phút này, trên lưng hắn xăm mơ hồ nóng lên, hắn ánh mắt rơi vào Ngô Tử Khanh trên mình, trầm giọng nói, Diệp huynh, vậy âm nhu thanh niên là người thừa kế. Giờ phút này, Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh thân hình trước mắt, đã rơi vào trên thuyền lớn, đây là Thủy Kính Hoa vậy đi tới trên bong, thấy Quan Hải Lâu hai người không khỏi con ngươi co rúm một cái. Quan Hải Lâu ánh mắt quét qua đám người, trong mắt vẻ khinh thường bộc phát nồng nặc, cuối cùng, tầm mắt rơi vào Hồng Tuấn Thiên trên mình, nhàn nhạt nói, trong tay các ngươi có biển vô cùng la bàn cùng trấn hải thạch đi, hiện tại giao ra, bổn công tử có thể để cho các ngươi chết được ung dung một chút. Ở hắn xem ra, Hồng Tuấn Thiên là đám người này bên trong thủ lãnh. Hồng Tuấn Thiên nhướng mày một cái, không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Thần. Quan Hải Lâu thấy vậy, trong mắt lóe lên lau một cái kỳ quái vẻ, tên này xem cái đó càn khôn cảnh phế vật làm gì. Ngay sau đó, hắn thần sắc trầm xuống nói, tiểu tử không biết trả lời sao. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhìn hai người nhàn nhạt nói, hiện tại, mình đem người sau lưng ra bản đồ cắt đi, ta giống vậy có thể để cho các ngươi chết được ung dung một chút. Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh nghe vậy, ánh mắt ngay tức thì hướng Diệp Thần nhìn sang, mặt của bọn họ sắc đồng thời run lên, có thể rất nhanh liền nhíu mày. Giờ phút này, bọn họ mơ hồ cảm thấy một chút quái dị, vì sao đối mặt mình hai người, cái này nhìn thực lực rõ ràng không bằng mình ba người, lại tựa hồ như cũng không hoảng hốt. Hơn nữa, cái này càn khôn cảnh tiểu tử lại vẫn dám khiêu khích bọn họ. Bọn họ gặp qua không biết sống chết người. Cũng không gặp qua như thế không biết sống chết à. Bất quá, bất luận thằng nhóc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lấy hai người bọn họ kiêu ngạo là tuyệt đối không cách nào nhìn được dùng cái loại này giọng uy hiếp bọn họ người. Quan Hải Lâu liếm môi một cái, mặt lộ lau một cái cười gằn nói, Tử Khanh, ngươi đừng ra tay, thằng nhóc này thuộc về ta, ha ha, bổn công tử thật lâu không ngược từng giết cái loại này con kiến hôi, ngược lại có chút hoài niệm loại cảm giác đó. Ngô Tử Khanh gật đầu một cái, nhìn Diệp Thần lộ ra một cái cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, Quan Hải Lâu nhưng mà so hắn còn thích hành hạ người à. Quan Hải Lâu cả người hơi thở một thịnh, đang chuẩn bị ra tay lúc đó, Diệp Thần bóng người nhưng là bỗng nhiên chớp mắt, từ trước mặt hắn, biến mất không gặp. Quan Hải Lâu hơi sững sờ, ngay sau đó, hắn võ giả bản năng điên cuồng báo hiệu, trên mặt như vậy con nhà giàu ngạo mạn ngay tức thì tiêu tán không còn một mống, cả người khí chất đều là ác liệt. Thân hình chợt lắc một cái, liền hướng mặt bên tránh đi. Cùng lúc đó, chỉ một quả đấm từ sau lưng hung hăng đánh ra. Một quyền này, nhìn như cũng không có gì uy thế kinh khủng, có thể Quan Hải Lâu quét vậy chỉ quả đấm lúc nhưng là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Lấy hắn nhãn lực ngay tức thì nhìn thấu một quyền này bên trong, ẩn chứa lực lượng có kinh khủng dường nào.
Diệp Thần trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh dị, lần này hắn không có chờ đợi đối thủ công kích, mà là đi trước ra tay, vì chính là thừa dịp cái này hai người khinh thường lúc đó, xuất kỳ bất ý, trước giải quyết hết một cái. Hơn nữa, hắn lựa chọn phương thức công kích, vẫn là trừ thần hồn công kích ra, cơ hồ là tốc độ nhanh nhất quyền. Thuần thân xác lực lượng một quyền. Nhưng, cho dù là ở đối phương khinh thường lúc đánh lén một quyền, lại vẫn bị hắn lóe lên. Có thể gặp, người này bản năng chiến đấu có cường đại dường nào. Hồng Thuấn Thiên thấy vậy, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên hắn ánh mắt nhỏ tránh, lẩm bẩm nói, Tử Khanh. Tướng mạo âm nhu. Đột nhiên, Hồng Thuấn Thiên trên mặt hiện lên lau một cái sợ hãi vẻ. Hồng Thuấn Thiên sắc mặt khá là khó coi nhìn Ngô Tử Khanh nói, ngươi là bên trong biển người. Tà đồng, Ngô Tử Khanh. Ngô Tử Khanh mỉm cười nói, à, ngươi nhận được ta. Hồng Thuấn Thiên gặp đối phương thừa nhận, ầm một tiếng, cả người ngọn lửa lượn lờ lại là không chút do dự kích phát xích hoàng huyết mạch, rồi sau đó, hướng về phía Diệp Thần trầm giọng nói, Diệp huynh, toàn lực ra tay, cái này hai tên là tới từ bên trong biển biến thái, rất khó đối phó. Bên trong biển, Diệp Thần có chút không rõ ràng, bất quá cổ tay hắn lộn một cái, đã nắm sát kiếm, làm xong toàn lực xuất thủ chuẩn bị, có thể tránh thoát mình đánh lén một quyền người, tự nhiên không sẽ là cái gì đèn cạn dầu. Quan Hải Lâu nhìn Diệp Thần, mặt đầy vẻ rung động nói, ngươi tên này rốt cuộc là quái vật gì, vì sao càn khôn cảnh sẽ có như thực lực này? Diệp Thần nhàn nhạt nói, quái vật, ta không phải con kiến hôi sao? Làm sao, chẳng muốn ngược giết ta? Hắn sắc mặt run lên nói, vậy, sẽ để cho ta ngược giết ngươi đi. Một khắc sau, Diệp Thần toàn lực vận chuyển linh lực, thần thông dốc hết, nạt nhỏ, nguyệt hồn chạm. Một đạo như ánh trăng vậy kiếm quang, nháy mắt tức thì hướng Quan Hải Lâu, chút xuống đi. Quan Hải Lâu thấy vậy, trong mắt ý định giết người một thịnh, hắn chợt leo ra ngoài trường kiếm trong tay, trên trường kiếm lượn lờ hai đạo quy luật ánh sáng, bất ngờ là một chuôi quy luật thần khí. Hắn cả người kiếm ý mãnh liệt, cũng là một kiếm chém ra nói, Hải Thiên một kiếm. Một đạo phảng phất có thể xuyên qua Hải Thiên kiếm quang, bạo tránh ra, hướng Diệp Thần kiếm quang kích động đi, Diệp Thần thấy vậy trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ kinh ngạc nói, nửa bước quy luật. Cái này Quan Hải Lâu, lấy còn thật cảnh tu vi lại là giống vậy có nửa bước quy luật lực. Diệp Thần đôi mắt híp lại, xem ra trên thế giới này thiên tài xác thực không thiếu à. Quan Hải Lâu lại tựa hồ như so với Diệp Thần càng khiếp sợ hơn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình toàn lực một kiếm, và đối phương lại là bên tám lạng, người nửa cân. Ngô Tử Khanh cười nói, biển lâu, hiện tại ngươi tin chứ? Bên ngoài biển người cũng không có đơn giản như vậy. Hắn tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên chớp mắt, nhưng là hướng Hồng Thuấn Thiên nhào tới, trong tay một chuôi tựa như ong gai vậy kiếm nhỏ gật liên tục ra, mỗi một kiếm, đều là cực kỳ xảo quyệt, chạy chỗ hiểm đi. Hồng Thuấn Thiên hừ lạnh một tiếng, đỏ thấm trường kiếm chém liên tục, kiếm mang lơ lửng không chừng dưới, nhưng là đem Ngô Tử Khanh công kích xong toàn để cản lại. Hai bên ở trên bong thuyền giằng co, ngay tại bầu không khí có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, tất cả mọi người đều chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc đó, đột nhiên tới giữa, một tiếng gầm thét vang dội đúng cái hải vực. Đồng thời, một đạo vô cùng kinh khủng hơi thở từ đáy biển chỗ sâu, bay lên. Trên thuyền đám người sắc mặt đều là hơi đổi, mà đầu kia nhìn như khá là cường hãn giáp đen cá sấu, giờ phút này lại là bị sợ được cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Một cổ vô cùng là mênh mông yêu khí ngay tức thì tràn ngập ở giữa thiên địa, cuồn cuộn nước biển, điên cuồng cuồn cuộn, một khắc sau, một đầu vô cùng là khổng lồ giống như núi nhỏ hải thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn đầu kia hải thú, trên thuyền mọi người thần sắc đều là ngay tức thì khó coi. Cái này to lớn hải thú, cả người màu trắng miếng vảy, đầu rồng lưng con rùa, tựa như truyền thuyết bên trong linh thú huyền vũ. Mấu chốt nhất là, cái này hải thú bất ngờ là một đầu thái chân cảnh khủng bố tồn tại. Vậy hải thú một đôi mắt to, chặt chẽ nhìn chằm chằm đám người, chợt vừa lên tiếng, một hồi vô cùng kinh khủng hấp lực dâng lên, lại là phải đem đám người kể cả thuyền kia chỉ trực tiếp hút vào trong miệng. Trong chốc lát, cái này to lớn thuyền bè lại là lấy tốc độ cực nhanh, kể cả hàng loạt nước biển hướng cự thú kia miệng to vào tới. Đám người thấy vậy, sắc mặt biến đổi, cái này cự thú có thể không nuốt nổi chiếc thuyền lớn này, có thể, ăn bọn họ nhưng là dư sức có thừa à. Đáng chết! Diệp Thần mắng một tiếng, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp hướng động lực phòng vào tới.
hắn hít sâu một hơi, cả người cự lực điên cuồng vận chuyển, chợt bắt được mái chèo, gắng sức hoa động, ở đó mênh mông dưới cự lực, đi thuyền rốt cuộc ngưng thụt lùi, nghịch vậy hấp lực về phía trước đi tới. Có thể, giờ phút này, vậy cự thú thấy vậy lại là thân hình động một cái, liền hướng cái này đi thuyền đuổi theo, tốc độ lại là so với cái này chiếc mau thuyền tốc độ, có nhanh hơn một phần. Vậy trên bong đám người thấy vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít tiến vào động lực bên trong phòng. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu nói, các ngươi đi vào làm gì? Ngô Tử Khanh cặp mắt híp lại nói, dưới mắt, muốn từ nơi này cự thú trong miệng chạy thoát thân, chúng ta sợ rằng phải tạm thời hợp tác. Dứt lời, mấy người liền ngồi xuống, cùng nhau hoa động mái chèo. Nguyên bản, sắp bị vậy cự thú đuổi kịp hàng thuyền ở cổ lực lượng này gia nhập sau đó, tốc độ lần nữa dương cao, dần dần cùng vậy cự thú, kéo ra khoảng cách. Vậy cự thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ở đi qua giáp đen cá sấu bên người lúc đó, chợt vừa mở miệng trực tiếp sắp tối giáp cá sấu, sống cắn nát, nuốt vào trong miệng, cái loại này tồn tại, đối với cái này cự thú tiền sử mà nói, tựa như giống như là một đạo khai vị giao vậy. Thủy Kính Hoa quan sát đi thuyền phía sau, cao mày nói, Diệp công tử, mặc dù phương diện tốc độ, chúng ta so với kia cự thú nhanh một phần, nhưng Thủy Chung không cách nào đem hoàn toàn hất ra. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên nói, chúng ta trực tiếp tiến vào không hồi đảo trong phạm vi. Đám người nghe vậy, thần sắc động một cái, không hồi đảo vòng ngoài có tử vong gió bão cùng với bị lạc quỷ sương mù, cái này cự thú thực lực tuy mạnh, cũng không dám tiến vào trong đó chứ. Nói cách khác, đến tử vong gió bão trong phạm vi, bọn họ liền an toàn. Lúc này, đám người toàn lực hoa động cái này hoàng kim bay sư số liều mạng chạy khỏi sau lưng thú vẫn. Nửa giờ sau đó, mọi người trong thần niệm, đột nhiên cũng cảm nhận được liền một cổ khác thường hơi thở. Động lực bên trong phòng, một mặt truyền ảnh tinh hiện lên đi thuyền phía trước hình ảnh. Chỉ gặp, vùng biển bên trên, một nơi khu vực bên trong trôi giạt nhàn nhạt xám màu tím sương mù, mà cách sương mù này, Diệp Thần các người như cũ có thể cảm nhận được vô cùng kinh khủng gió bão, đang ở trong đó tàn phá. Bầu trời bên trong, điện thiểm lôi minh, gió lớn đem vô số nước biển cuốn đến trên bầu trời, hình thành thủy long cuốn, một bộ mà thế vậy cảnh tượng. Có thể, quỷ dị chính là, mảnh khu vực kia ra, nhưng là một phiến trời trong nắng ấm, biển sóng không hưng trạng thái. Không nghi ngờ chút nào, vậy tím màu xám cho sương mù bao phủ chỗ, chính là không hồi đảo trong phạm vi. Diệp Thần nhìn về phía Thủy Kính Hoa nói, Kính Hoa, chuẩn bị xong trấn hải thạch cùng biển vô cùng la bàn. Thủy Kính Hoa gật đầu một cái, lúc này lấy ra trấn hải thạch cùng biển vô cùng la bàn, một thân linh lực ngay tức thì tràn vào trấn hải thạch bên trong, nháy mắt tức thì, lam mang chấp động gian, một cổ ba động kỳ dị, liền bao phủ đúng chiếc hàng thuyền. Một khắc sau, cái này hoàng kim hàng thuyền liền một đầu xông vào không hồi đảo trong phạm vi, bốn phía cuồng bạo gió lốc lớn cùng sóng biển, tựa hồ, liền không gian cũng có thể khuấy bể, nhưng, ở trấn hải thạch dưới áp chế, hàng thuyền nhưng là miễn cưỡng có thể bình thường chạy, bất quá, dù vậy, thân thuyền cũng là một hồi ca kêu vang dội, tựa như ở vào tan vỡ bên bờ vậy. Đồng thời, đám người bị vậy bị lạc quỷ sương mù bao phủ, óc bên trong đều là mơ hồ có chút hôn mê, ngay tức thì mất đi đối với phương hướng phán đoán. Thủy Kính Hoa nhìn la bàn trong tay, chỉ dẫn vị trí nói, đi bên này. Vừa nói, biển vô cùng la bàn bên trên bắn ra một đạo linh quang, chỉ dẫn đi tới phương hướng. Đây là, Diệp Thần quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu. Ngô Tử Khanh thấy vậy, tự nhiên biết Diệp Thần có ý gì, hiện tại, đám người thoát khỏi vậy hải thú đuổi giết, nói cách khác, liên thủ kết thúc. Ngô Tử Khanh trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ nói, vị huynh đài này, chúng ta còn không có ngu xuẩn đến, ở lên đảo trước động thủ, nếu như một cái không cẩn thận, phá hủy chiếc thuyền này, chúng ta sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này. Quan Hải Lâu chính là lạnh lùng nói, bất quá, các ngươi nếu như không muốn động thủ, chúng ta vậy sẽ phụng bồi tới cùng. Đến hiện tại, hắn còn đối với cùng Diệp Thần giao thủ nhất kích bên tám lạng, người nửa cân, mà cảnh cảnh tại trong lòng. Mong đợi tái chiến một lần, cọ rửa sỉ nhục của mình. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, đối với Hồng Thuấn Thiên hỏi, Thuấn Thiên, người mới vừa nói bên trong biển là cái gì? Hồng Thuấn Thiên nói, Táng Thiên Hải, rất lớn, trên thực tế đám người quen thuộc Táng Thiên Hải, bất quá là bên ngoài biển mà thôi, có thể, trên thực tế,
Táng Thiên Hải phân là hai bộ phận, bên ngoài biển, còn có bên trong biển. Hắn nhìn lướt qua Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh, tiếp tục nói, bên trong biển bên trong sinh tồn điều kiện, vô cùng là nghiêm khắc, khắp nơi đều là cường đại hải thú, kinh khủng bão tố, biển khơi khiếu, đáy biển núi lửa phun ra vân. Vân tai họa, cũng là không hề hiếm thấy. Đây là, Ngô Tử Khanh mỉm cười mở miệng nói, bất quá, cùng tương đối, bên trong biển linh khí nồng nặc hơn, tài nguyên, phong phú hơn, mà có thể ở dưới hoàn cảnh này sống sót võ giả, tự nhiên, vậy cường đại hơn, bên trong biển bên trong lại là có rất nhiều có thể nghiền ép thiên điện thế lực, bên ngoài biển cái gọi là 36 thiên đảo, 72 đảo, ở bên trong biển người xem ra, chính là một chuyện cười thôi. Hồng Thuấn Thiên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có phản bác, coi như là thầm chấp nhận Ngô Tử Khanh nói. Có thể gặp, bên trong biển thế lực quả thật vô cùng là mạnh mẽ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh, mấy ngày qua, hắn để cho Hồng Thuấn Thiên cùng Thủy Kính Hoa cũng đang giúp mình điều tra Chu Uyên cùng Cố Tuyền tung tích, nhưng, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Như thế xem ra, hoặc là vậy đạo đưa tin đùa bỡn mình, hoặc là Cố Tuyền cùng Chu Uyên đúng là cái này Táng Thiên Hải bên trong, có thể, cũng không phải bên ngoài biển, mà là bên trong biển. Diệp Thần lẩm bẩm nói, xem ra, bản đồ sau lưng bí mật kết thúc sau đó, phải đi bên trong biển nhìn một chút. Ở nơi này sương mù dày đặc cùng bạo phong chi bên trong, đi ước chừng 2 tiếng sau đó, mơ hồ tới giữa, Diệp Thần các người rốt cuộc thấy được một tòa hòn đảo đường danh. Mà hòn đảo này đảo nhỏ lại ra bọn họ tưởng tượng được to lớn. Thật là, đều có thể gọi là một phiến đại lục. Rất nhanh, hàng thuyền liền vào tới bờ biển trước, Diệp Thần các người thân hình chớp mắt liền rơi vào một phiến bãi cát bên trên. Diệp Thần hướng trước mắt nhìn, cùng không hồi đảo vòng ngoài kinh khủng kia gió bão so sánh, trên hòn đảo này khí lưu, ngược lại là khá là thong thả, đồng thời, trên đảo cũng không có trôi giạt bất kỳ bị lạc quỷ sương mù. Ở nơi này bãi cát phía trước, là một phiến sinh trưởng tất cả loại kỳ quái thực vật rừng cây, nhìn qua cùng trái đất rừng mưa nhiệt đới tựa hồ có chút tương tự. Chỉ là, ở chỗ này, thần niệm tựa hồ được áp chế. Diệp Thần lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu nói, hiện tại, lên bờ, các ngươi chuẩn bị ra tay sao? Quan Hải Lâu cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói gì? Nhưng là bị Ngô Tử Khanh ngăn lại. Ngô Tử Khanh mỉm cười nói, cái vị công tử này, ta kêu Ngô Tử Khanh, tên này, kêu Quan Hải Lâu, có thể hay không thỉnh giáo công tử đại danh? Diệp Thần cau mày nói, có ý gì? Ngô Tử Khanh cùng Diệp Thần đối mặt. Mở miệng nói, ta muốn cùng các ngươi kết minh. Quan Hải Lâu sắc mặt trầm xuống nói, Tử Khanh, ngươi nói gì sao? Kết minh, cần gì phải và bọn họ kết minh, những người này giết là được. Diệp Thần cũng là nhàn nhạt nói, ta sẽ không cùng ta không tín nhiệm người kết minh, bất quá. Hắn ánh mắt nhỏ tránh nói, ngươi tại sao đột nhiên sinh ra kết minh ý tưởng? Ngô Tử Khanh ánh mắt nhỏ tránh, trong mắt mơ hồ hiện lên một chút trầm ngưng nói. Nếu như ta đoán không lầm, còn dư lại mấy tên người thừa kế, hẳn trước thời hạn lên đảo. Hơn nữa, cái này mấy người có thể đã chết. Ta cho rằng, trên đảo này, sợ rằng cất giấu cái gì cực kỳ thứ nguy hiểm. Hắn nhún vai một cái nói, bảo tàng khá hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống, cho nên, ta hy vọng kết minh, nâng cao tỷ lệ sinh tồn. Đám người nghe vậy đều là thần sắc động một cái. Diệp Thần hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Ngô Tử Khanh cười nói, nơi này thần niệm được áp chế, nhưng, ta người này có một cái đặc điểm, chính là đối với máu cực kỳ nhạy cảm. Các ngươi, theo ta tới. Vừa nói, liền dẫn đầu, dọc theo bãi cát hướng một cái địa phương nào đó đi tới. Đại khái, đi 3 nén nhang thời gian, đám người đột nhiên dừng bước. Bọn họ nhìn trước mắt một màn, trong mắt, mơ hồ lóe lên lau một cái vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp. Ở bọn họ trước mặt bất ngờ là một chiếc bể tan tành hàng thuyền. Ở hàng trước thuyền phương cách đó không xa, còn xây dựng một cái lều vải, tựa hồ, là lên đảo người tạm thời thiết trí chỗ ở. Có thể, cái này lều vải nhưng là đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Ở lều vải ra, còn tán lạc một ít chân tay cụt đoạn thể, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Đây là, Ngô Tử Khanh quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt có chút âm trầm nói, công tử, hiện tại. Người như cũng không suy nghĩ kết minh sao. Diệp Thần cũng là khẽ nhíu mày, hắn nhàn nhạt nói, đi vào trước xem nói sau. Vừa nói,
liền trực tiếp hướng vậy lều vải đi tới. Rất nhanh, Diệp Thần các người, liền tiến vào lều vải bên trong. Mới vừa vào tới, đám người chính là không khỏi được khẽ cau mày, cái này lều vải bên trong, lại là giống như đồ tể chàng vậy, tràn đầy mùi hôi thối. Không chỉ là mùi vị, chỗ này, quả thật vậy giống như là một đồ tể chàng. Toàn bộ lều vải bên trong, khắp nơi đều là nội tạng cùng máu thịt. Diệp Thần quét nhìn qua hiện trường, đối với Ngô Tử Khanh hỏi, người có thể phân biệt ra được nơi này có mấy người vết máu sao? Ngô Tử Khanh hít mũi một cái nói, bốn cái. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, người cảm thấy, những người này là người thừa kế. Ngô Tử Khanh gật đầu nói, cái này xăm, là một loại khác ở trong huyết mạch bí thuật hình thành, cho nên, người thừa kế máu, và người bình thường máu không cùng. Ta hiện ở trong tay có hai tấm da người bản đồ, cộng thêm trên lưng ta, chính là ba phần da người bản đồ. Hắn nhìn lướt qua Hồng Thuấn Thiên cùng Thủy Kính Hoa nói, trừ cái này hai người, trong tay các ngươi, hẳn còn có một phần da người bản đồ chứ. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, như thế nói, trừ mấy người các ngươi người thừa kế bên ngoài, cái khác người thừa kế, có thể cũng đã chết. Giờ phút này, liền liền ban đầu phản đối kết minh quan hải lâu đều là thần sắc ngưng trọng, gặp qua Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên thực lực sau đó, hắn đối với những thứ này bên ngoài biển người thực lực, đã có nơi đổi cái nhìn, cái này mấy tên người thừa kế, mặc dù chưa chắc có bọn họ như thế mạnh, nhưng, rất có thể cũng có mình chỗ độc đáo. Có thể, hiện tại, những người này lại chết như vậy. Trên cái đảo này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Tử Khanh lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, công tử, hiện tại ngươi như cũ không muốn kết minh sao? Hắn nhìn ra được, đoàn người này bên trong, Diệp Thần mới là làm quyết định cái đó. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta gọi là Diệp Thần, bọn họ là Hồng Thuấn Thiên cùng Thủy Kính Hoa, tốt, ta đồng ý, chúng ta hiện tại trước liên thủ tìm ra những người này biến mất nguyên nhân. Lấy hắn thực lực, nói thật không hề lo lắng Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu trở mặt Vân. Vân, chỉ cần hắn nguyện ý kích thích luân hồi huyết mạch liền có thể trong nháy mắt giết hai người, mà Ngô Tử Khanh năng lực đặc thù, đối với bọn họ tháo ra bí ẩn chắc có trợ giúp. Ngô Tử Khanh khẽ mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta làm thế nào? Diệp Thần nói, trước tìm một chỗ hạ trại, tạm thời nghỉ ngơi, mới vừa chạy khỏi vậy hải thú truy kích, chúng ta, vậy hao phí không thiếu thể lực, cần khôi phục một tí. Rất nhanh, đám người liền rời đi chỗ này bãi cát, hướng rừng cây chỗ sâu bước đi, nửa giờ sau đó, mấy người ở một nơi trước sơn động ngừng lại. Diệp Thần nhìn về phía Ngô Tử Khanh hỏi, nơi này, nhưng có mùi máu tươi. Ngô Tử Khanh lắc đầu nói, không có. Diệp Thần nói, đã như vậy, liền lựa chọn nơi này, tiến hành tu dưỡng đi. Lúc này, đám người liền tiến vào trong hang núi, bắt đầu điều tức. Diệp Thần xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt nhỏ tránh. Đây là, Sóc Lão mở miệng nói, thằng nhóc, người đang suy nghĩ gì? Diệp Thần nói, mới vừa. Vậy trong hang núi có bốn người máu, có thể, nội tạng cùng máu thịt lại tựa hồ như chỉ có hai người. Cùng lúc đó, một nơi bóng tối vực sâu bên trong, mơ hồ lóe lên u màu tím ánh lửa, dưới ánh lửa chiếu lại là hiện lên một tòa thần điện. Ở thần điện trước điện tràn đầy từng tờ một phù lục, nhưng, bùa này hôm nay phần lớn đều đã bể tan tành. Trong điện, một tấm to lớn bàn đá trước, ngồi một đạo thân ảnh này nhìn qua cùng hình người có chút tương tự, nhưng... Cẩn thận vừa thấy nhưng là làm người cả kinh thất sắc. Chỉ gặp, thân ảnh này cả người trên dưới máu tươi đầm đìa một phiến, tựa như da bị miễn cưỡng lột xuống vậy, vô cùng là quỷ dị, khủng bố, xấu xí. Mà quỷ dị hơn, nhưng là cái này không có da quái trước mặt người đá đĩa thức ăn trên bàn. Bữa ăn này bàn bên trên, nơi để là một loại phấn trắng sắc, trải rộng kỳ quái đường vân, nhìn như vô cùng là mềm mại bộ phận. Bất ngờ chính là người não. Vậy đạo không có ra nhìn như vô cùng là kinh khủng bóng người, đem người trước mặt não nuốt vào trong miệng, màu đỏ thẫm mắt dọc trầm xuống, hiện lên vẻ âm lãnh vẻ, miệng phun tiếng người nói, bổn tôn chờ đợi nhiều năm như vậy, thiên đạo áp chế rốt cuộc biến mất, đến bổn tôn rời đi địa phương quỷ quái này thời điểm, có thể, cái loại này phẩm chất người não nhưng thì không cách nào làm bổn tôn thân thể khôi phục, bổn tôn, cần ưu tú hơn yêu nghiệt. Hiển nhiên, là đối với phần này thức ăn không hài lòng lắm. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng vực sâu phía trên một cái hướng khác ném một đạo ánh mắt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ chờ mong. Ngay sau đó,
hắn thu hồi tầm mắt, rơi ở trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Nơi đó, bất ngờ nằm một nam một nữ, hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ này, trên mình cũng bị thương, vùng đan điền lóe lên nhàn nhạt huyết quang, hiển nhiên, chúng loại nào đó cấm chế, thực lực, làm phong ấn. Giờ phút này, cảm nhận được kinh khủng kia tồn tại quang tới ánh mắt, hai người đều là không khỏi cả người run rẩy. Hắn hai người chúng ta thân là võ giả, trong tay tự nhiên vậy dính liền vô số máu tươi, thấy quen máu tanh, có thể từ ra đời đến hiện tại, hai người, cái này còn là lần đầu tiên đối mặt cái loại này nuốt người não quái vật à. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Cho dù là bọn họ đều có chút theo bản năng sợ hãi. Giống như là động vật ăn cỏ gặp khắc tinh vậy. Càng làm bọn họ cả người lạnh run chính là, hiện tại, quái vật kia trong mâm đầu óc có thể là tới từ bọn họ trước kia đồng bạn, một tên đến gần còn thật tầng 8 thiên yêu nghiệt. Cái này cùng yêu nghiệt, mặc dù so bọn họ kém một chút, nhưng, cũng là vô cùng xuất chúng tồn tại. Có thể, hắn đầu óc đối với quái vật này mà nói, phẩm chất còn chưa đủ. Chẳng lẽ, hiện tại quái vật này rốt cuộc phải đối với bọn họ ra tay sao? Đây là, một loạt tiếng bước chân ở nơi này trong vực sâu bên trong thần điện vang lên. Trong mắt của hai người nổi lên vô cùng là sợ hãi, tuyệt vọng thần sắc. Kinh khủng kia tồn tại đi tới hai người trước người, mắt nhìn xuống cái này đối với trai gái, xấu xí trên gương mặt lóe lên lau một cái đói khát thần sắc. Hắn mắt dọc bên trong một phiến lạnh như băng, nhìn đây đối với hai cô gái, tựa như giống như đang nhìn hai đầu dê con đợi làm thịt vậy. Đây là, tên kia nam tử môi run rẩy mở miệng nói cái này. Cái này vị tiền bối, cầu ngài thả qua chúng ta. Ta xuất thân từ 36 thiên đảo một trong linh gió đảo, ở nơi này táng thiên hải bên trong, thế lực cực lớn, chỉ cần ngài thả qua ta, ta nguyện ý, đem toàn bộ phong gia hiến tặng cho ngài. Mời tiền bối, để cho ta thành tâm ra sức. Khác một cô gái nghe vậy, cũng là từ sợ hãi cực độ bên trong, khôi phục một chút thần trí, tựa như bắt được rơm giả cứu mạng vậy hô lớn, tiền bối. Ta cũng nguyện ý đem tả ra dâng hiến cho ngài, tả ra bên trong. Không thiếu so ta càng xuất sắc hơn yêu nghiệt, một. Nhất định sẽ tìm được để cho ngài hài lòng thức ăn. Mời tiền bối, để cho ta thành tâm ra sức. Quái vật kia nghe vậy, dần dần đem trong mắt đói khát vẻ thu hồi, cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, bổn tôn sẽ không giết các ngươi. Vậy đối với trai gái nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt đều là lóe lên vẻ mừng như điên vẻ. Có thể, một khắc sau. Quái vật khóe miệng nhưng là hiện lên một vẻ dữ tợn nụ cười nói, lấy các ngươi hai người tư chất ngược lại là đủ trở thành tộc ta đồ đựng, ha ha, nếu, các ngươi như vậy tương đối bổn tôn thành tâm ra sức, trước hết đem các ngươi thân thể giao ra đi. Nam kia nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, quái vật này liền đem một đôi quỷ chảo đè ở đỉnh đầu bọn họ vị trí. Hắn nơi lòng bàn tay, đột nhiên chui ra hai cái cả người đen nhánh, nhưng... Đen nhánh bên trong lại xảy ra trước vô số giống như phù văn vậy đường vân, lớn chừng ngón cái côn trùng. Hai cái này côn trùng ngay tức thì chui vào vậy hai người nam nữ óc bên trong, nháy mắt tức thì, một hồi vô cùng thê lương kêu thảm thiết, ở nơi này vực sâu bên trong vang lên. Chỉ chốc lát sau, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn mất đi sinh cơ trai gái, nhưng là chợt lần nữa mở hai mắt ra, một cổ vô cùng là hơi thở khổng lồ, từ đây đối với trai gái trên mình bộc phát ra. Đồng thời, hai người bề mặt cũng là sinh ra một loại quỷ dị màu máu đường vân, hai tròng mắt vậy hóa thành màu máu mắt dọc. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Đây đối với hầu như không còn sinh khí trai gái lại là giống như tượng gỗ vậy, động tác cứng đờ từ dưới đất đứng lên, bọn họ khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tà dị, hướng về phía trước người khủng bố tồn tại vô cùng là cung kính quỳ xuống nói, Thủy Tổ, cảm ơn ngài ban cho, để cho chúng ta lại lấy được cuộc đời mới. Bọn họ tiếng nói vừa dứt, vậy hai cổ thi thể bên trong đột nhiên dâng lên mênh mông sức sống, đỉnh đầu lỗ máu vậy đang nhanh chóng khép lại, nhìn như, lại là cùng khi còn sống gần như độc nhất vô nhị. Vậy được gọi là Thủy Tổ màu máu bóng người nhàn nhạt nói, đứng lên đi, huyết hoàng, huyết chiêu. Hai người lúc này mới đứng lên, vậy chiếm cứ nam tử thân thể huyết hoàng đối với trước mắt màu máu bóng người nói, Thủy Tổ, thân thể của ngài, trạng thái chân thực quá kém, muốn khôi phục rất khó. Cổ thân thể này hẳn hiến tặng cho ngài mới được. Vậy Thủy Tổ lắc đầu nói, cái này thân thể tư chất mặc dù không tệ, nhưng, còn xa xa không đủ để chịu đựng bổn tôn lực lượng, bất quá, hiện tại, ta có chuyện muốn cho các ngươi đi làm.
hai người ánh mắt sáng lên nói, mời thủy tổ phân phó. Ở bọn họ cái này nhất tộc bên trong, đối với thủy tổ là tuyệt đối trung thành, cho rằng là thủy tổ làm bất cứ chuyện gì đều là vinh hạnh. Vậy thủy tổ âm hàn cười một tiếng nói, lại có dê con đưa tới cửa, trong đó có một đạo hơi thở khá là kỳ lạ, liền bổn tôn đều có chút không nhìn thấu. Xem ra, năm đó không có giết 10 người kia ăn một bữa thỏa thích là đáng giá. Hắn liếm liếm tả tơi môi nói, căn cứ bổn tôn kinh nghiệm, loại khí tức này cổ quái dê con, đầu óc có thể thường thường là hết sức là vị ngon, ta con cháu hả, săn thú thời gian đến. Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu nhìn nhau một cái, đầu óc bên trong ngay tức thì hiện lên một bộ hang núi hình ảnh, cái này chủng tộc thủy tổ cùng hắn con cháu, tâm thần tương thông. Cần tuân thủy tổ mệnh lệnh. Tiếng nói vừa dứt, hai người liền thân hình chớp mắt, biến mất ở cái này vực sâu bên trong. Vậy thủy tổ mặt nở nụ cười, ở trước người của nó cách đó không xa còn có một cái bị lột rất nhiều máu thịt, hơn nữa bị miễn cưỡng móc ra nội tạng thi thể. Sở dĩ, ở nơi này đáng thương dê con trước khi chết hành hạ hắn một phen, chỉ là bởi vì, thống khổ, sợ hãi, sẽ để cho óc hơn nữa ngon miệng. Thủy tổ tiện tay hướng thi thể kia bắt đi, đem đầu lâu bóp vỡ. Hắn nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên, bộ óc này chất lượng bình thường, có thể miễn cưỡng nuốt trôi. Ở vậy chân chính món ăn ngon đến trước khi tới, chỉ có thể dùng cái này tạm thời lót dạ. Trong hang núi, đám người đang điều tức, đây là, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, trong tai truyền đến một hồi vô cùng là nhỏ xíu nhẹ vang, ngay tức thì hướng một cái hướng khác nhìn. Cùng lúc đó, Ngô Tử Khanh cũng là hít mũi một cái, nhìn về phía Diệp Thần nói có mùi máu tanh. Ngay tại lúc này, hai đạo cả người vết thương chồng chất bóng người, đột nhiên từ cây trong rừng lảo đảo vọt ra, khi bọn hắn thấy cách đó không xa trong hang núi Diệp Thần các người lúc đó, không khỏi được hơi sững sờ. Giờ khắc này, Hồng Thuấn Thiên các người cũng là có cảm ứng, rối rít hướng hai người kia nhìn. Chỉ gặp, người đến bất ngờ là một nam một nữ. Nam mặt mũi tuấn giật, khí chất tự nhiên, nữ cũng là màu da trắng nõn, dung mạo ôn hòa động lòng người. Mấu chốt nhất là, hai người này thực lực, khá là mạnh mẽ, bất ngờ là hai người còn thật tầng 8 thiên tồn tại. Hồng Thuấn Thiên ánh mắt chớp động, khá là ngoài ý muốn thấp giọng nói, cái này hai người là người thừa kế. Nguyên bản, bọn họ lấy là vậy lên đảo 4 tên người thừa kế toàn bộ đều đã chết. Vậy đối với trai gái thấy Diệp Thần các người, mặt hiện vô cùng là thần sắc mừng rỡ, nhìn nhau một cái, thì phải hướng đám người đi tới. Có thể, ngay tại lúc này, Quan Hải Lâu nhưng là sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi hai cái cho bổn công tử đứng lại. Giờ phút này, chưa làm rõ ràng thân phận của hai người mục đích, tự nhiên không thể nào để cho bọn họ tùy tiện đến gần. Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh xuất thân so với bên ngoài biển, còn nguy hiểm hơn rất nhiều bên trong biển, đối mặt loại chuyện này, từ trước đến giờ vô cùng là cẩn thận. Hai người kia thấy vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, tên kia nam tử chính là có chút gấp cắt mở miệng nói, mấy vị cũng là người thừa kế chứ. Mời không muốn hiểu lầm, ta đều không có ác ý, ta đến từ Linh Gió Đảo, tên là Phong Kính Đường, nàng là bên trái rời đảo Tả Vân Nguyệt. Đây là, Hồng Thuấn Thiên lần nữa mở miệng nói, Diệp Huynh, cái này hai người cũng là thiên đảo bên trong nổi danh thiên tài, ta gặp qua, bọn họ không có nói láo. Diệp Thần ánh mắt lóe lên không chừng, ngưng mắt nhìn hai người, giờ phút này. Hắn thần niệm bị khó hiểu lực lượng áp chế, bằng vào nhãn lực, tựa hồ cũng không nhìn ra cái gì dị thường tới. Hắn sau một hồi trầm mặc, hỏi, vậy ở trên bờ cát bể tan tành thuyền bè nhưng mà các ngươi? Phong Kính Đường nghe vậy gật đầu một cái nói, không sai. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng thần sắc nói, Lâm Huynh cùng Phan Huynh, đều đã. Diệp Thần cau mày nói, rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Phong Kính Đường nói, chúng ta bốn người ban đầu liền hợp thành liên minh, so các người mấy ngày trước tiến vào cái này không hồi đảo, mặc dù, trong tay chỉ có 4 phần đồ, nhưng, cũng không biết là vận khí tốt, còn chưa tốt, ở không có được toàn bộ đồ dưới tình huống, chúng ta ở nơi này không hồi đảo bên trong nhưng là có bất ngờ phát hiện. Đám người nghe vậy ánh mắt đều là sáng lên. Bọn họ bất chấp nguy hiểm lớn như vậy nhập đảo, mục đích cuối cùng chính là bảo tàng. Phong Kính Đường nói, ở nơi này không hồi đảo vị trí trung tâm, chúng ta phát hiện một nơi vực sâu, mà vậy vực sâu bên trong bất ngờ tồn tại một tòa thần điện. Lúc ấy, ta bốn người liền thương nghị tiến vào thần điện bên trong, tìm tòi kết quả, rất có thể nơi đó chính là tàng bảo chỗ.
nhưng mà... Nói tới chỗ này, Phong Kính Đường trong mắt, run rẩy một chút nói, chúng ta không có nghĩ tới phải, vậy thần điện bên trong lại là cất giấu một cái quái vật. Một cái giống như một đoàn thịt vụn vậy quái vật. Phong Kính Đường bên cạnh Tả Vân Nguyệt, giờ phút này cũng là mặt đẹp một phiến trắng bệch, hai chân cũng run lên. Hắn thở một hơi, tiếp tục nói, quái vật kia nhìn như tuy là một đoàn máu thịt, nhưng vô cùng là quỷ dị, chúng ta cùng chi giao tay lúc đó, lại là căn bản không địch, Lâm huynh còn bởi vì này bị thương. Sau đó, chúng ta liền trốn ra tòa kia thần điện. Gặp quái vật kia không có đuổi theo, chúng ta đều là thở phào nhẹ nhõm, có thể, ai biết, đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt, trong mắt đều là hiện lên vẻ thống khổ nói, cũng không biết, có phải hay không bởi vì hấp thu Lâm huynh máu tươi nguyên nhân, quái vật kia biến dị, hắn hóa thành hình người, lại là truy tầm bọn ta tung tích, ở một buổi tối, xông vào chúng ta lều vải bên trong. Tại chỗ, Lâm huynh cùng Phan huynh, liền bị hắn hành hạ đến chết. Mà chúng ta, may mắn chạy khỏi, cái này hai ngày chúng ta một mực ở không hồi đảo bên trong dạo chơi, thay đổi vị trí, sợ bị quái vật kia, lần nữa đuổi kịp. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Diệp Thần cau mày nói, hai vị đều là còn thật cảnh hậu kỳ tồn tại, quái vật kia có cường đại dường nào, lại là đem các vị dồn đến như vậy tình cảnh. Phong Kính Đường nói, quái vật kia, hôm nay chính là còn thật cảnh đỉnh cấp thực lực. Vừa nói, hắn có chút kích động nói, chúng ta không phải quái vật kia đối thủ, nhưng, cộng thêm các vị, ta muốn thì có cùng quái vật kia sức đánh một trận, bất quá, nhanh hơn. Quái vật kia cắn nuốt người máu thịt sau đó, tựa hồ liền sẽ tiến hóa, chúng ta nhất định phải mau sớm đem trừ đi. Đây là, Ngô Tử Khanh đột nhiên hỏi, người nói, vậy thần điện bên trong có quái vật, vậy bảo tàng các ngươi có thể thấy được. Phong Kính Đường do dự chốc lát, vẫn mở miệng nói, ta không có thực tế thấy vậy bảo tàng, nhưng, vậy thần điện bên trong tràn đầy vô cùng là đậm đà bảo khí, chắc hẳn, vậy bảo tàng liền ở trong đó. Ngô Tử Khanh nghe vậy, nhìn về phía Diệp Thần, cùng trao đổi một cái ánh mắt, rồi sau đó, hướng về phía Diệp Thần gật đầu một cái nói, Diệp công tử, ta tán thành Phong Kính Đường nói, nếu như chúng ta muốn có được bảo vật, cuối cùng là muốn đi vào thần điện, đã như vậy, còn không bằng sớm một chút đem quái vật kia trừ đi. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, liền đối với Phong Kính Đường hai người nói, được, các ngươi đến đây đi, trước tiên ở trong sơn động này chữa thương, thân thể sau khi khôi phục, liền dẫn lãnh chúng ta, đi chỗ kia vực sâu. Phong Kính Đường hai người nghe vậy, đều là mặt hiện vui mừng, lúc này, liền hướng Diệp Thần các người đi tới, tiến vào trong hang núi. Có thể, mọi người ở đây chuẩn bị lần nữa ngồi xuống, khôi phục thể lực lúc nhưng là dị biến phát sinh. Hai đạo tuyệt cường khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Hồng Thuấn Thiên các người đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, chỉ gặp, giờ phút này động thủ lại là Diệp Thần cùng Ngô Tử Khanh. Hai người không chút do dự ở Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt chuẩn bị ngồi xuống, nhất là buông lỏng lúc bạo khởi làm khó dễ. Diệp Thần cả người lực lượng vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, năm ngón tay thành câu, lôi cuốn gió lớn, hung hăng hướng Phong Kính Đường bắt đi, mà Ngô Tử Khanh cũng là ngay tức thì móc ra một cây dao găm giống như lưu quang vậy vạch về phía Tả Vân Nguyệt cổ họng. Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt sắc mặt cứng đờ, thân hình bỗng nhiên một cái chớp động, hướng sau lưng tránh đi, thân hình động tác vô cùng nhanh chóng, kia chút nào dáng vẻ bị thương. Phản ứng của hai người mặc dù đã cực nhanh, nhưng vẫn là chậm từng tia. Phong Kính Đường mặt trên nhiều hơn một đạo vết cào, chảy máu dòng nước chảy, Tả Vân Nguyệt cổ cũng là tăng thêm lau một cái nhàn nhạt kiếm tổn thương. Phong Kính Đường hai người, lạnh lùng nhìn Diệp Thần cùng Ngô Tử Khanh nói, hai người là ý gì? Liền liền Hồng Thuấn Thiên các người đều có chút hồ đồ. Diệp Thần cùng Ngô Tử Khanh, mới vừa còn đồng ý cái này hai người vào sơn động chữa thương, làm sao đột nhiên liền trở mặt. Có thể, đây là, Ngô Tử Khanh nhưng là lộ ra lau một cái tà cười, liếm liếm trên thân kiếm vết máu. Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt thương thế, đều rất nhẹ. Cơ hồ có thể không đáng kể, nhưng bọn họ đều chảy máu. Chỉ cần chảy máu, Ngô Tử Khanh liền có thể được rất nhiều tin tức. Đột nhiên tới giữa, Ngô Tử Khanh sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút kinh ngạc khó tin nhìn Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt. Diệp Thần cau mày nói, như thế nào? Ngô Tử Khanh trầm giọng nói, cái này hai người không phải Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt, thậm chí, không phải là người. Đám người nghe vậy, lần nữa cả kinh.
không phải là người. Có thể, bọn họ nhìn như cùng người thường không có bất kỳ phân biệt, vậy không giống như là cái gì ảo thuật à. Phong Kính Đường nghe vậy, lúc này giận dữ hét, ngươi ở nói nhăng gì đó. Ta không phải là người, đó là cái gì? Tả Vân Nguyệt cũng là đạo, các ngươi nổi điên sao? Hiện tại, cũng không phải là nội đấu thời điểm. Ngô Tử Khanh cặp mắt híp lại, có chút mỉa mai cười nói, còn muốn ra vẻ. Các ngươi hỏi không phải là người là cái gì? Ngô Tử Khanh suy tư một lát sau, mở miệng nói, mùi vị đó, giống như là côn trùng. Lời vừa nói ra, đúng cái hang núi ngay tức thì tĩnh mịch. Nguyên bản còn muốn nói gì Phong Kính Đường cùng Tả Vân Nguyệt nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó, trong mắt chính là hiện lên vô cùng thần sắc tức giận. Côn trùng. Bọn họ nhất tộc là xa xa so loài người càng cao quý tồn tại, lại bị một cái gia súc vậy loài người chê bai là côn trùng. Đây là bọn họ nhất tộc thống hận nhất chuyện. Bọn họ không nói một lời nhìn Ngô Tử Khanh cùng Diệp Thần, một lát sau, cái này hai người đột nhiên cười, mỉa mai cười. Khí tức vô hình ở bọn họ quanh thân phun trào, cho dù thần niệm bị áp chế, đám người cũng có thể theo bản năng cảm thụ được, hơi thở này không thuộc về loài người. Bọn họ không sắp xếp. Bất quá, Phong Kính Đường nhưng là không có lập tức ra tay, hắn híp đôi mắt một cái, nhìn về phía Ngô Tử Khanh nói, ngươi thật giống như đối với máu rất nhạy cảm. Bất quá, ta thật là tò mò, các ngươi là làm sao đoán được chúng ta không phải bổn tôn, mà đối với chúng ta xuất thủ. Cuối tháng rồi, mọi người nhớ bỏ phiếu phiếu nha, yêu các ngươi. Ngô Tử Khanh nhàn nhạt nói, bởi vì tham lam. Tham lam. Phong Kính Đường có chút không rõ ràng, ta lúc nào biểu hiện được tham lam. Đây là, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, không phải biểu hiện được tham lam, mà là không đủ tham lam. Phong Kính Đường, phải nói Huyết Hoàng, Huyết Chiêu hai người nghe vậy trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Ngô Tử Khanh nói, người nói muốn cùng chúng ta cùng đối phó quái vật kia, cùng với thần điện bên trong có bảo tàng, nhưng lại chút nào không sách như thế nào phân phối bảo vật chuyện. Loài người chúng ta cho dù ở lúc sinh tử, nhưng mà vậy sẽ không quên lợi ích. Hắn và Diệp Thần kết minh lúc vậy không có nói tới bảo vật phân phối, vậy là bởi vì bọn họ kết minh cho đến cha rõ trên đảo vậy mấy tên người thừa kế trên mình, chuyện gì xảy ra mới ngưng. Huyết Hoàng cau mày nói, liền bởi vì cái này, liền ra tay. Ngô Tử Khanh có chút tà tính cười nói, trọng yếu hơn chính là, cho dù giết lầm, đối với ta lại nói cũng là một kiện không đáng kể sự việc thôi. Huyết Hoàng nghe vậy, âm lãnh cười một tiếng nói, loài người, quả nhiên là hèn hạ, tham lam, tàn nhẫn, tồi vô cùng sinh vật à. Vừa nói, hắn khí tức quanh người bộc phát nồng nặc, đạo đạo màu máu đường vân cũng là ở bề mặt hiện lên, hắn cặp mắt biến thành màu đỏ thẫm mắt dọc, ngưng mắt nhìn Ngô Tử Khanh, trong mắt chớp động vặn vẹo vẻ khát vọng, tựa hồ đói mấy trăm năm người, đột nhiên thấy được một đầu dê nướng nguyên con vậy. Dùng một chữ tới hình dạng, chính là thèm. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, đầu óc của các ngươi mới sẽ ăn ngon như vậy. Ầm một tiếng, Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Đồng thời, một cổ tương tự mùi máu tanh mùi tràn ngập ở mọi người chóp mũi. Huyết Hoàng nuốt ngụm nước miếng nói, vốn là muốn để cho các ngươi tiến vào thần điện sau đó, ở sợ hãi nhất, thống khổ thời điểm giết chết, giữ mỹ vị, bây giờ nhìn lại, có thể không cách nào làm được, bất quá, chạy mất một ít món ăn ngon. Thủy tổ chắc sẽ không trách tội chứ. Giờ phút này, trừ Diệp Thần ra đám người, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Cái này Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu hôm nay tản ra hơi thở, dâng trào cực kỳ, bất ngờ đã đạt đến trình độ cao nhất. Hơn nữa thực lực tựa hồ còn muốn so cảnh giới càng kinh khủng hơn. Cho dù là Ngô Tử Khanh, quan hải lâu như vậy thiên kiêu, cũng không có nắm chắc tất thắng. Đây là... Diệp Thần âm thầm đối với Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc hỏi, Sóc Lão, Huyền Tiên Tử, có thể hay không nhìn ra cái này hai cái quái vật nguồn gốc? Diệp Thần kích thích luân hồi huyết mạch, đủ để nháy mắt dây hai người, nhưng, bọn họ trong miệng còn có một tên thủy tổ tồn tại. Trong cơ thể hắn thiên sư máu tươi, có thể chưa chắc đủ để cho hắn bùng nổ hai lần, cho nên phải trước làm rõ ràng lai lịch của địch nhân, lại lập ra sách lược. Sóc Lão trầm ngâm chốc lát nói, cái loại này mùi. Nếu như ta không có cảm giác sai lầm, là một loại vô cùng là cổ xưa chủng tộc, tên là phệ não thú. Phệ não thú. Phệ não thú, danh như ý nghĩa là một loại đặc biệt chiếm đoạt sinh vật não tử quái vật. Quái vật này cả người thần thông, vô cùng quỷ dị, nhưng,
có một cái hạn chế, đó chính là phải sống nhờ ở loại nào đó sinh vật trong cơ thể, đem đầu óc chiếm đoạt, chiếm cứ thân thể, mới có thể phát huy được. Nếu không, so thông thường côn trùng mạnh không được nhiều ít. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, chắc hẳn, chết đi kia hai người chính là bị phệ não thú ăn. Sóc lão tiếp tục nói, còn có một chút, phệ não thú sống nhờ ở loại nào đó sinh vật trong cơ thể, liền phải lấy như vậy sinh vật làm thức ăn, trong đó, có thể sinh sản đời sau phệ não thú, bị sau đó cách gọi khác là thủy tổ. Thủy tổ thực lực, chí ít cũng là thái chân cảnh khởi bước. Mà thủy tổ con cháu, có thể sống nhờ ở thủy tổ trong cơ thể. Hơn nữa, càng cường đại phệ não thú, đối với cắn nuốt đầu óc, cùng với sống nhờ đối tượng yêu cầu thì cũng càng cao. Nói cách khác, cường đại phệ não thú cần ăn ký chủ chủng tộc bên trong thiên tài, nếu là muốn thay đổi ký chủ, thì cần càng nghịch thiên thiên tài. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, lẩm bẩm nói, loài người thiên tài. Không hồi đảo, phệ não thú, ra người bản đồ. Hắn thần sắc, mơ hồ có chút khó coi, trong lòng sinh ra một người vô cùng là không ý tưởng hay. Giờ phút này, Quan Hải Lâu sắc mặt âm trầm nói, các ngươi rốt cuộc là đồ chơi gì? Cái này không hồi đảo bảo tàng có phải hay không đã bị các ngươi lấy được? Vậy Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền giống như là nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, ha ha phá lên cười. Quan Hải Lâu thấy vậy, trong mắt ý định giết người bạo tránh, cả người kiếm khí, cũng tê vang lên nói các ngươi cười cái gì. Huyết Hoàng giống như là coi thường có thể như nhau nhìn hắn, cười lạnh nói, bảo tàng. Loài người, thật đúng là ngu xuẩn à. Các ngươi cái gọi là bảo tàng, bất quá là năm đó thủy tổ bày ra một cái bẫy thôi, đến hiện tại vẫn tin là thật sao. Lời vừa nói ra, Ngô Tử Khanh, Hồng Thuấn Thiên, Thủy Kính Hoa các người đều là sắc mặt biến. Thấy đám người cái này thần sắc, một mực không nói lời nào Huyết Chiêu thật giống như cũng có chút vui ở trong đó địa đạo, ha ha, năm đó, thủy tổ bị một cái thiên đạo tay sai, trấn áp tại chỗ tòa này không hồi trên đảo, nhưng lại có mấy cái ngu xuẩn, lấy là trong đảo cất giấu bảo vật. Những thứ này ngu xuẩn, chính là các ngươi tổ tiên à. Cái này một tí, Ngô Tử Khanh đám người thần sắc hoàn toàn khó coi. Huyết Hoàng nói, nguyên bản, đói thật lâu thủy tổ là dự định đem các ngươi tổ tiên ăn sạch sẽ, nhưng mà... Nói tới chỗ này, Huyết Hoàng thần sắc bộc phát châm chọc, chơi mùi nói, các ngươi biết, khi đó, các ngươi tổ tiên, làm cái gì không? Huyết Chiêu mặt đầy nụ cười mở miệng nói, các ngươi tổ tiên vì còn sống, lại là đem các ngươi hoàn toàn bán đứng à? Bọn họ nhận ra thủy tổ thân phận, biết thủy tổ muốn thoát khốn, nhất định phải đến khi tương lai thiên đạo áp chế biến mất để gặp. Thời điểm đó thủy tổ chắc hẳn yếu ớt vô cùng. Như vậy, muốn khôi phục, tự nhiên cần ăn uống. Huyết Hoàng không nhịn được vỗ vỗ tay nói vô sỉ, các ngươi loài người thật đúng là không người có thể so sánh à, lại là nghĩ đến đem giả tạo bảo tàng tin tức, khắc vào huyết mạch, ở tương lai thiên đạo biến mất để gặp, cầm con cháu của mình đưa tới cho thủy tổ làm trong mâm bữa ăn. Huyết Chiêu nói, hơn nữa, muốn phải trả vô cùng chu đạo, biết thủy tổ khẩu vị cực cao, thích ăn nhất chính là sinh tử cạnh tranh sau đó, bộc lộ tài năng, như vậy vô cùng là người ưu tú loại à. Cái loại này từ trong đánh giết đi ra loài người, óc sẽ trong vòng thời gian ngắn, giữ ở một loại vô cùng là vị ngon trạng thái. Hiện tại, các ngươi rõ ràng, màn trò chơi này ý nghĩa sao? Giờ phút này, Thủy Kính Hoa các người, sắc mặt đều đã trắng bệch. Cho dù là Ngô Tử Khanh đều là cảm thấy một hồi lòng nguội lạnh. Bọn họ cho tới nay, kính ngưỡng tổ tiên, cái gọi là táng thiên hải 10 đại cường giả lại là cái loại này liền chó cũng không bằng đồ. Đồng thời, cũng đúng vậy cái gọi là thủy tổ bộc phát kiêng kỵ đứng lên. Năm đó bọn họ tổ tiên, mặc dù làm người không chịu nổi, nhưng, thực lực nhưng là cực kỳ cường đại à. Không có một cái, ở thái chân cảnh dưới. Có thể, những cường giả này vẫn còn là thua ở vậy cái gọi là thủy tổ trong tay, như thịt cá vậy tùy ý họ xẻ thịt, cái này thủy tổ nên có kinh khủng dường nào. Duy chỉ có Diệp Thần diễn cảm cổ quái. Cái bảo vật này giấu thật chẳng lẽ và Vạn Khư cùng với Hoa Hạ không có quan hệ? Không thể nào. Hắn không tin, cái này thế gian có người có thể hoàn mỹ lấy Hoa Hạ và Vạn Khư chế tạo trò lừa bịp. Xem ra cái này người giật dây, nhất định biết chút ít cái gì. Muốn giải khai mình nghi ngờ trong lòng, chỉ có tìm được đối phương. Huyết Chiêu cùng Huyết Hoàng nhìn mọi người thần sắc, đều là cười,
tuyệt vọng, lòng nguội lạnh, cái loại này mặt trái tâm trạng giống vậy có thể nâng cao đại não mùi vị. Huyết Hoàng hoạt động một tí bả vai, cả người một hồi tí tách vang dội, một khắc sau, hắn trong mắt là máu vẻ chớp mắt, bạo ngược cười một tiếng nói, chúng ta nhất tộc, chỉ ăn đầu óc, các ngươi thân thể liền vô dụng, các ngươi thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng, chỉ là chặt đứt nửa người dưới nói, hẳn không sẽ chết chứ. Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt đem tay phải hướng đám người vung tới, nháy mắt tức thì, tất cả mọi người là con ngươi co rúm một cái, trong mắt hiện lên một chút chấn động tùng vẻ. Chỉ gặp, vậy Huyết Hoàng tay phải lại là ngay tức thì duỗi dài, hơn nữa, không ngừng biến hình, sơ cứng, biến thành một mặt to lớn lưỡi liềm kiếm, hướng Ngô Tử Khanh các người càn quét tới. Một kiếm này bên trong, lại là ngưng tụ loại nào đó vô cùng là cổ xưa, đặc thù, hơn nữa cường đại quy luật lực, lưỡi liềm trên thân kiếm chấp động huyết quang nhàn nhạt, tản mát ra làm người ta vô cùng tim hồi hộp uy năng. Cùng lúc đó, Huyết Chiêu cũng là âm ngoan cười một tiếng, thân hình chớp mắt. Nhảy tới giữa không trung bên trong, cả người trên dưới đưa ra vô số cây xúc tu, hướng đám người vặn cổ tới. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, Quan Hải Lâu, người ta ngăn trở cái đó Nam, Thuấn Thiên, Ngô Tử Khanh, các người đối phó cô kia, Kính Hoa, nơi này thần niệm bị áp chế, thay chúng ta chú ý chung quanh. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh, giờ phút này nhưng là không có bất kỳ người mâu thuẫn Diệp Thần chỉ huy. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Đối mặt cái này hai cái quỷ dị quái vật, chỉ có đủ team hợp lực mới có chiến thắng đối phương cơ hội. Một khắc sau, Quan Hải Lâu hét lớn một tiếng, cả người kiếm khí bạo tránh, giống như gió lốc vậy kích động ra, hắn trường kiếm trong tay phát ra một tiếng long ngâm, lẫm liệt kiếm quang, hướng vậy Huyết Hoàng tay phải biến thành đỏ thẫm lưỡi liềm kiếm, chém một cái đi. Hải Thiên một kiếm. Diệp Thần cũng là cả người yêu khí ngất trời, ánh lửa lượn lờ, tà khí lẫm lẫm, một kiếm bão tố ra. Như ánh trăng vậy tao nhã, sáng trong kiếm mang, nhưng là tràn đầy vô cùng ác liệt ý định giết người, cùng với liền không gian cũng có thể trực tiếp nghiền nát cự lực. Cái này hai đạo cực kỳ công kích, giờ phút này lại là hỗ trợ lẫn nhau, hướng vậy lưỡi liềm kiếm giống như sấm vậy, bỗng nhiên đánh xuống. Giờ khắc này, cho dù là Huyết Hoàng trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh hãi vẻ. Nguyên bản, căn cứ hắn dự trù, mình một phe này chiến lực có thể là vượt qua xa đối phương à. Có thể, ai nghĩ tới, giờ phút này bất luận là Quan Hải Lâu, vẫn là Diệp Thần cũng bạo phát ra ngoài dữ liệu khủng bố chiến lực. Đặc biệt là Diệp Thần. Càn khôn cảnh tồn tại, nhưng có thể so với còn thật cảnh cực hạn chiến lực. Liền cái này kiêu ngạo, cổ xưa phệ não thú nhất tộc cũng không dám tin à. Từ vực ngoại, từ trước tới nay tựa hồ cũng chưa có gặp qua yêu nghiệt đến loại trình độ này tồn tại à. Bất quá, giờ phút này. Huyết Hoàng không chỉ không có lộ ra chút nào thần sắc sợ hãi, ngược lại bộc phát mừng như điên, hưng phấn lên. Những người này càng nghịch thiên, đầu óc mùi vị lại càng tốt à. Vừa nghĩ tới Diệp Thần đầu óc, ăn mùi vị, Huyết Hoàng trong miệng thật là đều phải lũ lụt tràn lan. Giờ phút này, liền liền chỗ sâu vực sâu bên trong phệ não thú thủy tổ, vậy không có ra khủng bố trên gương mặt đều là thành tựu xuất sắc lộ ra. Hắn sở dĩ không ra tay, là vì gìn giữ thực lực. Hiện tại, hắn thân thể không có khôi phục dưới tình huống, lực lượng dùng một phần, thiếu một phân. Nhưng, hôm nay thấy Diệp Thần, hắn nhưng có chút không kiềm chế được à. Lấy tên này thiên phú, thậm chí, hắn cũng không cần khôi phục cái này cái tàn phá thân thể, có thể trực tiếp thay đổi ký chủ liền chứ. Bất quá, hắn cố kiềm nén lại. Hiện tại, còn không thể xác định, Diệp Thần thực lực là hay không thật như vậy nghịch thiên, phải thử dò xét, vừa vặn. Để cho Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu thả chiến đấu một phen, còn nếu là mình hai tên tự thật phải thua, chết, hắn sẽ ra tay cũng không muộn. Dẫu sao, nếu như lựa chọn không thích hợp ký chủ tiến hành sống nhờ, hắn kết quả cũng không sẽ quá tốt. Cho nên, sống nhờ trước nhất định phải thật tốt xem xét một phen. Thủy Tổ, có tự tin cho dù hôm nay mình lực lượng suy thoái rất nhiều, Diệp Thần đám người ở trước mặt hắn vẫn không có bất kỳ lực phản kháng. Không có chút nào nguy hiểm. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy Huyết Sắc Liêm kiếm cùng Quan Hải Lâu kiếm quang cùng với Diệp Thần kiếm mang bỗng nhiên đụng nhau. Một hồi tuyệt mạnh dư âm, hoành tỏa ra bốn phía, vô số thực vật, núi đá, đều ở đây dư âm bên trong biến thành hư không, đúng tỏa thật to không hồi đảo, cũng chấn động lên. Huyết Hoàng sắc mặt biến đổi, hắn khó có thể tin nhìn một cái mình tay phải, giờ phút này,
vậy biến hóa ra tới lưỡi liềm kiếm kiếm phong bên trên, lại là xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Cả người, cũng là ở một cổ lực lớn đánh vào dưới liền lùi mấy bước. Hắn có chút kinh sợ, phải biết, hắn cứng rắn hóa thành hình lưỡi liềm kiếm thủ cánh tay, nói riêng về độ cứng tuyệt đối không bằng nhất phẩm quy luật khí dưới à. Có thể, lại bị Diệp Thần cùng Quan Hải Lâu, nhất kích chém ra vết rách, hơn nữa, đối phương còn ở giao thủ bên trong chiếm thượng phong. Trong chốc lát, huyết hoàng con người đều phải nổ tung à. Bọn họ phệ não thú kiêu ngạo cực kỳ, đem thiên hạ sinh linh đều coi là dung khí của mình, thức ăn thôi. Có thể hiện tại, hắn lại bị mình thức ăn hơi áp chế. Huyết hoàng nổi giận. Cùng lúc đó, Hồng Thuấn Thiên cùng Ngô Tử Khanh cũng là đỡ được huyết chiêu nhất kích. Bên này, trên căn bản bên tám lạng, người nửa cân, Hồng Thuấn Thiên bị hơi áp chế một ít. Có thể, cái kết quả này cũng là để cho huyết chiêu nổi cơn thịnh nộ. Nàng theo đuổi nhưng mà trong nháy mắt giết à. Trong chốc lát, huyết hoàng cùng huyết chiêu quanh thân màu đỏ đường vân đều là ánh sáng lớn thả đứng lên, mà hắn hơi thở lại là lần nữa có chút cao tăng. Đồng thời, hai người toàn thân cao thấp máu thịt, đều bắt đầu mơ hồ nhuyễn động, tựa như sinh ra vô số xúc tu vậy. Phệ não thú ở cắn nuốt túc chủ óc sau đó, liền có thể đối với túc chủ thân thể tiến hành sửa đổi. Làm hắn có thể kéo dài, sơ cứng, biến hình chờ một chút. Loại sửa đổi này, có thể ngay tức thì để cho túc chủ thân xác tăng lên mấy tầng, sinh mệnh lực vân. Vân, khắp mọi mặt đều sẽ có chất biến hóa. Mà huyết hoàng cùng huyết chiêu, nguyên bản cũng chỉ thay đổi thân thể một phần chia mà thôi, dẫu sao, bọn họ cho rằng đối phó Diệp Thần các người một phần chia là đủ rồi. Mà hiện tại, bọn họ nhưng là đang thay đổi đúng cổ thân thể, phải lấy toàn lực đối chiến Diệp Thần các người à. Làm như vậy sẽ thật to tiêu hao bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, sau khi chiến đấu phải lập tức ăn uống bổ sung. Bất quá, những người này bên trong, nhất định là có thủy tổ coi thường, sẽ phân cho bọn họ, ví dụ như, cô gái kia, mặc dù, bọn họ có chút coi thường, nhưng lấp no bụng cũng là đủ rồi. Cho nên, bọn họ phải làm cũng chỉ là đánh bại Diệp Thần các người, hơn nữa, hung hãn hành hạ, làm nhục, để cho bọn họ óc đạt tới mỹ vị trình độ cao nhất thôi. Diệp Thần cảm thụ cái này hai đầu phệ não thú bộc phát khí tức cường đại, sắc mặt trầm xuống, nạt nhỏ tất cả người, toàn lực ra tay. Nháy mắt tức thì, mấy đạo khí tức cường đại bộc phát ra, vô số kiếm mang, kiếm quang xen lẫn, hóa thành một phiến năng lượng đại dương, hướng huyết hoàng cùng huyết chiêu nghiêng đi. Vậy huyết hoàng cùng huyết chiêu thấy vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng, một khắc sau, hắn cả người trên dưới ngay tức thì hiện lên một loại kim loại vậy màu xám trắng sáng bóng. Từng đạo ánh sáng rực rỡ đem huyết hoàng cùng huyết chiêu chìm ngập, nổ rung trời, ở không hồi trên đảo vang vọng, dư âm nhấc lên gió lớn cuộn sạch bốn phía, liền liền đảo bên ngoài gió bão tựa hồ tạm thời bị kinh khủng này dư âm nơi áp chế. Tất cả người rối rít ngưng mắt nhìn tia sáng kia vị trí trung tâm. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy ý khinh miệt thanh âm, ở trong ánh sáng tim vang lên nói, đây chính là các ngươi toàn lực. Đám người nghe vậy, không khỏi con ngươi co rúm một cái. Chỉ gặp, vậy huyết hoàng cùng huyết chiêu, đúng cái thân thể che lấp sơ cứng sau đó hình thành khôi giáp. Đám người liên thủ nhất kích, nhưng chỉ là ở khôi giáp để lại chút vết rách thôi. Diệp Thần các người thấy vậy, không khỏi trong lòng trầm xuống. Cái này khôi giáp lực phòng ngự thật là mạnh. Không chỉ có bao phủ toàn thân, liền cường độ đều có chút tăng lên. Một khắc sau, huyết hoàng trong mắt hung quang chớp mắt, gào thét nói, đáng chết con kiến hôi, sợ hãi đi. Đi đôi với tiếng này gào thét, hai tay bỗng nhiên hóa thành hai chuôi to lớn lưỡi liềm kiếm, hướng Diệp Thần cùng Quan Hải Lâu quơ múa tới. Ác liệt kiếm gió, tản ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở, cả tòa hòn đảo, ở huyết hoàng vung ra một kiếm này đồng thời, cũng đắm chìm trong một loại bị cắt kim loại, tê liệt ý vận bên trong. Diệp Thần cùng Quan Hải Lâu đều là thần sắc trầm xuống, cái này hai đạo công kích mỗi một kích lực lượng, cũng cùng huyết hoàng lần trước công kích, không phân cao thấp. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể mỗi người ngăn cản một chuôi lưỡi liềm kiếm. Mà mới vừa, hai người nhưng mà dưới sự liên thủ mới thoáng chiếm được thượng phong à. Diệp Thần cùng Quan Hải Lâu, hai tròng mắt bên trong đều là mơ hồ hiện lên vẻ ngưng trọng, ngay tại Quan Hải Lâu chuẩn bị ra tay lúc đó, Diệp Thần nhưng là thân hình bỗng nhiên chớp mắt, chắn trước người của hắn. Quan Hải Lâu thấy vậy, con người có giúp một cái nói, người đang làm gì? Mau tránh ra!
Diệp Thần nhàn nhạt nói, đi giúp Ngô Tử Khanh cùng Thuấn Thiên, chỉ có hắn hai người chúng ta, hiện tại đã xa xa không phải quái vật kia đối thủ, cộng thêm ngươi, nhưng chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Quan Hải Lâu hơi biến sắc mặt nói, Diệp Thần, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, ngươi muốn một mình đối mặt tên này à? Quái vật này, hôm nay thực lực, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ, ngươi thậm chí sẽ chết. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cho dù ta không cách nào đánh bại, quái vật này vậy tuyệt đối không thể nào đánh bại ta. Nhìn chăm chú Diệp Thần chốc lát, Quan Hải Lâu cắn răng một cái, chợt xoay người, hướng Ngô Tử Khanh các người chỗ ở vị trí chấp động đi, đồng thời ngưng tiếng nói, đừng chết. Hai người đối thoại nhìn như phức tạp, trên thực tế nhưng là lấy thần niệm trao đổi, cơ hồ ở ngay tức thì hoàn thành, mà cùng lúc đó huyết hoàng lưỡi liềm kiếm vậy sắp rơi xuống. Nhìn Quan Hải Lâu hướng huyết chiêu bay đi, huyết hoàng không chỉ không có ngăn cản ngược lại là mặt đầy đại hỉ vẻ. Trên thực tế, mặc dù lực lượng bây giờ của hắn chiếm thượng phong, nhưng, hắn rất rõ ràng muốn đánh bại Diệp Thần cùng Quan Hải Lâu hai người, cũng không phải trong chốc lát có thể làm được. Mà hiện tại, Quan Hải Lâu rời đi, vừa vặn, thuận lợi hắn từng cái kích phá. Huyết hoàng giữ tợn một tí, không có truy kích Quan Hải Lâu, mà là, đem hai chuôi lưỡi liềm kiếm đường chéo hướng Diệp Thần chém xuống. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, cái này hai kiếm không có công kích chỗ hiểm, mà là chém về phía Diệp Thần hai cánh tay. Diệp Thần cũng không thể chết, hắn đầu óc, suy nghĩ một chút chính là cực phẩm à. Ừ, trước hết chặt đứt tứ chi đi. Có thể, giờ phút này, Diệp Thần khóe miệng nhưng là dương lên lau một cái nụ cười thản nhiên, hướng về phía chém tới vậy đối với lưỡi liềm kiếm hung hãn đánh ra nhất kích. Huyết hoàng thấy vậy, khẽ cau mày. Thằng nhóc này chẳng lẽ cũng không biết sợ. Một khắc sau, vang lớn truyền tới, ánh sáng tung tóe, huyết hoàng trong mắt vui mừng bộc phát nồng nặc, hắn có thể cảm giác được, mình một kích này, lực tàn phá đã vượt qua Diệp Thần kiếm quang, hắn kiếm mang đang nhanh chóng bể tan tành trước. Ha ha, còn cười. Lập tức, thì phải hét thảm chứ. Rất nhanh, huyết hoàng liền cảm giác được hai tay mình biến thành lưỡi liềm kiếm chém vào máu thịt bên trong cảm giác, thậm chí, cùng xương tới giữa, phát ra một hồi va chạm. Một đạo màu máu bóng người, bỗng nhiên trên không trung chớp mắt, giống như sao rơi vậy hung hãn đập về phía mặt đất. Âm, một tiếng đất rung núi chuyển sau đó, một bên xem cuộc chiến Thủy Kính Hoa không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi nói, Diệp Thần. Mà vậy huyết hoàng chính là vô cùng đắc ý mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa còn cười sao? Ta thật là tò mò, ngươi cười là cái gì? Hiện tại, trọng thương đến liền kêu thảm thiết, cũng. Bất quá, hắn nói, vẫn chưa nói hết, chính là có một đạo bóng người chậm rãi từ trên mặt đất trong cái hố sâu bên trong, đứng lên. Thấy một màn này, huyết hoàng ánh mắt hung hãn rung rung một tí. Diệp Thần chậm rãi đi ra trong cái hố sâu, xuất hiện ở huyết hoàng trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Huyết hoàng mặt mũi hơi vặn vẹo một tí, giờ phút này, Diệp Thần cả người trên dưới đều là một phiến đỏ tươi, bả vai bên trên có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương ghê rợn. Nhưng, càng nhìn thấy mà giật mình phải, giờ phút này, cái này hai vết thương lại là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ thật nhanh khép lại. Ngay chớp mắt, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là huyết hoàng, cái này cổ xưa phệ não thú nhất tộc, đều bị cái loại này biến thái tốc độ khôi phục dọa sợ. Diệp Thần nhìn huyết hoàng diễn cảm, nụ cười hơn nữa đậm đà một phần. Hắn chỗ dựa lớn nhất, vốn chính là sinh mệnh lực. Huyết hoàng lực công kích, quả thật mạnh mẽ, giống vậy còn thật cảnh cường giả đỉnh phong, cho dù đối mặt một kích này, có thể cũng phải bị thương, mà Diệp Thần, giờ phút này nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn sở dĩ nói, không thể nào đánh bại mình, có hai cái nguyên nhân. Một, dĩ nhiên là sinh mệnh lực. Mà hai, chính là bởi vì, Diệp Thần rất rõ ràng, huyết hoàng không thể nào thật đánh chết mình. Dẫu sao, mình chết, cho dù cầm thi thể mang về, mỹ vị đó óc sợ rằng khẩu vị cũng sẽ không quá tốt chứ. Phải biết, Diệp Thần cũng không phải là cái gì thông thường mặt hàng, nếu để cho đầu óc phân một cái đẳng cấp nói, Diệp Thần tuyệt đối là cao cấp nhất một loại kia. Giống như, thông thường thịt bò, người có thể sẽ tùy tiện lấy tới ngay ăn, nhưng nếu là cao cấp Wagyu kêu đâu. Vậy thì cần phải cẩn thận nấu. Lấy Diệp Thần bây giờ sinh mệnh lực, nếu như, không phải là đối hắn chỗ hiểm công kích, muốn khôi phục quá ung dung.
Cho dù là chân chánh thái chân cảnh tồn tại ở chỗ này, Diệp Thần cũng không sợ. Bên kia, huyết chiêu cũng là ra tay, vô số chỉ xúc tu hóa thành súng trường, từ trong cơ thể xông ra, hướng Hồng Thuấn Thiên cùng Ngô Tử Khanh, hung hăng đâm tới. Đối mặt một kích này, vốn có chút nghèo rất mồng tơi, trên mình đều đã hiện lên đạo đạo vết thương hai người, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp, một đạo trình độ cao nhất kiếm quang lấy một loại xuyên qua thiên địa khí thế chém điên cuồng tới, có kiếm quang này gia nhập, bọn họ cuối cùng đỡ được huyết chiêu nhất kích. Kiếm quang này tự nhiên đến từ Quan Hải Lâu. Huyết Hoàng nhìn Diệp Thần, sắc mặt có chút khó coi nói, thằng nhóc, ta ngược lại là phải xem, sinh mệnh lực của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Tiếng nói vừa dứt, liền lần nữa huy động hai tay, hướng Diệp Thần chém tới. Mà Diệp Thần cũng là giơ kiếm nghênh kích, cùng Huyết Hoàng kịch chiến mở. Quan Hải Lâu ba người cùng huyết chiêu, cũng là như vậy. Bất quá, mặc dù Diệp Thần các người tạm thời chặn lại cái này hai đầu phệ não thú, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Thủy Kính Hoa mặt đẹp trên vẻ lo âu bộc phát nồng nặc, tiếp tục như vậy nữa, đám người sa sút chỉ là chuyện sớm hay muộn. Theo chiến đấu tiến hành, Diệp Thần sắc mặt bộc phát trắng bệch, hôm nay, hắn cả người trên dưới đã trải rộng rất nhiều vết thương, bị Huyết Hoàng tiếp liền không ngừng công kích hơn ngàn lần, hắn tốc độ khôi phục vậy rốt cuộc bắt đầu hạ xuống. Quan Hải Lâu, Hồng Thuấn Thiên cùng Ngô Tử Khanh cũng là khá là thê thảm, trên thân ba người đều có không thiếu bị xuyên thủng chỗ, máu tươi giàn giụa. Bọn họ vết thương trên người không có Diệp Thần như vậy nhiều, nhưng, ba người sắc mặt so với Diệp Thần hơn nữa tái nhợt. Phải biết, cũng không phải là ai cũng có Diệp Thần như vậy sinh mệnh lực. Huyết Hoàng thần sắc bộc phát kích động, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Diệp Thần, rất rõ ràng, thắng lợi sắp đến. Bất quá, giờ phút này, Huyết Hoàng trên mặt cũng là lóe lên lau một cái vẻ mệt mỏi, hắn hơi thở hào hển, liên tục ra tay như thế nhiều lần, hắn cũng cảm nhận được không nhỏ gánh vác. Hắn cùng huyết chiêu trong cơ thể năng lượng cũng đã thấy đáy. Nhưng, công kích của bọn họ vậy bộc phát mãnh liệt. Hai người đều muốn trong vòng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Làm một người ở trạng thái không tốt lúc đó, tăng cường thế công, thường thường liền sẽ xuất hiện sơ hở. Mà Diệp Thần nhìn Huyết Hoàng, đôi mắt chợt sáng lên. Hắn bén nhạy bắt được cái này sơ hở. Ngay tại lúc này, Huyết Hoàng song kiếm lần nữa chém xuống, có thể, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải. Lần này, Diệp Thần lại là mặc cho song kiếm này xuyên qua mình thân thể, liền phòng ngự cũng không có tiến hành. Cái này hai kiếm hung hãn đâm vào Diệp Thần thân thể hai bên. Diệp Thần phun ra búng máu tươi lớn, cảm giác hô hấp cũng đổi được khó khăn. Trong chốc lát, tất cả mọi người có chút ngu, Diệp Thần chống cự Huyết Hoàng cũng được đi, còn cứng hơn ăn đối phương công kích, đây là tự ngược nghiêng về sao. Huyết Hoàng châm chọc cười một tiếng nói, thằng nhóc, người rốt cuộc buông tha chống cự sao. Ở hắn xem ra, Diệp Thần là bị hắn công kích sợ, nhận mệnh. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là chợt đưa ra một cái tay, chặt chẽ nắm Huyết Hoàng một cái hóa là lưỡi liềm kiếm cánh tay. Một cổ lực lớn ngay tức thì cuồng trào ra. Huyết Hoàng sắc mặt trầm xuống, chợt đưa tay vừa kéo, có thể làm hắn không dám tin tưởng phải, giờ phút này, tay mình cánh tay lại là bị Diệp Thần chặt chẽ bắt, căn bản không cách nào từ bàn tay bên trong tránh thoát. Hôm nay, Huyết Hoàng thực lực có lẽ vượt qua Diệp Thần, nhưng, đơn thuần lực lượng nhưng vẫn có chỗ không bằng. Nếu như trạng thái bình thường, lấy Huyết Hoàng tốc độ, Diệp Thần căn bản không có bắt hắn lại cơ hội, có thể liên tục công kích để cho Huyết Hoàng động tác chậm một phần. Nhưng, rất nhanh, Huyết Hoàng chính là cười lạnh nói, bắt ta thì có ích lợi gì? Chỉ có thể để cho ngươi chết nhanh hơn thôi. Một khắc sau, hắn khác một cái không có bị Diệp Thần bắt cánh tay hung hăng từ Diệp Thần trong cơ thể rút ra, mang theo một hồi mưa máu, rồi sau đó, hắn trong mắt hung quang chớp mắt, hung hăng hướng Diệp Thần bả vai chém tới. Phốc thử một tiếng, một kiếm này hung hãn lõm vào Diệp Thần đầu vai, đem xương, máu thịt toàn bộ biến dạng. Mà Diệp Thần giờ phút này nhưng là cúi đầu, tựa như gỗ vậy, động một cái không cần, mặc cho Huyết Hoàng đối với mình điên cuồng công kích. Cho dù Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh mẽ đi nữa, không có chút nào chống cự, đơn thuần dùng thân xác chống cự đối phương điên cuồng tấn công, hay là để cho hắn sức sống nhanh chóng hạ xuống. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần liền sát kiếm cũng thu lại à. Không có vũ khí, làm sao chiến đấu? Diệp Thần lực lượng mặc dù rất khủng bố, nhưng Huyết Hoàng cũng không phải là tay không có thể đánh bại đối thủ à.
Trong chốc lát, Thủy Kính Hoa các người đều là sắc mặt tái mét, Diệp Thần thật chẳng lẽ phải thua sao? Bắt Huyết Hoàng chỉ là sau cùng vùng vẫy. Huyết Hoàng cũng là phát ra một trận cười điên cuồng. Có thể, vào thời khắc này, một cổ vô cùng là minh mông khí tức hủy diệt nhưng là kích động ở cái này không hồi trên đảo. Cả tòa không hồi đảo, tựa như đều hóa thành một cái sẽ đem vạn vật cũng nghiền là hư vô khủng bố hắc động vậy. Mà hơi thở này trung tâm, chính là Diệp Thần. Huyết Hoàng thấy vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt nổi lên vẻ kinh hoàng vẻ, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm to lớn. Hắn điên cuồng co rúm cánh tay, muốn thoát khỏi Diệp Thần trói buộc, có thể Diệp Thần tay tựa như hàn ở vậy hóa là lưỡi liềm kiếm trên cánh tay, căn bản không cách nào làm được. Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy máu tươi trên gương mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười, ngưng mắt nhìn Huyết Hoàng nói, bắt ngươi, thì có ích lợi gì? Ta hiện tại, sẽ để cho ngươi xem có gì dùng, là ngươi chết nhanh hơn, vẫn là ta chết nhanh hơn. Một khắc sau, hắn chợt nâng lên tay. Giờ phút này, hắn đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một đạo đậm đà tới cực điểm hắc quang. Diệt Tuyệt Thần Quang. Huyết Hoàng thấy vậy, trong mắt vẻ hoảng sợ, bộc phát nồng nặc, hắn muốn rút về không có bị bắt cánh tay kia, tiến hành ngăn cản, nhưng là có chút không còn kịp rồi. Diệt Tuyệt Thần Quang, mặc dù, thi triển lúc phải hao phí một ít thời gian, nhưng, một khi thành công thi triển, thần tốc độ của ánh sáng nhưng một chút cũng không chậm. Ngay trước mắt. Đạo tia sáng này liền đánh trúng Huyết Hoàng thân thể. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ bắt Huyết Hoàng, không ngừng chịu đựng công kích, chính là vì thi triển cái này Diệt Tuyệt Thần Quang. Nháy mắt tức thì, thời gian phảng phất ngừng. Liền vậy không hồi đảo bên ngoài gió bão, tựa hồ cũng lắng xuống. Huyết Hoàng mặt mũi động lại, vậy trên mặt hoảng sợ thần sắc rõ ràng có thể gặp, thu hồi tay vậy đình trệ ở giữa không trung. Một khắc sau. Vô số tản ra hắc quang vết nứt ngay tức thì trải rộng Huyết Hoàng vậy sơ cứng khôi giáp bề ngoài, rắc rắc một tiếng vỡ vang lên, cái này sơ cứng khôi giáp lại là ầm ầm nổ tung. Lộ ra Huyết Hoàng vậy mất đi ra, máu tươi đầm đìa thân thể. Hắn cả người máu tươi lại là cuồng trào ra, trong cơ thể hủy diệt lực giống như sói đói vậy tứ ngược, điên cuồng phá hư hắn bên trong kinh mạch bẩn chờ một chút. Cái này không thể nào à. Huyết Hoàng phát ra một tiếng hét thảm, từ không trung rơi xuống, ầm một tiếng, nặng nề đập vào trên mặt đất. Huyết Hoàng cả người khí tức cường đại, nhanh chóng suy yếu xuống, vậy bể tan tành thân thể không ngừng run rẩy, thoi thóp, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thân là cường đại phệ não thú nhất tộc, hắn lại là thua ở một cái coi là thức ăn thằng nhóc loài người trong tay. Giờ phút này, hắn mặc dù còn chưa có chết, nhưng, cũng là trọng thương chúng nặng tổn thương. Căn bản không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Diệp Thần nhìn rơi xuống Huyết Hoàng, theo buông tay ra trong tay vậy đã gãy lìa cánh tay, hắn khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên không chừng. Diệt Tuyệt Thần Quang mặc dù mạnh mẽ, nhưng, như cũ có cực hạn. Vậy Huyết Hoàng thủ đoạn phòng ngự nhưng là không thể khinh thường, lại là đem thần quang uy năng phần lớn chặn. Mà giờ khắc này, Thủy Kính Hoa các người chính là hoàn toàn thử ra. Liền máu đều phải động lại vậy. Một khắc trước, bọn họ còn ở lo lắng Diệp Thần phải thua, đang làm sao cùng vùng vẫy. Một khắc sau, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, nhất kích chấn áp Huyết Hoàng. Cái loại này xoay ngược lại quá mạnh mẽ, để cho đám người trong chốc lát có chút cảm giác nằm mộng. Mà Huyết Chiêu chính là sắc mặt cuồng biến, khó có thể tin lẩm bẩm nói, máu. Huyết Hoàng. Nàng cũng thì không cách nào tiếp nhận, Huyết Hoàng ở một đối một dưới tình huống bị Diệp Thần nơi đánh bại à. Huống chi, là ở nàng sắp muốn đánh thắng Quan Hải Lâu ba người dưới tình huống à. Giờ phút này, Quan Hải Lâu, Hồng Thuấn Thiên cùng Ngô Tử Khanh đều là cả người máu tươi, trên dưới thân thể trải rộng rất nhiều lỗ máu, mắt thấy sắc mặt vô cùng thảm trắng, thì phải hoàn toàn mất đi chiến lực. Nếu không phải Huyết Chiêu chẳng muốn trực tiếp giết chết bọn họ, mà là hơn hành hạ, ba người có thể đều không cách nào chống đỡ lâu như vậy. Đây là... Một cổ vô hình sợ hãi xông lên Huyết Chiêu trong lòng. Tựa như bị một đầu hồng hoang mãnh thú theo dõi vậy. Huyết Chiêu chợt quay đầu, hướng vậy cảm giác sợ hãi cảm thấy ngọn nguồn nhìn, nhưng là đối mặt một đôi u lãnh vô cùng con ngươi. Một đôi làm hung tàn phệ não thú đều là cảm thấy từng cơn dùng mình con ngươi. Diệp Thần con ngươi. Huyết Chiêu thần sắc lập tức khó coi. Nàng mặc dù cùng Quan Hải Lâu ba người chiến đấu coi như là chiếm hết thượng phong. Nhưng Diệp Thần gia nhập sau đó thì sao?
nàng cũng không muốn bị Diệp Thần mới vừa thi triển thần thông đánh trúng à. Huyết Chiêu thân hình mơ hồ hướng phía sau di động, tựa hồ dự định chạy trốn. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể hy sinh Huyết Hoàng. Có thể, Quan Hải Lâu các người tựa hồ ngay tức thì liền xem thấu Huyết Chiêu ý tưởng, thân hình chớp mắt, liền muốn đem Huyết Chiêu bao vây ở trong. Đáng chết, Huyết Chiêu tức giận mắng một tiếng, ở thức ăn trước mặt chạy trốn đối với phệ não thú mà nói là sỉ nhục lớn lao. Nhưng, dưới mắt nàng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Một khắc sau, thân hình của nàng chợt một cái chớp động, chính là hướng phía sau bay vút đi, tốc độ vô cùng là nhanh chóng. Lại là ở Quan Hải Lâu đám người bao vây tạo thành trước, liền trốn hướng phía sau. Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh đều là ánh mắt trầm xuống, tuyệt không thể chỉ như vậy để cho chạy cái này phệ não thú à. Lần này, là phệ não thú khinh địch, khinh thường, để cho bọn họ bắt cơ hội, có thể, lần sau đâu. Phệ não thú nếu như ẩn núp đánh lén, đối với bọn họ hạ tử thủ, từng cái kích phá đâu. Như vậy, cho dù chỉ còn lại một đầu phệ não thú, cũng sẽ cho bọn họ mang đến cực lớn nguy hiểm. Chỉ có Hồng Thuấn Thiên ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại lúc này, nguyên bổn đã bay ra một khoảng cách Huyết Chiêu đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể ngưng tụ ở giữa không trung bên trong. Ở trên người nhiều hơn một cái màu đỏ thấm xiềng xích. Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh, thấy vậy sửng sốt một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Mà Hồng Thuấn Thiên thấy một màn này, hắn rất quen thuộc, mình cũng từng trải qua. Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh ngay tức thì hướng vậy xiềng xích một đầu khác nhìn, chỉ gặp khóa một đầu khác bất ngờ nối liền ở Diệp Thần trên mình. Là Thiên Yêu thần tác. Quan Hải Lâu ba người trong mắt vui mừng chớp mắt, khóe miệng rối rít dương lên vẻ băng hàn nụ cười, mà Diệp Thần cũng là thân hình động một cái, đi tới Huyết Chiêu bên người. Bốn người chắn Huyết Chiêu quanh người bốn phương hướng, đem hoàn toàn bao vây. Huống chi, cho dù không bao vây, bị Thiên Yêu thần tác khóa lại Huyết Chiêu cũng thì không cách nào chạy khỏi. Huyết Chiêu sắc mặt, giờ khắc này hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Thần chậm rãi giơ tay lên, cũng dậy kiếm chỉ, đầu ngón tay mơ hồ có hắc mang chớp động, mà Quan Hải Lâu ba người chính là hét lớn một tiếng, hướng Huyết Chiêu nhào tới, không muốn sống điên cuồng tấn công trước, để cho nàng không có bất kỳ né tránh cơ hội. Huyết Chiêu sợ, thật sợ. Nàng mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại, tiến vào thân thể bên trong sống lại à. Hiện tại thì phải lần nữa chết đi. Nàng không cam lòng. Ngay tại Thủy Kính Hoa các người cũng cho rằng nắm chắc phần thắng lúc đó, nhưng là dị biến phát sinh. Một cổ vô cùng là mạnh mẽ, phảng phất vạn cổ ma vương giống vậy bá đạo uy áp, lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ lòng đất dưới dâng lên, ngay tức thì hạ xuống ở Diệp Thần các người chỗ chỗ. Giờ khắc này, đám người rối rít sắc mặt biến đổi. Liên Huyết Chiêu cùng Huyết Hoàng sắc mặt đều thay đổi. Bất quá, Diệp Thần các người là biến thành sợ hãi, rung động, trầm ngưng. Mà Huyết Chiêu cùng Huyết Hoàng chính là mừng như điên à. Bọn họ cùng kêu lên hô lớn, Thủy Tổ. Trong chốc lát, Diệp Thần các người đều là ánh mắt cuồng tránh, đây chính là Thủy Tổ uy áp. Ở nơi này uy áp chấn nhiếp dưới. Hồng Thuấn Thiên các người giờ phút này lại là thân thể cứng ngắc đều không cách nào ra tay à. Liên liên Diệp Thần đều là mặt mũi vô cùng âm trầm, hắn mặc dù không còn như bị cái này uy áp ảnh hưởng hành động, nhưng cái này uy áp vẫn cho liền hắn một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Cho dù là hắn kích hoạt luân hồi huyết mạch cũng không cách nào cùng chống lại cảm giác. Cái này uy áp mang tới áp lực, thậm chí so đối mặt sư vương lúc mạnh hơn một phần. Phải biết. Sư vương nhưng mà có thiên sư huyết mạch thái chân cảnh siêu cấp cường giả à. Mà đây Thủy Tổ hơi thở, so hắn mạnh hơn. Đây chẳng phải là nói, cái này Thủy Tổ, cho dù cho đến ngày nay, bị phong ấn vô số năm tháng, như cũ có thể so với thái chân cảnh cường giả thực lực. Diệp Thần có chút rõ ràng, ban đầu vực ngoại thiên đạo vì sao đều không cách nào trực tiếp đem cái này Thủy Tổ xóa bỏ, mà là muốn phong ấn ở nơi này, dần dần suy yếu. Trong chốc lát, hắn lòng trầm xuống. Làm thế nào? Như vậy đối thủ cường đại, phải như thế nào chiến thắng? Huyết Chiêu nhìn Diệp Thần đám người thần sắc, cuồng cười một tiếng nói, làm sao, không phải muốn giết ta sao? Động thủ à, tại sao bất động, hiện tại, biết sợ. Nàng trong mắt tàn khốc chớp mắt, nhìn về phía Diệp Thần, nàng biết, đám người này bên trong uy hiếp lớn nhất chính là Diệp Thần. Một khắc sau, Huyết Chiêu thì phải hướng Diệp Thần nhào tới.
mà Diệp Thần cũng là tay cầm trường kiếm, ánh mắt băng hàn, làm xong trực tiếp mở huyết mạch, trong nháy mắt giết huyết chiêu dự định, hắn mới vừa vì đánh bại huyết hoàng cũng là bị thương không nhẹ, chiến lực có chút hạ xuống, hiện tại, chưa chắc có thể ngăn cản huyết chiêu, như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Có thể, ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo khàn khàn, trầm thấp, không khỏi có thể thức tỉnh mọi người nguyên thủy sợ hãi thanh âm ở trong tai mọi người vang lên nói, huyết chiêu, dừng tay. Huyết chiêu nghe vậy, thân thể run lên, mặc dù trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, vẫn là không dám chút nào cãi lại ngưng động tác, nàng có chút chần chờ địa đạo, nhưng mà, thủy tổ. Nàng lực lượng, có thể duy trì không được bao lâu, lập tức muốn biến mất, hiện tại không ra tay, chờ một chút có thể cũng chưa có cơ hội liền à. Thủy tổ nói, không cần nhiều lời, bổn tôn, tự có an bài. Huyết chiêu nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Một khắc sau, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hư ảnh này cả người không có một chút da, nhìn như ngược lại là và bây giờ huyết hoàng có chút tương tự. Có lẽ, năm đó cái này thủy tổ cũng là được một kích chí mạng, cả người khôi giáp đều bị đánh nát mới rơi được hôm nay bộ dáng này. Hư ảnh này chính là thủy tổ thần niệm hóa thân. Diệp Thần chân mày nếp nhăn càng chặt hơn một phần, cái này thủy tổ thần niệm ở nơi này không hồi trên đảo tựa hồ có thể đột phá trói buộc. Có thể gặp, kỳ thần niệm so mình mạnh hơn được hơn. Vậy thủy tổ ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên mình, mỉm cười nói, người tuổi trẻ, người rất tốt, ta đã rất lâu, không có gặp qua người ưu tú như vậy loài người. Đám người nghe vậy, đều là khẽ cau mày, cái này thủy tổ là ý gì? Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, đã như vậy, thủy tổ có thể hay không thả chúng ta rời đi. Thủy tổ nghe vậy cười ha ha một tiếng, có chút cân nhắc nói, cái này, tự nhiên không được, bất quá mà. Hắn đột nhiên nụ cười vừa thu lại, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ta đây là có một cái, có thể làm cho ngươi sống tiếp phương pháp. Để cho ta sống tiếp phương pháp. Thủy tổ cười nói, chúng ta là một người vô cùng là cổ xưa chủng tộc, mà tộc ta từ trước đến giờ hoan nghênh nhân tài, trên thực tế tộc ta không chỉ có thể chiếm đoạt những sinh linh khác đầu óc tiến hành sống nhờ, cũng là có thể sống nhờ ở đối phương một cái bộ phận bên trong, ví dụ như cánh tay, tim chờ một chút. Cái loại này sống nhờ cũng sẽ không đối với ý thức của ngươi chút nào ảnh hưởng, có thể nói là một loại cộng sinh quan hệ, mà ngươi thực lực cũng là có thể có được cực lớn tăng lên. Đám người nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt, cái này thủy tổ là dự định mời chào Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt tựa hồ lóe lên một chút vẻ trầm ngâm, hắn ngưng mắt nhìn vậy thủy tổ hư ảnh nói, điều kiện là cái gì? Thủy tổ nghe vậy, hài lòng cười một tiếng nói, và người thông minh nói chuyện chính là ung dung, rất tốt, bổn tôn không có nhìn lầm ngươi. Thủy tổ tùy ý nhìn lướt qua quan hải lâu các người nói, ngươi trạng thái bây giờ mặc dù không coi là quá tốt, nhưng, vẫn là đủ để đánh bại mấy nhân loại này chứ. Quan hải lâu các người ngay tức thì sắc mặt biến đổi. Cái này thủy tổ lại là muốn gây xích mích ly gián. Nhưng, rất nhanh, thần sắc của bọn họ liền khôi phục bình tĩnh, dẫu sao, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần tuyệt sẽ không bị như thế đơn giản phương thức lừa gạt. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhưng là đang lúc mọi người bên tai vang lên nói, ta quả thật có thể, sau đó thì sao? Trong chốc lát, quan hải lâu các người đều là ngây ngốc nhìn Diệp Thần, đặc biệt là Hồng Thuấn Thiên cùng Thủy Kính Hoa. Diệp Thần đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn thật muốn? Tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, bỏ ý nghĩ này, Diệp Thần hẳn chỉ là đang trì hoãn thời gian mới đúng. Diệp Thần sinh mệnh lực vô cùng là mạnh mẽ, cái này trong khoảng khắc thương thế cũng đã khôi phục một ít. Hắn nhất định là muốn tranh lấy thời gian tiến hành khôi phục. Mà giờ khắc này, lòng đất bên trong thủy tổ, vậy không có da xấu xí trên gương mặt nhưng là hiện lên một cái ẩn hiện nụ cười. Hắn sống lâu như vậy đối với nhân tính có thể nói là vô cùng được rõ ràng. Loài người đối diện nguy cơ, ngoài mặt có thể hội hợp làm, sẽ chịu chết đến cùng vân. Vân, nhưng ở chân chính mạng sống cơ hội trước mặt, nhưng lại sẽ ngay tức thì bại lộ ích kỷ bản tính. Cho dù, cái này cơ hội thoạt nhìn là giả, vậy so với người khác tánh mạng quan trọng hơn, không phải sao? Vạn nhất là thật đâu. Dẫu sao, nếu như chống cự mà nói. Bọn họ phải chịu nhưng mà một tên thái chân cảnh tồn tại lửa giận à. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ sống sót cơ hội. Ha ha, loài người chính là như vậy dối trá tồn tại. Thậm chí, nếu để cho loài người một cái cơ hội,
bọn họ có thể so với phệ não thú nhất tộc hơn nữa hung ác chiếm đoạt đồng tộc. Phải biết, trên lịch sử phệ não thú nơi nuốt ăn loài người, có thể xa xa không có những nhân loại kia ma tu cắn nuốt loài người tới nhiều lắm à. Cũng chính vì vậy, phệ não thú tên chữ mới sẽ dần dần biến mất ở lịch sử bên trong, đến hiện tại cơ hồ không có ai biết. Mà càng yêu nghiệt loài người, thì càng yêu quý mình sinh mạng. Diệp Thần lựa chọn, cùng lòng hắn bên trong dự liệu, độc nhất vô nhị. Vậy Thủy Tổ hư ảnh lần nữa mở miệng nói, để tỏ lòng ngươi đối với tộc ta trung tâm, hiện tại liền đối với cái này mấy người ra tay, đem bọn họ đánh bại, cũng cùng huyết chiêu huyết hoàng cầm bọn họ mang về ta chỗ ở thần điện bên trong, sau đó, bổn tôn liền đem ban cho ngươi quang vinh cùng với vô thượng lực lượng. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, ta làm sao biết, ngươi không phải đang gạt ta. Thủy Tổ khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không có lựa chọn không phải sao. Nếu như bổn tôn ra tay, mấy người các ngươi như thường được chết. Lòng đất dưới, Thủy Tổ mặt đầy nụ cười, hắn cũng không dự định tùy ý xuất thủ, hiện ở trong người năng lượng, mỗi một phân đều rất chân quý, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra tay, giờ phút này, hắn thậm chí liền uy áp cũng thu hồi. Ở hắn xem ra, Diệp Thần 100% sẽ đáp ứng mình yêu cầu. Nếu có thể dựa vào vài ba lời, liền có thể để cho Diệp Thần thành vì mình con cờ, cần gì phải tự mình động thủ. Huống chi, loại phản bội này mang tới tuyệt vọng, nhưng mà sẽ để cho thức ăn hơn nữa mỹ vị à. Tự uy áp áp chế bên trong rõ ràng thả, Quan Hải Lâu các người rối rít nhìn về phía mặt không cảm giác Diệp Thần. Thủy Kính Hoa cũng là che miệng, mắt đẹp rung động, thời khắc này Diệp Thần cho nàng một loại vô cùng là cảm giác xa lạ. Hồng Thuấn Thiên miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, Diệp huynh, như thế đơn giản trò lừa bịp, ngươi sẽ không thật bị lừa chứ? Diệp Thần nghe vậy, lắc đầu nói, sẽ không. Đám người nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần ánh mắt nhưng là bỗng nhiên ác liệt nói, bất quá, giống như vậy Thủy Tổ nói, ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Huyết Chiêu nghe vậy cười, giờ phút này, nàng lực lượng đã biến mất. Thậm chí, cảm thấy một hồi yếu ớt, bất quá, không sao, ở Thủy Tổ mưu kế dưới, những thứ này loài người ngu xuẩn đã mặc cho bầy bố à. Đây là, Diệp Thần bỗng nhiên thân hình động một cái, hướng Quan Hải Lâu nhào tới, trường kiếm trong tay chém điên cuồng xuống. Đáng chết! Quan Hải Lâu sắc mặt cuồng biến, hắn nhìn ra được, Diệp Thần một kiếm này cũng không phải là cái gì diễn xuất, mà là động thật à. Hắn toàn lực giơ trường kiếm lên. Hướng Diệp Thần chém tới trường kiếm chặn lại. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, Quan Hải Lâu thân thể liền bị một kiếm này, đánh về phía mặt đất, đập ra một cái hố to. Nằm ở trong đó, cả người tràn đầy máu tươi, xương cốt vết nứt, hắn mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Thần, vùng vẫy, nhưng thì không cách nào lần nữa đứng dậy. Hắn trạng thái quá kém, mà Diệp Thần nhưng ở cùng Thủy Tổ đối thoại trong quá trình khôi phục mấy phần thương thế, này tiêu người dài dưới. Hai bên thực lực kéo ra chênh lệch không nhỏ. Mà Hồng Thuấn Thiên cùng Ngô Tử Khanh chính là thần sắc âm trầm nhìn một màn này, bọn họ sở dĩ không có ra tay. Một, cho dù ba người liên thủ chỉ sợ cũng không phải Diệp Thần đối thủ, huống chi, một bên còn có một cái xem trò vui Huyết Chiêu đây. Hai, bọn họ đối với Diệp Thần, còn ôm có hy vọng. Có lẽ Diệp Thần làm như vậy là có nguyên nhân gì? Có thể giờ phút này Diệp Thần nhưng là thân hình bỗng nhiên chớp mắt. Xuất hiện ở Quan Hải Lâu trước mặt, tay cầm trường kiếm thì phải hướng về phía Quan Hải Lâu chém một cái xuống. Quan Hải Lâu mặt mũi có chút vặn vẹo gào thét nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Thằng nhóc này là tới thật à? Hắn đã tuyệt đối làm vậy phệ não thú tay sai, phản bội chúng ta. Ngô Tử Khanh nghe vậy, sắc mặt hung hăng trầm xuống, hắn bỗng nhiên quát to, Diệp Thần, dừng tay. Tiếng nói vừa dứt, hắn thì phải hướng Diệp Thần phóng tới. Có thể, bỗng nhiên, Hồng Thuấn Thiên thân hình chớp mắt chính là chắn Ngô Tử Khanh trước người nói, Tử Khanh, bình tĩnh một chút, Diệp huynh không phải loại người này. Ngô Tử Khanh nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt đầy tàn khốc địa đạo, tránh ra, người đến bây giờ còn phải hướng tên phản đồ này. Hồng Thuấn Thiên trầm mặc, hắn nội tâm cũng là có chút dao động, nhưng, hồi tưởng lại cùng Diệp Thần tới giữa trải qua, cuối cùng hắn nặng nề gật đầu một cái nói, ta tin tưởng hắn. Ngô Tử Khanh thần sắc băng hàn liền xuống nói, ngươi phải chết, tùy ngươi, ta muốn hắn chết. Cho ta cút. Tiếng nói vừa dứt, hắn chủy thủ trong tay chính là chợt đối với Hồng Thuấn Thiên chém ra.
mà cùng lúc đó, Diệp Thần kiếm vậy sắp hướng về phía Quan Hải Lâu rơi xuống. Huyết Chiêu cùng Huyết Hoàng, thấy một màn này đều là không chút kiêng kỵ phá lên cười. Loài người ngu xuẩn nội đấu. Thủy Tổ Đại Nhân quả nhiên là cơ trí vô cùng à. Vài ba lời, liền đem những loài người này đùa bỡn được xoay quanh. Đây là, Huyết Chiêu nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, đừng giết hắn, chết, đầu óc liền ăn không ngon. Diệp Thần nghe vậy, chậm rãi thu hồi trường kiếm, vô cùng là nghe lời. Huyết Chiêu hài lòng cười, bây giờ Diệp Thần ngược lại là một cái chó giỏi. Mà lúc này, Hồng Thuấn Thiên nhưng là bị Ngô Tử Khanh dao găm ép được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, hắn đang cùng Huyết Chiêu chiến đấu bên trong bị thương nặng nhất, hơn nữa, nguyên bản thực lực liền không bằng Ngô Tử Khanh, rất nhanh, liền bị giận dữ Ngô Tử Khanh đẩy vào tuyệt cảnh. Mắt thấy, Ngô Tử Khanh dao găm trong tay thì phải đâm vào Hồng Thuấn Thiên trái tim. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần thân hình chớp mắt liền là xuất hiện ở Hồng Thuấn Thiên trước người. Trường kiếm trong tay điệu múa liền thay Hồng Thuấn Thiên, đỡ được một kích này. Hồng Thuấn Thiên trên mặt, hiện lên vẻ vui mừng nói, Diệp huynh. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Diệp Thần. Có thể, bỗng nhiên, Diệp Thần nhưng là sắc mặt lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía Hồng Thuấn Thiên nói chết, đầu óc liền ăn không ngon. Tiếng nói vừa dứt, kỳ phản tay một quyền chính là hướng Hồng Thuấn Thiên ngực đập tới, ầm một tiếng, Hồng Thuấn Thiên miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Nội tạng bể tan tành, cả người ngay tức thì yếu xuống, từ không trung rơi xuống đất. Hắn mặt đầy ngây ngốc nhìn Diệp Thần, ngay sau đó, cặp mắt bên trong hiện lên vô cùng thất vọng thần sắc, cười khổ nói, không nghĩ tới, ta từ lấy làm mắt quang không tệ, quay đầu lại vẫn còn là nhìn lầm rồi ngươi. Huyết Chiêu cùng Huyết Hoàng thấy một màn này, thật là cũng muốn vỗ tay. Quá xuất sắc, những loài người này biểu hiện được quá tốt. Ngô Tử Khanh gầm nhẹ một tiếng. Cả người máu điên cuồng dòng nước chảy, một cổ cường đại lực lượng ngay tức thì từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, chợt đối với Diệp Thần chém ra nhất kích. Có thể Diệp Thần đối mặt một kích này, thần sắc nhưng vẫn là bình tĩnh, toàn lực một kiếm hướng Ngô Tử Khanh chém tới. Sát kiếm cùng vậy Ngô Tử Khanh dao găm trong tay, ngay tức thì va chạm, cự lực cuồng trào dưới, Ngô Tử Khanh ngay tức thì miệng phun máu tươi, trên không trung đổ lùi lại mấy bước. Mỗi một lần thụt lùi, đều ở đây dưới chân không gian đạp cho ra hiện vết rách. Mà Diệp Thần, một kiếm bước lùi Ngô Tử Khanh, nhưng là không cho hắn bất kỳ thở dốc thời gian, tiếp chém liên tục ra từng đạo ác liệt kiếm mang, phải lấy nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Ở Diệp Thần điên cuồng tấn công dưới, rất nhanh, Ngô Tử Khanh cũng là chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Giờ phút này, tất cả người nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong đều là vô cùng được mất vọng, cừu hận, lửa giận vân. Vân. Trong đó, thất vọng nồng nặc nhất. Diệp Thần lấy được bọn họ tín nhiệm, nhưng lại như vậy đem bọn họ tín nhiệm giày xéo. Nhưng, phải nói nhất là thất vọng, lại cũng không giờ phút này đã bị Diệp Thần đánh ngã ba người, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ một cô gái. Thủy Kính Hoa. Thủy Kính Hoa đứng tại chỗ, mắt đẹp ảm đạm nhìn từng bước một hướng mình đi tới Diệp Thần, nước mắt theo tuyệt đẹp gương mặt tuột xuống. Nàng không nghĩ tới, cái đó chạy tới nước Minh Đảo. Cứu mình tại nguy nan bên trong, cứng rắn hãn mấy tên thái chân cảnh cường giả thanh niên, nhưng là người như vậy. Lúc đầu, hắn cũng không phải không sợ hãi, cũng không phải không biết kiêu ngạo không có chắc tuyến, không biết lui về phía sau, mà là trước vẫn không có người, có thể chạm đến hắn ranh giới cuối cùng mà thôi. Hiện tại, Thủy Tổ chạm đến, Diệp Thần vậy cho tới nay ngụy trang cũng bị xé nát, bản tính bại lộ. Trên thực tế, Thủy Kính Hoa không hề bài xích vì Diệp Thần đi chết. Thậm chí, biết chủ động vì Diệp Thần đi chết, nhưng, so tử vong càng làm cho một cô gái khó mà tiếp nhận, không ai bằng mình tâm kết người đem mình làm vứt đi vậy, vô tình vứt bỏ chứ. Cho dù là thời khắc này Diệp Thần, thấy được Thủy Kính Hoa ánh mắt, mơ hồ đều có chút kích động, hắn nhướng mày một cái, hít sâu một hơi nói, Kính Hoa, thật xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt, hắn giơ lên tay kiếm, chém về phía Thủy Kính Hoa gáy, Thủy Kính Hoa rên lên một tiếng. Liền không có chút nào sức chống cự ngất đi. Thấy một màn này, Hồng Thuấn Thiên các người hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ nhìn ra được, Diệp Thần cùng Thủy Kính Hoa tới giữa, mặc dù còn chưa đến nỗi nói là yêu nhau, nhưng là có mấy phần tình cảm. Có thể Diệp Thần đâu? Liền người phụ nữ mình, ít nhất là có hảo cảm cô gái cũng có thể không chút do dự ra tay, vì mình còn sống đem bán đứng. Trên thực tế,
Quan Hải Lâu các người đều không phải là người tốt lành gì, giết người, hành hạ cùng chuyện, cũng không có bớt làm. Có thể, hèn hạ đến loại này thứ bại hoại, bọn họ thật xem thường. Có thể bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần ánh mắt phức tạp và ngưng trọng. Đây là một loại không so tầm thường bình tĩnh. Đây là người bày bố bình tĩnh. Đây là, Diệp Thần nhìn về phía Huyết Chiêu nói, hiện tại, làm thế nào? Huyết Chiêu khẽ mỉm cười nói, rất tốt, người đã hướng tộc ta phô bày trung thành, có tư cách trở thành ta phệ não thú đồng minh, hiện tại, cùng ta đi thôi. Vừa nói, trên người nàng đưa ra mấy cây ra tay, đem trên đất thủy kính hoa hồng thuấn thiên các người, rối rít cuốn lấy, giơ lên liền hướng một cái hướng khác đi. Đây là, Huyết Hoàng vậy khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn có chút oán độc nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng không có nói gì, chỉ là mang vẻ chế giễu cười nhạt, đi theo Huyết Chiêu sau lưng. Diệp Thần đi theo hai người, rất nhanh liền đi tới một tòa thật to vực sâu trước. Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu đều là không chút do dự hướng dưới vực sâu nhảy đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cũng là thân hình động một cái biến mất ở vực sâu hắc ám bên trong. Một hồi rơi xuống sau đó, đám người liền đi tới vực sâu phần đáy, u ánh sáng màu tím lóng lánh bên trong, một tòa thần điện đường danh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bước vào thần điện bên trong sau đó, bọn họ đi tới một tòa phòng khách trước. Trong sảnh, để một cái bàn đá sau đó ngồi một tên không có da cả người máu tươi đầm đìa khủng bố nam tử. Huyết Hoàng cùng Huyết Chiêu đem Hồng Thuấn Thiên đám người thân thể đặt ở trong điện, hướng về phía sau cái bàn nam tử cung kính hành lễ nói, Thủy Tổ. Thủy Tổ tùy ý liếc mắt một cái vùng vẫy muốn đứng lên mấy người, tùy ý đánh ra mấy đạo màu máu ánh sáng rực rỡ, vậy ánh sáng rực rỡ rơi vào Hồng Thuấn Thiên đám người trên mình, ngay tức thì liền đem bọn họ cả người linh lực hoàn toàn cầm giữ. Ngay sau đó, hắn mỉm cười đứng dậy, đi tới Diệp Thần trước mặt, trên dưới quan sát Diệp Thần một phen nói, ngươi làm rất khá, rất sáng suốt lựa chọn. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh nói, ngươi thật muốn cho ta cùng các ngươi cộng sinh. Thủy Tổ cười nói, ngươi không tin, nếu không tin, vì sao lại phải giữ ta nói đi làm? Diệp Thần nhàn nhạt nói, bởi vì, ta muốn sống. Thủy Tổ nghe vậy, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, một lát sau mở miệng nói, nguyên bản, ta là muốn chờ ngươi tiến vào thần điện sau đó, đem ngươi giết, nhưng hiện tại bổn tôn thay đổi chủ ý. Vừa nói, thân hình hắn một cái chớp động liền xuất hiện ở Huyết Chiêu trước người. Nguyên bản, còn mặt đầy nụ cười, đang xem kịch Huyết Chiêu, đột nhiên mặt mũi cứng đờ. Một khắc sau, Thủy Tổ tiện tay một chưởng đem Huyết Chiêu đầu đập bể, từ trong đó lấy ra một cái cả người trải rộng màu máu đường vân, giống như con đỉa giống vậy côn trùng. Vậy côn trùng, ở Thủy Tổ trong tay còn đang không ngừng vùng vẫy. Thấy một màn này, Huyết Hoàng sắc mặt biến đổi nói, Thủy Tổ, ngài đây là. Thủy Tổ đối với Huyết Hoàng đầu đi một cái ánh mắt, rồi sau đó, liền chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt nói, ta hiện tại sẽ đem Huyết Chiêu, trồng vào trong cơ thể của ngươi. Huyết Hoàng ánh mắt lóe lên một tí, ngay sau đó, mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nhìn Diệp Thần thần sắc bộc phát châm chọc đứng lên. Diệp Thần nhìn Thủy Tổ trong tay côn trùng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thủy Tổ cầm đầu kia côn trùng, đối với Diệp Thần cười nói, bất quá, ta có thể được nhắc nhở ngươi, đem Huyết Chiêu trồng vào liền trong cơ thể của ngươi sau đó, ngươi cũng phải cần ăn thịt người loại tới cung cấp Huyết Chiêu, hơn nữa, ngươi tự mình vậy sẽ sinh ra mãnh liệt muốn nuốt dục vọng, ngươi có thể tiếp chịu được sao? Diệp Thần nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, có thể. Được. Thủy Tổ gật đầu một cái nói, bổn tôn, không có nhìn lầm ngươi. Dứt lời, hắn quanh thân huyết quang một thịnh, một giọt máu tươi ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ, rồi sau đó, liền ở Diệp Thần bề mặt bên trên, lấy máu tươi kia thư họa trước loại nào đó đường vân. Một loại kỳ dị cảm giác thấm vào đến Diệp Thần thân thể bên trong, hắn đầu óc bên trong mơ hồ hiện lên một bức thượng cổ hình ảnh, đang vẽ mặt bên trong, có tất cả côn trùng, chui vào cự long, thiên phượng vân. Vân dị thú đầu lâu bên trong, chiếm cứ thân thể, cũng đem toàn bộ long tộc, phượng tộc, chiếm đoạt hầu như không còn, lên đỉnh vạn tộc đỉnh cấp. Thủy Tổ cười nói, cái này thú văn có thể trợ giúp ngươi tốt hơn cùng tộc ta dung hợp, hiện tại, nói cho bổn tôn ngươi muốn Huyết Chiêu, sống nhờ ở ngươi bộ vị nào. Diệp Thần sau một hồi trầm ngâm, mở miệng nói, đan điền. Thủy Tổ nghe vậy, trong mắt vui mừng hơn nữa đậm đà một phần nói, được. Lựa chọn tốt, có thể nói cho ta nguyên nhân sao?
Diệp Thần nhàn nhạt nói, sinh mệnh lực của ta rất cường đại, nhưng, nếu như đan điền bị tổn thương vẫn còn là sẽ đối với ta chiến lực tạo thành ảnh hưởng, cho nên, ta muốn ở chỗ đan điền gia tăng lực phòng ngự, dựa vào phệ não thú sơ cứng năng lực, có thể làm được. Thủy Tổ gật gật đầu nói, được, vậy thì bắt đầu đi, nhớ, không nên chống cự. Một khắc sau, Thủy Tổ liền cầm trong tay côn trùng, hướng Diệp Thần đan điền vị trí đưa đi, rất nhanh, vậy côn trùng liền trực tiếp chui vào Diệp Thần bắp thịt bên trong, biến mất không gặp. Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên bạo phát ra một hồi hồng mang, cả người màu máu đường vân cũng là sáng lên. Một loại cổ xưa cường đại lực lượng, ở trong cơ thể dâng lên. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn bây giờ bất ngờ đã có thể so với nửa bước thái chân cảnh thực lực. Cái này phệ não thú mang tới hiệu quả quả thật không tệ. Thủy Tổ cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Thần hài lòng gật đầu nói, không sai. Như thế nói, ta hiện tại cũng coi là các ngươi một thành viên. Thủy Tổ nghe vậy, tiện tay một chiêu, đem trước mặt thức ăn cầm ở trong tay, đối với Diệp Thần nói, có cảm giác gì? Diệp Thần trong mắt, lóe lên lau một cái vẻ tham lam nói, đói bụng. Thủy Tổ đôi mắt híp lại nói, rất tốt, đó chính là dung hợp thành công, người hôm nay, đã coi như là tộc ta một thành viên. Huyết Hoàng cũng là quát một tiếng nói, đây là vô thượng vinh dự, còn không cảm ơn Thủy Tổ. Diệp Thần nghe vậy, đối với Thủy Tổ thi lễ một cái nói, đa tạ Thủy Tổ ban cho. Thủy Tổ nghe vậy, có chút cân nhắc đánh giá Diệp Thần nói, hiện tại, người có phải hay không rất vui vẻ. Diệp Thần gật đầu nói, có thể gia nhập ngươi cùng nhất tộc, là ta may mắn. Thủy Tổ đột nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, nếu ngươi vui vẻ như vậy, bổn tôn có chuyện muốn phải nói cho ngươi. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là mở miệng nói, ở chỗ này trước, ta cũng có chuyện, muốn hỏi Thủy Tổ. Thủy Tổ có chút hiếu kỳ nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Thần nói, người não có phải hay không ở từ thiên đường, ngã vào địa ngục một khắc kia, đẹp nhất vị. Thủy Tổ hơi sững sờ, nhưng, vẫn là gật đầu nói, không sai. Diệp Thần lộ ra một nụ cười nói, cho nên, Thủy Tổ muốn phải nói cho chuyện ta, có phải hay không, người thư họa ở trên người ta căn bản không phải cái gì thú văn, mà là một loại phụ trợ sống nhờ đường vân. Cái loại này đường vân, giống như là trước đem một đầu phệ não thú trồng vào túc chủ trong cơ thể, sau đó, ở cái khác phệ não thú đối với tên này túc chủ não bộ tiến hành chiếm đoạt, sống nhờ lúc đó. Lúc trước trồng vào phệ não thú có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, hạ xuống túc chủ phản kháng. Mà ta, nếu như biết tin tức này, nhất định sẽ rất tuyệt vọng chứ. Khi đó, ta đầu óc nhưng mà vô cùng mỹ vị. Thủy Tổ, bây giờ là dự định sống nhờ ở ta não bộ liền sao? Thủy Tổ cùng Huyết Hoàng, thậm chí là Hồng Thuấn Thiên các người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Diệp Thần làm sao biết những thứ này? Chẳng lẽ... hắn đã sớm biết mình phải bị sống nhờ, đoạt xác. Vậy tại sao còn phải như vậy phối hợp? Đối với vậy võ giả mà nói, bị đoạt xác nhưng mà thảm nhất kiểu chết một trong à. Không chỉ có, mình hồn phi phách tán, còn phải tiện nghi cửu nhân. Mà phệ não thú sống nhờ đoạt xác, so với thông thường đoạt xác còn kinh khủng hơn một ít. Nghe nói phệ não thú, ở ăn đầu của ngươi lúc đó, sẽ cùng nhau đem linh hồn chiếm đoạt. Để cho ngươi linh hồn vĩnh sinh bị hành hạ, hơn nữa, chỉ có thể nhìn phệ não thú điều khiển ngươi thân thể. Loại cảm giác này, so trực tiếp chết, còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần à. Thủy Tổ nhướng mày một cái, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm xấu. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên quát to, huyết chiêu, động thủ. Bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần bên ngoài thân màu máu lần nữa cường thịnh đứng lên, cùng lúc đó, một loại kim loại vậy màu xám cho ánh sáng. Ở Diệp Thần trên thân hình dâng lên, nhưng, đây cũng không phải là cái gì sơ cứng. Cái này xám quang dâng lên lúc đó, đám người rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần bắp thịt làm cứng đờ. Cùng lúc đó, Thủy Tổ cũng là cười lạnh, hướng Diệp Thần đỉnh đầu đưa tay ra, bỏ mặc thằng nhóc này có cái gì dự định, chỉ cần, hắn tay rơi vào Diệp Thần trên đỉnh đầu, như vậy, Diệp Thần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này cụ vô so cường đại thân thể, liền trở về hắn tất cả. Huyết Hoàng cũng là mặt đầy sảng khoái vẻ, đáng chết con kiến hôi lại dám trọng thương mình, còn muốn trở thành tộc ta một thành viên. Nằm mơ đi. Nhân loại hèn mọn, bất quá là thức ăn mà thôi. Có thể, vào thời khắc này,
Diệp Thần khóe miệng nhưng là nở một nụ cười nói, các người phệ não thú đem thế gian sinh linh đều làm mình thức ăn, nhưng có nghĩ tới, có một ngày, các người vậy sẽ biến thành người khác thức ăn. Diệp Thần trong cơ thể, huyết chiêu cả người huyết quang lượn lờ, đang ở trong đan điền thi triển lực lượng, điều khiển Diệp Thần thân thể, có thể, ngay tại lúc này, một cái bóng đen nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở huyết chiêu sau lưng. Diệp Thần đan điền nhưng mà tiểu hắc địa bàn. Tiểu hắc như vô cùng ám chi người điều khiển vậy, ngưng mắt nhìn huyết chiêu, gằn từng chữ, các ngươi không nên đối với chủ nhân động thủ, động chủ nhân người, chết. Tiểu hắc quanh thân bộc phát ra cực mạnh uy áp, giống như hỗn độn sơ khai. Mà huyết chiêu quỷ dị phát hiện, giờ khắc này, vậy ngút trời uy áp lại để cho nàng không cách nào hành động. Quỷ dị hơn phải, cái này đen nhánh quái vật lại để cho linh hồn nàng và huyết mạch đều run rẩy. Tiểu tử này bên trong đan điền, rốt cuộc là quái vật gì à? Thủy tổ nghe vậy, khinh thường cười một tiếng nói, thức ăn. Không có bất kỳ chủng tộc, có thể đem ta phệ não thú làm thức ăn. Có thể, đột nhiên tới giữa, thủy tổ đưa ra tay nhưng là run rẩy một tí, cương ở giữa không trung bên trong. Một hồi vô cùng là thê lương tiếng kêu rên bỗng nhiên từ Diệp Thần trong đan điền truyền ra. Đó là phệ não thú gầm to tiếng. Thủy tổ cùng huyết hoàng, ngay tức thì thử ra, không dám tin. Phệ não thú thủy tổ có thể cảm nhận được con cháu thống khổ, giờ phút này, huyết chiêu đang thừa nhận hành hạ lớn lao à. Hắn mặt đầy dữ tợn hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, tiểu tử ngươi đối với bổn tôn con cháu làm cái gì? Diệp Thần nghiền ngẫm cười một tiếng nói, ngươi không phải nói phệ não thú sẽ không bị làm thức ăn sao? Vậy ta cũng không biết, ngươi con cháu, thế nào? Ngươi tự tìm cái chết. Thủy tổ gầm thét một tiếng, hoàn toàn nổi giận, đào tạo một tên con cháu đối với thủy tổ mà nói cũng không chuyện dễ dàng, hơn nữa huyết chiêu cùng huyết hoàng nhưng mà hắn còn sót lại hai người con cháu liền à. Hôm nay, hắn lực lượng chưa khôi phục dưới tình huống, lại là có không thiếu địa phương, đều cần cái này hai người con cháu trợ giúp. Có thể, hiện tại, huyết chiêu thật giống như thật bị thứ gì nuốt ăn vậy. Trong chốc lát, liền liền cái này thủy tổ nhìn trước mắt vậy mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị thanh niên đều là cảm nhận được liền một chút sợ hãi. Hắn trong mắt ý định giết người bạo tránh, dưới mắt cũng không phải là cái gì tìm thú vui lúc. Âm một tiếng, thái chân cảnh trình độ cao nhất uy áp ngay tức thì bùng nổ, chỉ là cái này minh mông áp lực liền cơ hồ phải đem hồng thuấn thiên các người nghiền nát. Chớ nói chi là, cái này còn chỉ là tán toát ra một chút hơi thở mà thôi, không phải nhằm vào bọn họ. Giờ phút này, cho dù là Diệp Thần đều là khẽ nhíu mày cảm nhận được liền một chút áp lực. Thủy tổ nghiêm túc quát một tiếng nói, thằng nhóc, người coi như có thủ đoạn gì thì như thế nào. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, người căn bản, không có bất kỳ phản kháng có thể. Nguyên bản, muốn để cho Diệp Thần tuyệt vọng, để cho thức ăn càng dễ ăn một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến lại tổn thất một tên con cháu. Hôm nay, Thủy tổ đã không có bất kỳ tâm tình và Diệp Thần nói nhảm đi xuống, hắn có tự tin. Chỉ cần mình bản thể có thể tiến vào Diệp Thần đầu lâu bên trong, cho dù Diệp Thần là quá thật thật hóa thân, nó cũng có thể đem chiếm đoạt. Phệ não thú, vì sao kêu phệ não thú? Bởi vì, phệ não thú ở chiếm đoạt đầu óc lúc đó, là vô địch tồn tại. Sự thật vậy đúng là như vậy. Diệp Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng, giờ phút này, hắn trong đan điền tiểu hắc đang miệng to cắn nuốt vậy huyết chiêu, có thể, nếu để cho cái này thủy tổ tiến vào Diệp Thần óc. Tiểu hắc cũng không cách nào trợ giúp Diệp Thần. Thủy tổ ngừng trên không chung tay, lần nữa tăng tốc độ, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng Diệp Thần đầu lâu nhấn tới. Đám người sắc mặt biến đổi, tốc độ này Diệp Thần tựa hồ căn bản không có chặn có thể à. Đối phương cũng không phải là thật đơn giản thái chân cảnh à. Ở thái chân cảnh bên trong cũng là cường giả. Thực lực sai biệt quả thật quá lớn quá lớn. Có thể, ngay tại lúc này, một loại cực kỳ khí tức cường đại, nhưng là bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, hắn cặp mắt bên trong, hiện lên hai đạo phù văn huyền ảo, đúng cái thiên địa tựa hồ cũng muốn thần phục ở Diệp Thần dưới chân vậy. Hắn cánh tay bỗng nhiên một cái đung đưa, ở thủy tổ bàn tay cách mình đỉnh đầu chỉ có một tấc khoảng cách lúc đó, miễn cưỡng đem cổ tay bắt. Huyết hoàng thấy một màn này, trong mắt đã chỉ còn lại có kinh hãi thần sắc. Thủy tổ tay lại bị bắt. Đừng xem nhẹ. Cái này đơn giản một chảo, đây chính là một tên thái chân cảnh cường giả cổ tay à, há là như vậy dễ dàng bắt. Muốn phải bắt được thủy tổ cổ tay, chí ít cũng cần quá thật tầng 2 thiên trở lên thực lực,
mới có thể miễn cưỡng làm được. Nói cách khác, thằng nhóc này hôm nay nhưng là bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Liên liên vậy thủy tổ đều là sắc mặt cuồng biến, nhìn Diệp Thần trong mắt hai quả kia phù văn, cả người cũng run rẩy. Nhưng, không phải sợ hãi run rẩy, mà là hưng phấn run rẩy à. Hắn kêu lên một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi, là luân hồi nhất tộc. Phệ não thú, danh tự này cho dù ở hồng hoang lúc đó, mơ hồ đều là cấm kỵ tồn tại, có thể luân hồi nhất tộc đâu. Luân hồi huyết mạch tộc nhân, chính là liền phệ não thú đều cần ngửa mặt trông lên chủng tộc à. Nếu là có thể chiếm đoạt một tên luân hồi huyết mạch người, như vậy, phệ não thú thực lực không chỉ có sẽ có tăng vọt, hơn nữa, vĩnh sinh đều không tất ăn uống đồng tộc liền chứ. Có thể nói, chiếm đoạt luân hồi người, có thể làm cho phệ não thú hoàn toàn lột xác cao đẳng hơn tồn tại. Lấy tên này thủy tổ dưới tình huống mà nói, không chỉ có thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền thực lực cũng có thể hoàn toàn đột phá đến thái chân cảnh bên trên chứ. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể chân chính vô địch tại cái này vực ngoại liền à. Thậm chí có thể bước lên thái thượng thế giới. Dĩ nhiên, vậy dưới tình huống, chiếm đoạt luân hồi, cho dù là phệ não thú đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, nếu như cái này thế gian có chủng tộc gì, có thể để cho phệ não thú tiếp nhận cộng sinh quan hệ, sợ rằng cũng chỉ có luân hồi. Có thể, chẳng biết tại sao, hôm nay trước mắt tên này luân hồi tộc thanh niên, huyết mạch tựa hồ không có chân chính thức tỉnh, chính là đem cắn nuốt thời cơ tốt nhất à. Thủy tổ mặt hiện lau một cái vô cùng là vặn vẹo nụ cười nói, luân hồi tộc tiểu tử, ngươi lấy là dựa vào kích hoạt huyết mạch thực lực liền có thể ngăn cản bổn tôn, chiếm đoạt ngươi sao? Ha ha, ngươi bây giờ thực lực, ở bổn tôn trước mặt vẫn là con kiến hôi thôi. Tiếng nói vừa dứt, thủy tổ cánh tay bỗng nhiên động một cái, lại là không thấy Diệp Thần giờ phút này bộc phát ra khủng bố cự lực, tiếp tục hướng Diệp Thần đỉnh đầu hung hăng nhấn tới. Diệp Thần lại là ở trong lực lượng đánh bại. Thái chân cảnh thủy tổ, coi là thật vô cùng kinh khủng. Thủy tổ hai tròng mắt dần dần sáng lên, chỉ cần tay có thể đè ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, nó là có thể đoạt xác cái này cái luân hồi thân thể liền à. Nói như vậy, bị thiên đạo nhốt vô số năm cũng đáng. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là mặt không thay đổi mở miệng nói, ai nói, ta muốn ngăn cản ngươi. Đám người nghe vậy đều là ngẩn ngơ, không ngăn cản thủy tổ, muốn làm gì? Chờ chết sao? Ngay tại lúc này, một loại kỳ dị màu trắng đen đường vân, ngay tức thì ở Diệp Thần trên cánh tay tràn đầy lan tràn ra tới, hắn trong mắt hai quả phù văn ánh sáng lớn bắn. Hắn chậm rãi mở miệng, giờ phút này phát ra thanh âm, giống như thiên thần rơi xuống thần phạt tuyên cáo vậy, vô cùng uy nghiêm. Thanh âm này, vang vọng ở liền đất này để thần điện bên trong. Luân hồi, diệt đạo. Nháy mắt tức thì, thời gian phảng phất ngừng. Thủy tổ cánh tay, giờ phút này đã chạm tới Diệp Thần đầu lâu, hắn bản thể thì phải theo cánh tay chui vào Diệp Thần trong cơ thể, có thể. Đột nhiên, quỷ dị kia đường vân nhưng là tràn đầy kéo dài tới liền thủy tổ trên thân hình. Thủy tổ trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng cực kỳ thần sắc, hắn há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, có thể. Không cùng thanh âm phát ra, thủy tổ thân thể cũng đã biến thành phấn vụn, tiêu tán không còn một mống, liền bản thể cũng là như vậy. Toàn bộ thần điện cũng lâm vào tĩnh mịch. Vĩnh hằng vậy tĩnh mịch. Phệ não thú thủy tổ, đây cũng không phải là thông thường thái chân cảnh à. Như vậy siêu cấp cường giả, thượng cổ dị thú, lại chết như vậy. Bị Diệp Thần giết trong nháy mắt. Ngô Tử Khanh các người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tim đều muốn ngưng đập. Mạnh cũng phải có cái hạn độ chứ. Mới vừa vậy thần thông là thật muốn nghịch thiên à. Bất quá. Hiển nhiên cái này thần thông thi triển điều kiện khá là hà khắc, hơn nữa, giá phải trả cũng không nhỏ, thời khắc này Diệp Thần thân hình thoát một cái, lại là yếu ớt được trực tiếp nửa quỳ trên đất. Trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không hắn sau này rất khó dùng lại ra một chiêu này. Đây là giá phải trả. Cùng lúc đó, huyết hoàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bắt đầu đốt đốt, thủy tổ chết đi sau đó, con cháu vậy sẽ sau đó diệt vong. Rất nhanh. Huyết hoàng liền biến thành một hồi bụi bặm. Giờ phút này, thần điện bên trong chỉ còn lại có Diệp Thần các người. Hồng Thuấn Thiên các người thử ra chỉ chốc lát sau, theo sau chính là hoan hô. Sống sót sau tai nạn. Chân chính sống sót sau tai nạn à. Cho dù lấy bọn họ tâm tính đều là không nhịn được. Đồng thời,
Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đều là toát ra lau một cái áy náy thần sắc nói, thật xin lỗi, Diệp huynh, hoài nghi ngươi. Diệp Thần nghe vậy, tùy ý khoát tay một cái, cười nói, các ngươi làm rất khá, nếu không phải như vậy cũng không cách nào lừa gạt cái này thủy tổ. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu thủy tổ hiện thân một khắc kia, Diệp Thần cũng biết, cái này thủy tổ mục đích là chiếm đoạt hắn, cũng đoạt xác hắn thân thể. Mà căn cứ Sóc lão nói, phệ não thú tiến hành sống nhờ đoạt xác lúc đó, nhất định phải nguyên ký chủ cùng bây giờ ký chủ có thân thể tiếp xúc dưới tình huống, mới có thể làm được. Giống như là đưa tay giữ ở đối phương đầu lâu bên trên. Lúc ấy, Diệp Thần liền biết, chiến thắng cái này thủy tổ duy nhất phương pháp chính là luân hồi diệt đạo. Nếu như bình thường chiến đấu, Diệp Thần cho dù kích hoạt huyết mạch, thì triển luân hồi diệt đạo cũng không có bất kỳ cơ hội chạm được cái này thủy tổ, chỉ sẽ bị thủy tổ nơi nghiền ép thôi. Cho nên, hắn nhất định phải để cho thủy tổ cho rằng, mình đã hoàn toàn bị hắn bố trí, không có bất kỳ uy hiếp. Như vậy, hắn mới sẽ để cho mình tiến vào thần điện, có đến gần hắn cơ hội, không phải sao? Cũng chính vì vậy, hắn phải ngụy trang ra phản bội hình dáng. Bất quá, còn có một chút, chính là hôm nay hắn còn dư lại thiên sư máu tươi chưa chắc đủ dùng để thi triển luân hồi diệt nói. Đây là, tiểu hắc nói cho hắn, nếu là có thể chiếm đoạt vệ não thú mà nói, có thể có được không ít khai thiên linh khí. Đây cũng là Diệp Thần muốn cho thủy tổ hạ xuống đối với mình phòng bị một trong những nguyên nhân. Chỉ có, đối phương đem ngươi làm cá trong chậu, mới sẽ muốn làm hết sức lăng nhục, hành hạ ngươi. Nói như vậy, vì để cho mình thể nghiệm đến thiên đường tới địa ngục tuyệt vọng, thủy tổ liền có thể đem phệ não thú đưa vào mình trong cơ thể. Nói cách khác, hết thảy các thứ này đều ở đây Diệp Thần tính toán bên trong. Vòng vòng tương khấu. Làm như vậy, dĩ nhiên nguy hiểm cực lớn, chỉ cần có một vòng xảy ra vấn đề, chờ đợi Diệp Thần liền chỉ có chết mà thôi. Trên thực tế, Diệp Thần nếu như toàn lực bùng nổ, muốn chạy trốn mà nói, vẫn là có thể làm được, chỉ cần xông vào vậy tử vong gió bão cùng bị lạc quỷ sương mù bên trong, mặc dù, vậy rất nguy hiểm, nhưng lấy Diệp Thần sinh mệnh lực cùng thực lực, nhưng là không hề nhỏ còn sống cơ hội. Có thể, làm như vậy thì đồng nghĩa với vứt bỏ Hồng Thuấn Thiên, Thủy Kính Hoa các người. Mà nếu như muốn tất cả mọi người đều sống sót, như vậy, cũng chỉ có một phương pháp. Chính là giết kinh khủng này phệ não thú thủy tổ. Cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa, Diệp Thần cũng chỉ sẽ chọn cái phương pháp này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không phải một cái sẽ vứt bỏ đồng bạn người. Nửa giờ sau đó, Thủy Kính Hoa, lần nữa mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy trước mắt nổi lên một tấm hơi có vẻ lãnh đạm nam tử khuôn mặt lúc đó, nhưng là chợt thần sắc biến đổi, trong cơ thể hơi thở ngay tức thì náo động, tựa hồ muốn tự bảo. Đây là... Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Kính Hoa, là ta. Vừa nói, tiện tay đè ở Thủy Kính Hoa mềm mại bụng bên trên, đem linh khí áp chế xuống. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mắt đẹp run rẩy một tí, có chút kinh nghi nhìn Diệp Thần nói, ngươi. Ngươi, rốt cuộc là quái vật kia, vẫn là Diệp Thần. Trước, vậy hai con quái vật ngụy trang thành loài người, nhưng mà không chê vào đâu được. Thậm chí, liền túc chủ trí nhớ cũng có thể sao chép. Đây là, Hồng Thuấn Thiên các người cũng là xuất hiện ở Thủy Kính Hoa bên người, mỉm cười nói, Thủy cô nương, hắn đích xác là Diệp huynh, trước khi phản bội, bất quá là Diệp huynh mưu kế thôi, ngược lại là đem chúng ta toàn bộ đều lừa gạt. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mắt đẹp sáng lên, Diệp Thần không có chân chính phản bội chuyện này, so từ phệ não thú trong tay sống sót càng làm cho nàng vui vẻ. Đây là, Ngô Tử Khanh nhưng là có chút không có hảo ý cười nói, Thủy cô nương, có lẽ... Chúng ta toàn bộ đều bị phệ não thú đoạt xác, ở gạt ngươi chứ. Thủy Kính Hoa nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là hiện lên lau một cái sợ thần sắc. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, đừng dọa Kính Hoa. Hắn ngưng mắt nhìn Thủy Kính Hoa, không có nói gì nhiều, có thể nhìn Diệp Thần cặp mắt kia, Thủy Kính Hoa chính là khẽ mỉm cười, nàng biết trước mắt chính là Diệp Thần. Ánh mắt, là không lừa được người. Phệ não thú có lẽ có thể sao chép loài người trí nhớ. Nhưng không cách nào sao chép tình cảm của nhân loại. Đây là, Quan Hải Lâu nói, nếu, cái này không hồi trên đảo cũng không có bảo vật gì, chúng ta vậy cứ vậy rời đi đi. Diệp Thần nhưng là ánh mắt nhỏ tránh nói, các ngươi cảm thấy, năm đó những cái kia táng thiên hải chí cường thật sự có phệ não thú nói được ngu xuẩn như vậy. Đám người nghe vậy, ánh mắt đều là lóe lên một tí.
Ngô Tử Khanh nói, Diệp huynh ý là. Diệp thần tiếp tục nói, cho dù bọn họ thật trúng vòng bộ, nhưng, nếu là không có con mồi, cho dù là cái này phệ não thú thủy tổ, muốn đem những kinh nghiệm này qua gió to sóng lớn trí cường lừa gạt đi vào, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hồng Tuấn Thiên trên mặt, hiện lên vẻ vui mừng nói, chẳng lẽ, cái này không hồi trên đảo thật sự có bảo vật. Diệp thần nói, nếu, dưới mắt đã không có nguy hiểm, chí ít, đem hòn đảo này đảo nhỏ thăm dò một lần trở về nữa. Diệp thần rất rõ ràng, vậy vạn khư và hoa hạ hai chữ tuyệt đối không phải huyệt chống tới gió, nơi này tất nhiên có thứ quan trọng hơn tồn tại. Liền liền vậy thủy tổ cũng không biết đồ. Nửa ngày sau, mọi người đi tới mưa trong rừng nơi nào đó, ở bọn họ trước mặt sinh trưởng một bụi nhìn như có chút tầm thường cây nhỏ, mà ở cây nhỏ chung quanh, mơ hồ bố trí một đạo trận pháp lấy che giấu cây nhỏ hơi thở. Hồng Tuấn Thiên ngưng mắt nhìn trận pháp kia nói, xem ra, có người muốn ẩn núp thứ gì. Trận pháp này trên thực tế vô cùng là mịt mờ, bất quá nhưng là lấy máu bày ra, nếu không phải Ngô Tử Khanh đối với huyết dịch cảm giác lực cực mạnh, đám người có thể đều không cách nào phát hiện. Một khắc sau, Diệp thần tiện tay một kiếm đem trận pháp kia kích phá, nháy mắt tức thì, vạn trượng ánh sáng rực rỡ ngay tức thì tách thả ra. Trước mắt cái này vậy nguyên bản tầm thường cây nhỏ, ngay tức thì biến thành cành vàng lá ngọc, tản ra vô tận bảo khí linh thụ. Đám người nhìn trước mắt linh thụ rối rít mặt lộ vẻ rung động. Cái này đậm đà bảo khí, chỉ là đứng ở nơi này linh bên cạnh cây, hít thở một cái cũng để cho bọn họ cảm thấy một hồi sảng khoái à. Càng mấu chốt chính là, cái này bảo thụ bên trên còn sinh đông đảo dịch thấu trong suốt, giống như năm màu lưu ly giống vậy trái cây bên trên sinh vô số kỳ dị đường vân, cái này đường vân hồn nhiên sẵn có, mơ hồ tản ra loại nào đó đại đạo vận luật. Đúng bụi cây bảo thụ càng là tràn đầy mênh mông sức sống. Diệp thần nhìn cái này bảo thụ, thần sắc có chút cổ quái, bởi vì trong cơ thể Thái Huyền đạo chủng giờ phút này lại tách thả ra quỷ dị ánh sáng. Thái Huyền đạo chủng ở trước đây thật lâu liền tồn tại ở Diệp thần trong cơ thể, Diệp thần phía sau không có lại đi quản qua. Nhưng giờ phút này, tựa hồ trước mặt bảo thụ và nó có liên hệ nào đó. Hồng Tuấn Thiên nhìn vậy bảo thụ, nuốt nước miếng một cái nói, cành vàng lá ngọc lưu ly quả, cái này. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong Thái Huyền đạo thụ. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, hỏi cái này Thái Huyền đạo thụ là cái gì? Và Thái Huyền đạo chủng có quan hệ như thế nào? Hồng Tuấn Thiên nói, người nói Thái Huyền đạo chủng càng mơ hồ một chút, ta không như vậy rõ ràng, bất quá hai người hẳn xuất xứ từ thái cổ một vật, mà đây Thái Huyền đạo thụ là giữa trời đất một loại cực kỳ quý báu linh vật. Bản thân đối với võ giả mà nói có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ đại lộ ra, ngược lại là không có gì tác dụng đặc biệt, hơn nữa, còn phải là sinh trưởng ở đất bùn bên trong trạng thái, mới có thể làm được, một khi đem moi ra, ngay tức thì liền sẽ mất đi hiệu lực. Diệp thần nghe vậy, khẽ cau mày, cái này cũng có chút gân gà, hắn không thể nào vì hiểu đại lộ ở chỗ này không hồi đảo không đi chứ. Phải biết, hắn còn phải tìm Cố Tuyền cùng Chu Uyên. Nhưng, đây là, Hồng Tuấn Thiên nhưng là thần sắc kích động lần nữa mở miệng nói, cái này Thái Huyền đạo thụ bên trên kết trái thực, tên là đạo nguyên quả, đối với võ giả mà nói là vật đại bổ à. Không chỉ có thể ở thân xác, thần hồn, tu vi vân. Vân mỗi cái phương diện cho võ giả mang đến cực lớn tăng lên, thậm chí có thể cường hóa võ giả quy luật cùng đạo vận. Diệp thần nghe vậy, trong mắt cũng là lóe lên vẻ vui mừng. Cái này nguyên quả cần phải có thể làm cho hắn thực lực tăng lên nữa một phần. Bất quá, để cho hắn có chút nghi ngờ phải, tại sao phệ não thú không cắn nuốt cái này nguyên quả? Đây là, Sóc lão mở miệng nói, cái này nguyên quả là đại đạo thai sinh linh vật, mà phệ não thú trên thực tế là một loại có làm trái thiên đạo, đại đạo chủng tộc, cho nên, đạo nguyên quả đối với bọn họ không dùng, ngược lại có hại. Còn nữa, bên trong cơ thể ngươi Thái Huyền đạo chủng đã đến cần hấp thu căn nguyên năng lượng bước, một mực yên lặng, mà đây Thái Huyền đạo thụ hẳn ngắn ngủi thức tỉnh nó. Diệp thần nghe vậy, âm thầm gật đầu, lúc này, hắn đếm một tí trên Thái Huyền đạo thụ trái cây, tổng cộng có 9 cái, hắn nhướng mày nói, 9 cái, chúng ta tổng cộng có 5 người, làm sao chia? Không bằng, chúng ta mỗi bên cầm 2 quả chia đều một quả cuối cùng. Bởi vì Quan Hải Lâu không phải người thừa kế, chỉ là đi cùng Ngô Tử Khanh tới, cho nên các ngươi 2 cái coi là một phần. Đây là, Hồng Tuấn Thiên nhưng là cười một tiếng nói, không cần như vậy. Chúng ta chỉ lấy một quả, còn dư lại liền toàn thuộc về Diệp huynh đi,
lần này chúng ta có thể sống sót, cũng là may mà Diệp huynh, hơn nữa, cái này nguyên quả, một đời người chỉ có thể uống một quả, nhiều cũng không dùng, ngược lại sẽ bởi vì thân thể không cách nào chịu đựng, mà bị tổn hại. Thủy Kính Hoa không cần phải nói, Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu hai người tự nhiên vậy không có dị nghị. Nếu như nguyên bản, Ngô Tử Khanh và Quan Hải Lâu có thể còn sẽ sanh ra giết người đoạt bảo ý tưởng. Nhưng, hiện tại, gặp qua Diệp Thần kích hoạt huyết mạch sau đó, bọn họ cũng không có dũng khí này. Huống chi, Diệp Thần cứu bọn họ mệnh, cái này hai người tuy không phải cái hạng người hiền lành gì, nhưng, đều có mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, không phải như vậy thích ân đền oán trả người. Diệp Thần nghe vậy cũng không kiểu cách, lúc này, liền từ vậy trên Thái Huyền đạo thụ hái xuống 5 cái đạo nguyên quả. Còn lại 4 cái, Thủy Kính Hoa 4 người chia đều. Diệp Thần trong mắt có thần quang lưu chuyển, thân thể không cách nào chịu đựng. Người khác, có thể có cái phiền não này, hắn lại không có à. Cái này 5 cái đạo nguyên quả, toàn bộ sau khi cắn nuốt, hắn thực lực có thể một người nữa lên nấc thang chứ. Huống chi, sau khi cắn nuốt, vậy Thái Huyền đạo chủng cây nhỏ mầm nói không chừng sẽ có dị biến. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, đột nhiên, Thủy Kính Hoa diễn cảm dị biến. Nàng con người toát ra hai đạo cổ xưa đường vân. Không chỉ Thủy Kính Hoa, Ngô Tử Khanh các người giống như vậy. Diệp Thần hiển nhiên phát hiện khác thường, các ngươi thế nào? Có thể mấy người không có bất kỳ trả lời. Tựa như rơi vào loại nào đó ảo cảnh vậy. Đồng thời, xăm người bảo vệ sau lưng mơ hồ truyền tới từng cơn tiếng rồng ngâm. Không chỉ như vậy, còn dư lại những người đó ra, đều hóa thành từng đạo đường vân. Đường vân không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lại hóa thành từng đạo sáng chói điểm sáng. 10 đạo điểm sáng động chạm. Diệp Thần phát hiện toàn bộ hòn đảo đang rung động. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, cái này chẳng lẽ mới là sau lưng biểu thị hết thảy. Bước ngang qua vô số năm tháng bàn cờ, hiện tại mới bắt đầu hiển lộ. Vì sao chỉ vào giờ khắc này hiển lộ? Thậm chí che mắt thủy tổ và những người khác. Chẳng lẽ là ở cùng mình? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn thời điểm, lòng đất vỡ vụn, một cái bị vô số phù văn dính cổ dương dược nhiên lên, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Mà vậy 10 đạo điểm sáng, bỗng nhiên chui vào cổ dương bên trong. Diệp Thần đưa tay ra, đụng chạm cái đó cổ dương hiển nhiên có linh, từ từ trở lại Diệp Thần trên tay. Giờ khắc này, Diệp Thần tay đang run rẩy. Là bởi vì là cổ dương trên có khắc phù văn. Và hắn nhìn thấy phù văn hoàn toàn khác nhau. Không hề cổ xưa. Ngược lại, chữ viết phía trên là hoa hạ chữ viết. Chỉ bất quá những thứ này chữ viết tựa hồ bị đánh tan, Diệp Thần không hề xác định cổ dương muốn biểu đạt tin tức gì. Diệp Thần mưu toan muốn mở ra, nhưng là cho dù hắn lực lượng mạnh mẽ, nhưng không cách nào phá vỡ cổ dương hết thảy. Diệp Thần thậm chí vận dụng sát kiếm, nguyệt hồn chém, nắm giữ kiếm pháp, cũng không cách nào phá vỡ. Chắc hẳn, quan hệ đến vạn khư và hoa hạ bí mật liền giấu ở trong đó. Có thể dưới mắt, không biết là cái này cổ dương kháng cự, vẫn là cổ dương cần chìa khóa. Diệp Thần cuối cùng đem cổ dương thu vào luân hồi mộ địa, mà ba người vậy tỉnh hồn lại. Phát sinh cái gì, mấy người diễn cảm cổ quái, bọn họ trí nhớ thật giống như thiếu sót vậy. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, không có, nếu lấy được đạo nguyên quả. Chúng ta lại ở chung quanh xem, sẽ hay không có cái gì thất lạc. Mấy ngày kế tiếp, đám người lại đem toàn bộ không hồi đảo tìm tòi một lần, có thể nhưng lại cũng không có bất kỳ thu hoạch, nhưng, đạt được đạo nguyên quả cũng coi là không uổng chuyến này. Một ngày này, mọi người đi tới đậu một chiếc màu hoàng kim thuyền lớn bãi cát bên trên, Diệp Thần đối với đám người hỏi, các vị, các ngươi hiện tại có cái gì dự định? Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Mở miệng nói, Diệp công tử, chúng ta dự định trở lại bên trong biển. Hồng Thuấn Thiên nói, ta cũng nên trở về đi Xích Hoàng đảo. Thủy Kính Hoa giờ phút này nhưng là trầm mặc lại. Diệp Thần nhìn về phía Thủy Kính Hoa nói, Kính Hoa, thế nào? Thủy Kính Hoa có chút không thôi nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, Thủy gia những năm gần đây bởi vì nước thiên thiên bộc phát suy yếu, ta hiện tại đã là Thủy gia gia chủ, như vậy thì có chỉnh đốn Thủy gia trách nhiệm. Có rất nhiều chuyện, đều cần ta tới xử lý, vì vậy, ta muốn trở lại Thủy gia. Nàng biết, Diệp Thần tới Táng Thiên Hải là vì tìm người, hôm nay bên ngoài biển không có đầu mối,
như vậy rất có thể liền muốn đi trước bên trong biển. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh, một lát sau cười một tiếng nói, mặc dù, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không cách nào bồi ngươi, nhưng, nếu như xử lý xong chuyện này, rời đi Táng Thiên Hải trước, ta nhất định sẽ đi một chuyến nước Minh Đảo. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mặt đẹp hơi ửng đỏ, mừng rỡ gật đầu một cái. Đây là, Diệp Thần nhìn về phía Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu nói, Tử Khanh, ta nếu là muốn tiến vào bên trong biển, có thể có cái gì phương pháp? Ngô Tử Khanh nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, có chút gặp khó khăn gãi đầu một cái nói, không phải bên trong biển người, muốn đi vào bên trong biển, cũng không phải không được, chỉ là, có chút phiền toái. Diệp Thần cười nói, có cách pháp là được, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Bất luận khó khăn bao nhiêu, hắn cũng muốn đi vào bên trong biển. Bởi vì, hắn người phụ nữ, huynh đệ đều tại nơi đó. Một ngày sau, xanh biếc trên biển, nổi lơ lửng một chiếc hoàng kim thuyền lớn. Thuyền lớn trên bong, đứng ba tên thanh niên, ánh mặt trời rực rỡ vẩy vào ba mặt người trên, nhỏ mặn gió biển thổi lất phất tóc đầu bọn họ, càng lộ vẻ được hăm hở. Cái này ba người, dĩ nhiên là Diệp Thần, Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu. Diệp Thần đã đem Hồng Thuấn Thiên cùng Thủy Kính Hoa đưa về nước Minh Đảo cùng Xích Hoàng Đảo, giờ phút này, đang chuẩn bị hướng bên trong biển tiến về trước. Diệp Thần nói, tiếp theo đoạn thời gian này, chúng ta ba người thay phiên chèo thuyền đi. Ngô Tử Khanh hai người đều là gật đầu một cái. Sở dĩ muốn thay phiên, nguyên nhân rất đơn giản, luyện hóa đạo nguyên quả. Ba người đối với vậy đạo nguyên quả cũng đều là giạt rào lửa nóng. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Quan Hải Lâu liền mỗi người quay trở về trong phòng, Ngô Tử Khanh tạm thời chèo thuyền. Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu, thân là bên trong Hải Thiên Kiêu, mặc dù thân xác lực lượng kém hơn Diệp Thần, nhưng, một người chèo thuyền vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Cái này tàu Hoàng Kim Phi Sư ở ánh mặt trời chiếu rọi bãi chiều trước thần bí kia bên trong biển xuất phát. Bên trong thuyền một gian buồng bên trong, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên giường, ở trước mặt hắn là một quả năm màu lưu ly vậy, lộng lẫy và tuyệt vời trái cây. Trái cây bên trên, tản mát ra một cổ vô cùng là hương vị ngọt ngào hơi thở. Diệp Thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, một khắc sau, đơn giản thô bạo trực tiếp đem ngay ngắn một cái trái cây, nhét vào trong miệng, miệng to nhai. Nếu để cho Quan Hải Lâu cùng Ngô Tử Khanh thấy một màn này, phỏng đoán kinh được con người cũng sẽ rớt xuống đất. Đạo nguyên quả là trời xanh linh vật, không cần luyện thành đan dược mới có thể uống, nhưng, vì tối đại hóa điện lợi dùng đạo nguyên quả tinh hoa, bọn họ đều là đem đạo nguyên quả chia nhỏ phần, một miếng nhỏ ăn vào, luyện hóa à. Dáng vẻ này Diệp Thần như vậy, trực tiếp một hơi nuốt. Thật là, phí của trời. Người bình thường lối ăn này, đạo nguyên quả phần lớn tinh hoa cũng chỉ sẽ lãng phí mà thôi. Loài người thân thể, cũng không cách nào duy nhất tiêu hóa khổng lồ như vậy năng lượng. Bất quá, Diệp Thần tự nhiên không cần cân nhắc những thứ này. Hắn thể chất không sợ nhất chính là hấp thu năng lượng, có nhiều ít hút nhiều ít. Diệp Thần trên mặt hiện lên lau một cái vẻ hài lòng, không thể không nói, cái này nguyên quả mùi vị quả thật vô cùng là ngon miệng, trên trái đất những cái kia trái cây căn bản không có bất kỳ có thể so sánh. Phỏng đoán, truyền thuyết bên trong bàn đào vậy bất quá cũng như vậy thôi. Rất nhanh, một cổ vô cùng là năng lượng tinh thuần, liền ở Diệp Thần trong cơ thể kích đống mở. Diệp Thần trong mắt thần mang một thịnh, lúc này bắt đầu vận chuyển thái nhất linh khí, kéo theo điều này có thể tính, ở trong người vận chuyển luyện hóa tới huyết mạch xương cốt bên trong. Đồng thời hắn trong óc, xuất hiện từng viên phù văn, những phù văn này, cũng hàm chứa loại nào đó đại lộ ý, hội sau đó. Diệp Thần đối với hủy diệt chi đạo lĩnh ngộ lại là có tăng lên. Mấy ngày sau, động lực bên trong phòng đi ra một tên thanh niên, hắn đứng ở trên bong, liền nhìn phương xa, chỉ gặp trước mắt vùng biển bên trên, nước biển màu sắc lại là bỗng nhiên thay đổi biến thành đen thui vẻ. Mà vậy cái hải vực bên trong, cũng là bao phủ nồng đậm sát khí, âm phong từng cơn, điện thiểm lôi minh, sóng biển cuồn cuộn. Nhìn dáng dấp, thật là đều cùng không hồi đảo bên ngoài tử vong gió bão có liều mạng. Diệp Thần cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói, nước đen âm phong, trước mặt chính là Táng Thiên Hải bên trong biển liền sao. Giờ phút này, Diệp Thần cả người hơi thở bộc phát trầm ngưng liền đứng lên. Như vậy tăng lên, tự nhiên nhờ vào vậy năm cái đạo nguyên quả. Mấy ngày qua,
Diệp Thần đem toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Trên thực tế, năm cái đạo nguyên quả chỉ đem Diệp Thần tu vi tăng lên tới như vậy trình độ, đã là có chút quá thấp, có thể gặp, Diệp Thần tu vi tăng lên có bao nhiêu khó khăn. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần thực lực tăng trưởng. Thân xác, thần hồn, linh lực phương diện, Diệp Thần đều có nơi tiến bộ, nhưng, lớn nhất thu hoạch vẫn là đạo vận. Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, hôm nay đã đột phá đến tầng 6 cảnh giới. Nếu như hiện tại, hắn lại thi triển diệt tuyệt thần quang tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết huyết hoàng. Hơn nữa, diệt tuyệt thần quang thi triển tốc độ vân. Vân cũng là có tăng lên. Tổng thể mà nói, Diệp Thần bây giờ thực lực đã càng cường đại hơn. Mà kích hoạt huyết mạch, thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, đem có nghiền ép rất nhiều cường giả chiến lực. Chỉ bất quá, hôm nay, Diệp Thần trong cơ thể đã không có bất kỳ có thể kích hoạt huyết mạch năng lượng. Đây là, một đạo thân ảnh chớp mắt, một tên âm nhu thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn về phía Ngô Tử Khanh, cười nói, Tử Khanh, trước mặt chính là bên trong biển, ngươi cũng hẳn nói cho ta tiến vào bên trong biển điều kiện, rốt cuộc là cái gì? Ngô Tử Khanh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, Diệp huynh, nếu như ta nói tiến vào bên trong biển, trên thực tế không có bất kỳ điều kiện đâu. Không có bất kỳ điều kiện, Diệp Thần nghe vậy không khỏi được cả kinh. Bên trong biển mặc dù hoàn cảnh tồi tệ, nhưng linh khí các phương diện nhưng là so với bên ngoài biển cao hơn không thiếu, những thứ này mới là đối với võ giả mà nói trọng yếu nhất tài nguyên, nếu là không có bất kỳ điều kiện, vậy bên ngoài biển người há chẳng phải là đã sớm toàn bộ tiến vào bên trong biển. Ngô Tử Khanh ánh mắt nhỏ tránh nói, hoặc là nói bên trong biển người quả thật không hạn chế người bất kỳ tiến vào bên trong biển, nhưng, cái hải vực này bản thân nhưng kháng cự người ngoại lai. Diệp huynh rất nhanh thì sẽ biết. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy không hỏi thêm nữa, theo hàng thuyền đi về phía trước, không lâu lắm, bọn họ liền lái vào bên trong biển khu vực. Ở nơi này đen nhánh vùng biển bên trong, màu hoàng kim thuyền lớn đặc biệt là nổi bật. Giữa lúc Diệp Thần thuyền bè mới vừa tiến vào bên trong biển không lâu, đột nhiên tới giữa, đúng cái hải vực nước biển tựa hồ có chốc lát ngưng trệ một cái, liền vậy âm phong cũng sẽ không thổi lất phất. Có thể, đứng ở đầu thuyền Diệp Thần nhưng là bỗng nhiên con ngươi co rúc một cái, một cổ khí tức nguy hiểm từ bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới, cùng lúc đó, hắn chợt ngẩng đầu lên, hướng bầu trời nhìn. Chỉ gặp, một đạo to lớn màu tím sấm sét, ở mây sấm bên trong nổi lên, một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy đạo lôi đình lại là hướng Diệp Thần ngay đầu đánh xuống. Diệp Thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, trong tay sát kiếm nhất dương, tiện tay chém ra một đạo lẫm liệt kiếm quang, cùng vậy sấm sét đụng vào một nơi, đem mất đi, có thể, lôi đình này tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô số tiếng gào thét, bỗng nhiên từ đáy biển truyền ra, chỉ gặp, tất cả khổng lồ hải thú lại là thật nhanh từ đáy biển dưới lao ra, mặt đầy vẻ tham lam hướng Diệp Thần các người nhào tới. Diệp Thần chân mày lại là nhíu một cái. Mà lúc này, hàng thuyền vậy ngưng đi tới trước, Quan Hải Lâu thân hình chớp mắt vậy đi tới trên bong thuyền. Diệp Thần hướng Ngô Tử Khanh cùng Quan Hải Lâu nhìn, chỉ gặp hai người mặt lộ vẻ cười khổ, tựa hồ đối với một màn này sớm có dự liệu. Một khắc sau, ba người rối rít ra tay, một hồi kinh thiên động địa vang lớn, ở nơi này vùng biển bên trong bùng nổ, sóng lớn lăn lộn, gào thét không ngừng, không lâu lắm. Vậy nước biển màu đen cũng đã biến thành đỏ đen vẻ, đồng thời, trên mặt biển nổi lơ lửng các loại các dạng cục thịt. Diệp Thần các người lại là đem hướng bọn họ đánh tới hải thú toàn bộ đánh chết sạch sẽ. Bất quá, cho dù lấy ba người thực lực, đang tiêu diệt liền những thứ này hải thú sau đó, cũng là có chút kiệt sức cảm giác, bọn họ cả người dính máu tươi, nằm ở trên bong, miệng to thở hào hển. Ngay tại lúc này, lại là một đạo sấm sét hướng Diệp Thần hung hăng đánh xuống. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhưng lười được xuất thủ nữa, mặc cho sấm sét bổ vào trên mình. Ầm một tiếng, Diệp Thần cả người một phiến nám đen, tóc vậy bạo nổ thành một đoàn, nhưng lấy hắn thể chất, cái này cùng sấm sét còn không cách nào chân chính thương tổn tới hắn. Chỉ là, thời khắc này Diệp Thần cả người hơi tê liệt, đau nhói, một hồi nhe răng tuét miệng, cho dù không có bị thương, cảm giác vậy không được tốt lắm. Hắn sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ vậy sấm sét cùng hải thú chính là ngươi nói. Ngô Tử Khanh không biết làm sao gật đầu nói, không sai, đây chính là bên trong biển kháng cự người ngoại lai phương thức. Trước đây thật lâu, bên trong biển, trải qua một lần đại biến, từ đó về sau,
đúng cái hải vực phảng phất có sinh mạng vậy, đối với người ngoại lai cực kỳ bài xích, người ngoại lai cửa không chỉ có sẽ đưa tới hải thú, thậm chí, sẽ đưa tới sét đánh, tóm lại, rất khó có người ngoại lai ở bên trong biển đợi tiếp. Diệp Thần cau mày nói, tại sao các ngươi không có sao? Quan Hải Lâu đáp, tất cả ở bên trong biển ra đời người, trời xanh trong cơ thể sẽ có một loại bên trong biển có một không hai sát khí, mà sát khí này, chính là ta cùng sẽ không phải chịu hải thú điên cuồng công kích, cùng với sấm sét oanh đập nguyên nhân. Diệp Huynh, hiện tại ngươi biết, tại sao bên trong biển không có hạn chế người bất kỳ tiến vào bên trong biển, vậy cơ hồ không có cái gì người ngoại lai nguyên nhân đi. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc trầm ngưng liền đứng lên, mặc dù lôi đình này cùng hải thú, tạm thời không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng, không thể không nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Hơn nữa, nơi này còn chỉ là bên trong hải ngoại vây thôi, nếu như tiến vào bên trong biển khu vực trung tâm, nơi đó hải thú cùng với sấm sét, sợ rằng cũng sẽ càng kinh khủng hơn, khi đó, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Diệp Thần không khỏi phải hỏi nói, chẳng lẽ, những năm gần đây, cũng chưa có người thành công ở lại bên trong biển. Ngô Tử Khanh ánh mắt nhỏ tránh nói, có, người ngoại lai, muốn ở lại bên trong biển, liền phải có cùng bên trong biển người giống nhau sát khí, mà có thể lấy được sát khí này địa phương, ngay tại bên trong biển bên trong, tên là sát trì. Sát trì. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt không khỏi được sáng lên. Ngô Tử Khanh lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Thần nói, Diệp Huynh, đây là bên trong biển bản đồ, sát trì vị trí ta đã vì ngươi đánh dấu đi ra. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói, cảm ơn. Bất quá rất nhanh, Ngô Tử Khanh sắc mặt lại là ngưng trọng nói, bất quá, Diệp Huynh ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào cái này sát trì nhưng mà chuyện cực kỳ nguy hiểm tình. Sát trì, trên thực tế là bên trong biển bên trong, một phiến tràn ngập sát khí khu vực, truyền thuyết, cái này sát trì phía dưới là một cái thượng cổ dị thú thi thể. Trong sát trì sát khí, cho dù là bên trong biển người cũng rất khó chịu đựng. Vì vậy, vì không để cho trong sát trì tràn ngập sát khí nước biển chảy vào bên trong biển bên trong, thời đại thượng cổ, bên trong biển cường giả thuận tiện lấy thủ đoạn nghịch thiên xây lên một cái đập nước, đem phương này tràn ngập sát khí vùng biển, tụ tập lại, mới hình thành hiện tại cái gọi là sát trì. Năm gần đây, sát trì đập nước tựa hồ đã xuất hiện hư hại, trong sát trì nước biển đã bắt đầu tràn ra ngoài, chỉ cần ở nơi này trong sát trì tiến hành tắm, liền có thể tùy tiện có vậy đặc thù sát khí. Đây là, Quan Hải Lâu cũng là mở miệng nói, bất quá, ở nơi này sát trì tắm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đã từng, có một cái ẩn núp thế lực muốn đi vào bên trong biển, để cho môn hạ tất cả đệ tử tiến vào sát trì tắm, kết quả. Quan Hải Lâu vừa nói, trong mắt mơ hồ hiện lên lau một cái vẻ kiêng kỵ. Ngô Tử Khanh nói tiếp, kết quả, cái đó ẩn núp thế lực, vượt qua 70% cửa người không cách nào chịu đựng vậy sát trì lực lượng, vĩnh viễn ở lại trong sát trì. Trong đó, thậm chí bao gồm thái chân cảnh cường giả. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động một tí, bất quá, rất nhanh chính là mở miệng nói, dù vậy, ta cũng có phải đi vậy sát trì lý do. Ở không có tìm được Cố Tuyền cùng Chu Uyên đầu mối trước, hắn sẽ không rời đi bên trong biển. Ngô Tử Khanh gật gật đầu nói, đã như vậy, Diệp Huynh tốt nhất đổi thuyền nhỏ đi sát trì, dẫu sao, chiếc thuyền lớn này mục tiêu quá lớn, không hề thiếu phiền toái. Vừa nói, lại là ném cho Diệp Thần một chai đan dược cùng một cái lệnh bài nói, đan dược này bên trong ẩn chứa có một chút cùng chúng ta trời xanh có sát khí tương tự hơi thở, có thể tạm thời dùng để mê muội hải thú, nhưng, dùng hơn liền sau đó, hiệu quả càng ngày sẽ càng kém, lệnh bài kia là Hải Huyền Tông tín vật. Diệp Thần chớp mắt sau nói, Hải Huyền Tông. Quan Hải Lâu cười nói, Diệp Huynh, cái này bên trong biển bên trong có vô số thế lực lớn nhỏ, Hải Huyền Tông coi như trong đó một cái thế lực lớn. Thằng nhóc này chính là Hải Huyền Tông tông chủ chi tử, có cái này Hải Huyền Tông lệnh bài, nghe được chuyện vậy sẽ thuận lợi không thiếu. Diệp Thần nghe vậy, nhìn hai người, gật gật đầu nói, đa tạ. Ngô Tử Khanh cười một tiếng nói, ta Ngô Tử Khanh tuy là tên ác nhân, nhưng vậy hiểu biết được ân báo đáp đạo lý. Không lâu lắm, Diệp Thần liền ngồi thuyền lớn bên trong đặt một chiếc thuyền con, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hướng vậy sát chỉ chỗ chỗ đi. Mà sau lưng thuyền lớn thì lái về phía những phương hướng khác, do Ngô Tử Khanh hai người thay Diệp Thần thay thế giữ. Vậy một chiếc thuyền con dần dần không nhìn thấy ở sóng gió cùng sương mù bên trong. Cùng lúc đó, Đông Phong Thành. Một gian mật thất dưới đất bên trong,
vang lên từng cơn kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp, ánh lửa mờ tối dưới, một tên thân hình cao lớn nam đầu chọc tử, cả người máu tươi đầm đìa, cả người lại là giống như rách bươm như nhau vặn thành một đoàn, hắn trên trán mồ hôi lạnh cuồng mạo, cặp mắt ứ máu, con người đều phải trừng bể. Có thể gặp, thừa nhận hạng to lớn thống khổ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, người này bất ngờ là trước dẫn hắn hộ tống thủy kính hoa thuyền trưởng La Hữu. Mà ở La Hữu trước người, đứng một tên che mặt hắc y nhân, hắn ánh mắt không có chút ba động nào, nhàn nhạt nhìn La Hữu nói ra Diệp Thần tung tích, ta có thể để cho ngươi sớm một chút giải thoát. La Hữu con ngươi run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, người quần áo đen kia nâng lên tay, hướng về phía La Hữu hư không một chảo, ầm một tiếng nổ vang, La Hữu cả người liền hóa thành một phiến xương máu tiêu tán. Rồi sau đó, hắn lấy ra một quả đưa tin ngọc phù, mở miệng nói, tìm được. Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, nơi nào đó không gian bên trong, sinh trưởng một viên thông thiên cổ thụ dưới đất hòa hợp năm màu vận khí, cái này không gian bên trong linh khí cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng bước. Giờ phút này, hai đạo vô cùng là khí tức cường đại bỗng nhiên từ cổ thụ nóc, bộc phát ra, uy thế thông trời, toàn bộ không gian mây mù cũng làm khuấy động. Chỉ gặp, tàng cây bên trên ngồi hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam đầu đầy tóc đỏ, bên người đứng thẳng một cây quải trượng đầu rồng, nữ chính là một tên thần sắc âm lãnh cực kỳ thiếu phụ. Cái này hai người chính là Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh. Mà giờ khắc này, hai người đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt đều là tinh mang bạo tránh. Một thân hơi thở bộc phát cường thịnh đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hơi thở thu liếm, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang đều là mặt đầy vui mừng. Hứa Yến Linh mỉm cười nói, không nghĩ tới, thiên đạo áp chế biến mất, để cho chúng ta đối với phép tắc cảm ngộ hơn nữa rõ ràng, nhiều năm chưa từng đột phá cổ trai cũng mơ hồ có chút giãn ra, lần này bế quan, càng làm cho chúng ta, cùng đột phá. Vạn Vô Quang cũng là vô cùng sảng khoái, tu vi bước vào thái chân cảnh, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều là cực lớn, hai người thực lực, hôm nay có thể nói xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngay tại lúc này, Hứa Yến Linh thần sắc động một cái, đột nhiên lấy ra một quả đưa tin ngọc phù dính vào trên trán. Vạn Vô Quang thấy vậy, không khỏi hỏi, Hứa trưởng lão, thế nào? Hứa Yến Linh mở ra hai tròng mắt, trong mắt vui mừng hơn nữa đậm đà. Mơ hồ còn hiện lên một chút hung tàn cùng cừu hận nói, Vạn trưởng lão, không nghĩ tới lần này có thể nói là xong hỉ lâm môn à, chúng ta mới vừa đột phá, thì có một cái tin tốt, truyền đến. Tin tức tốt. Vạn Vô Quang có chút nghi ngờ, đột nhiên, hắn thần sắc động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, chẳng lẽ là. Hắn biết hai người bế quan trước, Hứa Yến Linh từng tìm được thiên nhân vực một người trong ẩn núp thế lực, thay nàng tìm người nào đó tung tích. Cái này ẩn núp thế lực mặc dù không tiếp ám sát nhiệm vụ, nhưng, ở tình báo, tìm người các phương diện có thể nói là chuyên gia bên trong chuyên gia. Mà đây người nào đó, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Hứa Yến Linh gật đầu một cái, trong mắt ý định giết người cuồng chào nói, không sai, Vạn trưởng lão, chúng ta hiện tại sẽ lên đường đi, hiện tại thằng nhóc này không có ở đây Bắc Lăng Thiên Điện bảo vệ dưới, là chúng ta động thủ tốt nhất cơ hội. Vạn Vô Quang khẽ cau mày nói. Nhưng mà, đế quân hiện tại còn chưa xuất quan. Đông Hoàng quên cơ hội đang một chỗ khác trong bí cảnh bế quan. Hứa Yến Linh mặt mũi, dần dần giữ tợn nói, không chờ được lâu như vậy, cái này cơ hội thoáng một cái đã qua, chúng ta hôm nay song song đột phá, thực lực có to lớn tăng lên, căn cứ trước kia tình báo tới xem, thằng nhóc kia hôm nay tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Ngọn lửa báo cừu, đã hoàn toàn đem nàng thần hồn đốt. Mới vừa đột phá liền phát hiện Diệp Thần tung tích. Đây là liền ông trời cũng giúp nàng, muốn cho nàng trả thù à. Nàng tuyệt sẽ không cho phép lần này cơ hội, không lãng phí. Vạn Vô Quang do dự chốc lát, cuối cùng, vẫn là cắn răng nói, được. Hắn hiện tại, ở nơi nào? Diệp Thần là Đông Hoàng Thiên Điện đại họa tâm phúc, không hoàn toàn diệt trừ, tại tim bất an. Cho dù là bốc lên chút nguy hiểm, nếu là có thể thành công giải quyết Diệp Thần. Cũng là đáng giá. Hứa Yến Linh nghe vậy, âm ngoan cười một tiếng nói, táng thiên hải. Rất nhanh, một chiếc cực nhanh chạy hàng thuyền bên trên, đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Trong đó hai người,
một nam một nữ hơi thở cũng vô cùng là mạnh mẽ. Đều là thái chân cảnh. Mà người cuối cùng, mặc quần áo đen, hơi thở mịt mờ, không phân biệt được thực lực. Giờ phút này, Hứa Yến Linh thần sắc có chút âm trầm nói, người nói gì sao? Thằng nhóc kia rất có thể đi vào bên trong biển. Người quần áo đen kia gật đầu một cái nói, không sai. Vạn Vô Quang cũng là cau mày nói, người có thể biết Diệp Thần Thân ở bên trong biển bên trong nơi nào? Hứa Yến Linh tròng mắt bên trong, hàn mang chớp mắt, lần nữa mở miệng nói, người có thể biết vì để cho các ngươi tìm tiểu tử này tung tích, ta trả giá bao nhiêu? Nếu như không tìm được, ta cũng không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Người quần áo đen kia nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu ý nói, từ bỏ ý đồ. Đông Hoàng Thiên Điện còn không có cái này tư cách chứ. Ngươi, Hứa Yến Linh nghe vậy giận dữ, cả người hơi thở cũng mơ hồ sôi trào lên. Có thể, ngay tại lúc này, người quần áo đen kia nhưng là nhàn nhạt nói, bất quá, Diệp Thần chỗ ở vị trí, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên nói, ở nơi nào. Hắc Y Nhân trong mắt tinh quang chớp mắt nói, bất kỳ người ngoại lai tiến vào bên trong biển, cái đầu tiên địa phương muốn đi đều là sát trì. Một chiếc thuyền con, ở màu đen sóng biển bên trong chìm nổi trước, đột nhiên tới giữa, vậy thuyền nhỏ phía dưới nước biển giống như sôi trào vậy, toát ra vô số bọt khí. Thuyền nhỏ bên trên chèo thuyền thanh niên người thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, trong tay mái chèo chợt động một cái, một cổ lực lớn bộc phát ra kéo theo thuyền nhỏ hướng phía trước bắn nhanh đi. Ngay tại thuyền nhỏ rời đi tại chỗ ngay tức thì, một cái miệng mở to như chậu máu nhưng là xuất hiện ở hắn mới vừa chỗ. Chỉ gặp, một đầu núi nhỏ lớn nhỏ, miệng đầy răng nhọn quái ngư xuất hiện ở trên mặt biển. Diệp Thần nhìn vậy quái ngư, trong mắt khí lạnh một thịnh, ngay tức thì chém ra một kiếm, lạnh thấu xương kiếm quang bên trong, vậy quái ngư liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền hóa thành một hồi xương máu tiêu tán. Diệp Thần chém giết cái này quái ngư. Nhưng là khẽ nhíu mày nói, gần đây gặp hải thú càng ngày càng nhiều, xem ra, đan dược kia đã muốn mất hiệu lực. Hắn lần nữa hoạt động song tưởng, chuyển kiếp một hồi sương mù dày đặc, bỗng nhiên, cặp mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt mơ hồ hiện lên lau một cái vẻ rung động. Chỉ gặp, ở trước mặt hắn lại là xuất hiện một tòa vô cùng kỳ dị hòn đảo. Cái này hòn đảo, nói là đảo, càng giống như là trong biển cao vút dậy một ngọn núi lớn. Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng mơ hồ mong đợi, nơi này chính là Ngô Tử Khanh nói sát chỉ chỗ. Tìm lâu như vậy thuyền, cuối cùng là đến. Một khắc sau, thân hình hắn một cái chớp động chính là tung người lên, rơi vào núi lớn này bên trên, lấy tốc độ cực nhanh hướng đỉnh núi leo đi, rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới trên đỉnh núi. Hắn mắt nhìn xuống một màn trước mắt, trong mắt vẻ rung động vậy bộc phát nồng nặc. Chỉ gặp ngọn núi lớn này lại hiện ra một loại chính giữa trạng thái. Giống như là miệng núi lửa vậy. Chỉ bất quá, cái này ngọn núi lửa nội bộ, cũng không phải là nham thạch nóng chảy, mà là vô cùng vô tận nước biển. Ngưng tụ cuồn cuộn sát khí nước biển. Vậy sát khí, cho dù Diệp Thần đứng ở đỉnh núi, cũng có thể rõ ràng được cảm giác được. Xuyên thấu qua đỉnh núi khu vực trung tâm, một cái cuồn cuộn màu xám đen sát khí lỗ lớn. Diệp Thần mơ hồ có thể thấy lỗ lớn bên trong phiên trào nước biển, bất quá, cái này lỗ lớn cũng không phải là hắn mục tiêu. Trừ cái này lỗ lớn ra, toàn bộ đứng trên đỉnh núi còn trải rộng tất cả lớn nhỏ ao. Những thứ này ao bên trong, cũng là bất chấp cho đen sát khí, trong đó, doanh mãn liền màu xám đen nước biển, đây mới là Diệp Thần muốn tìm sát trì. Cái này sát trì, và suối nước nóng ngược lại là có mấy phần tương tự. Diệp Thần đi tới một cái khá lớn sát trì cạnh, hắn đưa ra một ngón tay đắm chìm trong ao nước bên trong, ánh mắt không khỏi hơi lóe lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lũ đặc thù sát khí theo hắn ngón tay dung vào bên trong cơ thể. Hơn nữa, cho dù lấy hắn thể chất, sát khí này vào cơ thể ngay tức thì đều là cảm thấy một chút đau nhói, mơ hồ đối hắn kinh mạch, tạo thành nhỏ xíu tổn thương. Xem ra, Quan Hải Lâu nói một chút cũng không khoa trương. Sát khí này đối với thân thể nguy hại quả thật không nhỏ. Bất quá, Diệp Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, liền cởi hết quần áo nhảy vào liền trong sát trì. Phốc thông một tiếng, hắn toàn bộ thân thể chìm vào đáy ao, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Sát khí này đối với vậy võ giả mà nói có thể rất nguy hiểm, nhưng, đối với hắn lại cũng không như vậy,